hàn lập mỉm cười đang muốn tiếp tục nói cái gì đó bỗng nhiên thần sắc trở động rồi lặng im không nói gì nữa cô gái áo gai thấy biểu hiện của hắn có chút kỳ quái nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì phụ nhân bên cạnh bỗng nhiên tiến tới thật nhanh đồng thời một tay vung lên trong hư không bỗng nhiên xuất hiện sương mù dày đặc phụ nhân thần niệm thoáng động sau đó xoay người hướng thiếu nữ nói thưa tiểu thư là từ tiểu thư tới bái phỏng hơn nữa đã đang ở dưới lầu rồi là từ tỷ tỷ a nàng sao lại tới đây chẳng lẽ quẻ bói lần trước của ta không linh sao? Thiếu nữ áo gai đầu tiên là vui mừng, sau đó suy nghĩ lại thì cảm thấy có chút lo lắng, gương mặt trở nên ảm đạm. Vì tiểu thư đã phân phó qua, nếu từ tiểu thư tới thì không cần ngăn cản cho nên nàng tới tận dưới lầu thì ta mới nhận được tin báo. Nàng sẽ lên tới đây ngay bây giờ. Phụ nhân vừa nói vừa nhìn Hàn Lập bằng ánh mắt có chút khác thường. Nếu Lam Tiên Tử có khách thì Hàn Mỗ xin tạm cáo lui. Hàn Lập hiểu ý của phụ nhân bèn đứng dậy nói. Cái này không cần, đây là một người bạn tốt của tiểu muội, có lẽ cũng là tới hỏi chuyện thôi. Là chuyện tình cảm, cũng không cần quá kiêng kỵ. Hàn Đạo Hữu nếu không ngại có thể đợi một chút để ta tiếp nàng. Thiếu Nư Áo Gai sau khi trầm ngâm một chút bèn đáp, nếu vậy thì tại hạ sẽ chờ Lam Tiên Tử đón khách, sau đó sẽ nói chuyện tiếp. Hàn Lập gật đầu, Thiếu Nư Áo Gai cũng không nói gì thêm nữa. Ngay sau đó, dưới thang lầu truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng, người chưa xuất hiện mà đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo truyền tới. Dĩnh Nhi, lần này nhất định ngươi phải cho ta một cái công đạo. Ta đã tìm khắp nơi rồi, vì sao quẻ bói của ngươi vẫn chưa ứng nghiệm? Hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong phán đoán của ngươi rồi, nhưng người ta muốn gặp thì ngay cả cái bóng cũng chưa thấy đâu. Ngươi không phải đang cố ý muốn hí lộng tỷ tỷ này chứ? Nếu là như vậy thì ta nhất định phải đòi bồi thường gấp bội. Lời vừa dứt, một bóng người đã xuất hiện ở ngưỡng cửa lầu 4. Đó là một nữ tử dáng người thon thả, cả người được bao phủ bởi một tầng sương mù màu đen, bí ẩn vô cùng. Nhìn qua màn sương mù màu đen có thể mơ hồ thấy một nữ nhân vận tử y, đôi mắt sáng và đẹp khiến cho người ta vừa tiếp xúc đã có một cảm giác si mê đến lạ. Thiếu nữ này vừa nói vừa cười khanh khách, trong lời nói còn có vài phần vui đùa. Mà Hàn Lập đứng ở một bên, vừa thấy thân ảnh của nữ tử sau màn sương mù đã giật nảy mình, thân hình bỗng nhiên cứng ngắc. Hai mắt hắn lộ ra một chút kích động, nhưng sau đó lại biến thành sự hồ nghi, Tử y thiếu nữ vừa bước vào, ánh mắt hơi đảo qua nên thấy ngay Hàn Lập, đôi mắt đẹp của nàng ngẩn ra, rồi trong mắt cũng xuất hiện một vẻ kinh nghi bất định. Làm muội muội, vị này là... Tử y thiếu nữ quay sang hỏi, tử tỷ tỷ, đây là khách quý của bản trai, Hàn Đạo Hiếu, tu vi không thấp hơn chu di chút nào. Tỷ tỷ, chẳng lẽ trước đây đã gặp qua rồi sao? Thiếu nữ áo gai thấy biểu hiện của Hàn Lập và tử y thiếu nữ đồng thời thay đổi thì bộ dáng nàng cũng trở nên quái dị. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt nàng xuất hiện một tia thần sắc giống như là không thể tin được. Cái gì, hắn họ hàn, tử y thiếu nữ thân thể khẽ run lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện, cả người bất động một lúc. Nhìn thấy thần sắc của tử y thiếu nữ như thế, hàn lập trong lòng vốn còn nghi hoặc, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Một hồi lâu sau, đột nhiên hắn hít vào một hơi, tay áo run lên, một mảnh thanh quang đảo qua trên toàn bộ cơ thể. Thân hình hắn biến đổi một chút, trước ánh mắt mơ mơ hồ hồ của người đối diện, một khắc sau liền khôi phục lại chân diện của mình là một nam tử chỉ khoảng hơn 20 tuổi một chút mà thôi. Tử Linh, đã lâu không gặp, nàng nhiều năm qua có khỏe không? Hàn Lập nhìn chằm chằm vào tử y thiếu nữ, thanh âm phát ra cũng bình tĩnh vô cùng. Chương 2122, môn hạ của Lục Cực. Dung mạo của thiếu nữ áo tím hiện ra, đôi mắt long lanh của nàng nhìn Hàn Lập đến si ngốc, dường như cả cơ thể cũng trở nên ngẩn ngơ theo. Cùng lúc đó, lớp xương đen bao phủ quanh thân hình nàng tan dần lộ ra một thân hình như nước nghiêng thành. Khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt nhưng vẻ diễm lệ vô song này không ai khác chính là vị hồng nhan của Hàn Lập khi còn ở nhân giới, tử linh. Chỉ có điều khí tức trên người nàng lúc này hoàn toàn khác xưa, không ngờ đã hoàn toàn cải tu ma công, hơn nữa tu vi cũng hết sức kinh người, là luyện hư hậu kỳ. Bóng dáng quen thuộc mà Hàn Lập ngẫu nhiên gặp được khi vừa đến Lam Bộc Thành không thể nghi ngờ chính là tử linh. Chỉ vì lý do khí thức của nàng hoàn toàn thay đổi nên mới khiến cho Hàn Lập nhận lầm trong nhất thời. Năm xưa, tuy rằng sau khi cùng Hàn Lập triền miên bên nhau, nàng lập tức rời xa hắn rồi về sau cũng không để lại chút tin tức nào. Thậm chí cả lúc Hàn Lập muốn tiến vào không gian tiếp điểm để nhập cư trái phép đến linh giới, nàng cũng không hề xuất hiện. Chỉ là, không thể nghi ngờ, trong rất nhiều nữ tử có giao tình với Hàn Lập, ngoại trừ Nam Cung Uyển thì nàng chính là người để lại nhiều vướng bận trong lòng hắn nhất. Lúc này đây, việc hữu duyên gặp lại nàng ở ma giới tất nhiên đã làm cho Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, cũng hết sức xúc động ta cũng không ngờ được sau khi tiến vào thánh giới, đời này kiếp này còn có một ngày được gặp lại Hàn Huynh, ta còn nghi ngờ bản thân có phải vì nỗi nhớ nhung quá sâu đậm trong lòng mà hiện giờ đang còn ở trong mộng. Sau cùng tử linh cũng cất tiếng, chỉ có điều âm thanh dịu dàng của nàng lại khiến lòng Hàn Lập quặn lại, mơ hồ có chút đau xót. Sau khi phi thăng, ta vẫn luôn lưu ý đến tin tức về ngươi, chỉ là không hề nhận được tin tức gì. Nhưng thật không thể ngờ được là ngươi lại đến ma giói, chẳng trách xót cuộc hàn lập cũng kiềm chế được tình cảm của mình khi được gặp lại tử linh vẻ mặt trở lại bình thường hắn cười khổ một tiếng rồi nói tuy nhiên lúc hắn nói ra những lời này ánh mắt đồng thời lướt về phía thiếu nữ áo gai và chu di ở bên cạnh sâu trong đôi mắt hiện lên chút lạnh lùng pha lẫn sát khí sắc mặt của vị phu nhân ma tộc kia lập tức trầm xuống nàng bước về phía trước che chắn cho lam dĩnh quả nhiên thiếu nữ áo gai kia là người thông minh nàng vừa thấy thần sắc của hàn lập thì trong lòng lập tức hiểu được lý do lúc này bèn khoát tay với vị phu nhân kia rồi khẽ cười hàn đạo hữu thì ra người chính là kẻ bạc tình mà tử tỷ tỷ nhớ mãi không quên đây mới là chân diện thật của ngươi sao ta cũng chẳng thấy có gì anh tuấn tiêu sái mấy không ngờ lại có thể khiến tử tỷ tỷ khắc ghi trong lòng như vậy tuy nhiên nếu trước đó ta không bói một quẻ thì bây giờ tử tỷ tỷ cũng không đến đây viếng thăm hai người các ngươi càng không có cơ hội gặp lại nhau thế nào lúc này vừa mới đoàn tụ còn chưa kịp tình trạng ý thiếp mà đã muốn giết người diệt khẩu xóa bỏ công lao của tiểu muội hay sao? Nhà đầu kia, nói rằng nói bậy gì đó, cái gì là tình trạng ý thiếp? Lần bói toán trước của người căn bản là mèo mù với cá rán, hoàn toàn không tính toán được kết quả gì. Hàn Huynh, người không cần lo lắng về việc mình là tu sĩ của nhân giới, dĩ nhi là chi kỷ của ta, tuyệt đối sẽ không để lộ việc này ra ngoài. Hơn nữa quảng nguyên trai của bọn họ cũng không phải là thế lực tại bản địa của ma giới, đây là chi nhánh của một thế lực khổng lồ. Còn nàng giống như là đại diện trai chủ, ở các giới khác cũng có hơn 10 chi nhánh, thậm chí bọn họ cũng có thế lực tại nhân giới. Nếu không dựa vào điều này thì Quảng Nguyên trai sao có thể không coi các thánh tổ của ma tộc vào đâu, cứ sừng sững bao nhiêu năm mà không lay chuyển. Chứ, Tử Linh khẽ gắt thiếu nữ áo gai vài câu rồi lại quay về phía Hàn Lập mà giải thích. Một thế lực hoạt động ở nhiều giới, nhưng sao ta chưa từng nghe đến tên tuổi của Quảng Nguyên trai ở nhân giới? Vừa nghe xong, dù có kiến thức phong phú nhưng Hàn Lập cũng phải hít một ngụm lương khí, trên mặt tỏ vẻ khó có thể tin được. Xem ra Hàn huynh rất cảnh giác, không ngờ lại không chịu tin lời của Tử Linh tỷ tỷ. Mặc dù bản trai có tên là Quảng Nguyên trai ở giới này nhưng ở những giới diện khác đương nhiên sẽ thay tên đổi họ. Nếu không vạn nhất mấy vị đại năng có thể phá giới để sang giới diện khác thì chẳng phải sẽ dễ dàng phát hiện điểm kỳ lạ trong đó sao? Thiếu Như Áo gai đưa mắt liếc qua Hàn Lập, như cười như không trả lời. Thì ra là thế quả thật Hàn Mỗ đã mạo muội rồi. Tuy rằng vẫn chưa tin hoàn toàn nhưng sự nghi ngờ của Hàn Lập đã tiêu tan không ít, hắn ôm quyền làm lễ với thiếu nữ, có chút áy náy nói. Thiếu nữ áo gai chấp chấp đôi mắt, đang muốn nói gì đó thì tử linh ở bên cạnh đã nhẹ nhàng ngắt lời. Dĩnh nhi, đừng trách Hàn Huynh quá đa nghi, dù sao trước đó hắn cũng không biết quan hệ thân thiết như tỉ muội giữa chúng ta, cẩn thận một chút cũng là việc bình thường. Từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ đến việc có một ngày từ tỷ tỷ sẽ trọng sắc khinh bạn như vậy vừa mới cùng tình nhân năm xưa gặp mặt mà đã bắt đầu nói giúp người khác rồi. Thiếu nữ áo gai trừng mắt, trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt, đột nhiên gật gù đắc ý trêu chọc. So với vẻ hờ hững lạnh lùng khi mới gặp Hàn Lập, dáng vẻ và hành động hiện giờ của nàng hoàn toàn như hai người khác nhau. Lại nói loạn gì đấy, ai trọng sắc khinh bạn chứ? Vừa nghe xong những lời này, khuôn mặt tử linh lập tức ửng hồng, liền trừng mắt với thiếu nữ áo gai một cái. Đúng lúc này, Lam Dĩnh đột nhiên nở nụ cười, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, trái lại nàng nghiêm mặt nói. Nhiều năm không gặp, chắc chắn hai người có rất nhiều điều muốn. Tâm sự, ta và Chu Di sẽ không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa, chúng ta đến tầng 5 tạm nghỉ một chút. Sau khi hai người tâm sự xong rồi xuống dưới cũng không muộn. Đúng rồi, đối với cấm chế của quảng nguyên trai thì tử linh tỷ tỷ cũng vô cùng quen thuộc, cứ mở cấm chế ra rồi sau đó trò chuyện tự nhiên đi. Đây là lệnh bài cấm chế của tầng này. Thiếu nữ mặc áo gai nói xong liền đứng dậy, tay áo nàng khẽ phất, một đoàn bạch quang liền theo đó bắn ra rồi hiện lên nguyên dạng là một cái lệnh bài ma khí. Dĩnh nhi, sư tỷ đa tạ ngươi, tử linh tự nhiên rất vui vẻ rồi thuận tay bắt lấy cái lệnh bài. Tiểu muộn xin cáo lui trước một bước, hai vị cứ thông thả mà chuyện trò. Thiếu nữ áo gai hơi khom người thi lễ rồi liền cùng với thiếu phụ hướng về cầu thang ở cửa lầu bước đi. Một lúc không lâu sau, cả hai người đã ở trong một gian phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa. Cô gái lúc này ngồi xuống một chiếc ghế, vẻ mặt dần trầm ngâm như cân nhắc việc gì đó. Mà thiếu phụ cũng đi lại gần đứng phía sau lưng cô gái. Chu Di, người cảm thấy vị hàn đạo hữu này như thế nào? Thiếu nữ áo gai bông nhìn hỏi, thế nào ư, ừ, là từ tiểu thư tới thật đúng lúc, thiếu phụ có chút ngỡ ngàng không hiểu trả lời. Cứ nói về tu vi thực lực hắn trước đã, theo như người nói thì hắn là một ma tôn tu sĩ, nếu vậy thì xem ra hắn chính là tên tu sĩ nhân tộc có được ngụy tiên khôi lỗi trong tay, hơn nữa gần đây còn gây chuyện long trời lở đất ở thánh giới chúng ta. Người thiếu nữ không chút nghĩ ngợi đã có ngay phán đoán. Ừ, nếu đã là họ hàn mà lại còn là tu sĩ nhân tộc thì tám chín phần chuyện này là thật. Còn về thực lực của hắn thì khí thức mà hắn phát ra vô cùng phức tạp, tuyệt đối không phải loại tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, hơn nữa còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu phải động thủ thì phần lớn ta sẽ phải ngã xuống trong tay hắn. Thiếu phụ cứ như vậy mà đem phán đoán của mình nói ra nếu đúng như vậy thì cho dù không có khối ngụy tiên bảo kia thì người này vẫn rất đáng để mượn sức ánh mắt của thiếu nữ chợt lóe lên rồi chậm rãi nói làm được việc này thì đúng là thượng sách dù sao thì hắn cũng là hảo hiếu vị sư tỷ của tiểu thư chỉ cần nàng nói tốt cho đôi lời thì chuyện này cũng không mấy khó khăn nữa người thiếu phụ tươi cười nói người nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy là sai rồi cô gái áo gai nghe vậy liền lắc đầu phủ nhận tại sao vậy thiếu phụ có chút không hiểu Ta đối với tử tỷ tỷ như sư tỷ của mình là thật, nhưng việc này cũng không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng xem chúng ta là hảo hữu. Ta tuy cùng nàng trò chuyện không nhiều lắm nhưng cũng có thể nhận ra được nàng là con người tâm trí cực kỳ kiên định, nên tin chắc rằng nàng sẽ không bị tình cảm chi phối quá nhiều. Nếu thực sự muốn giao hảo với người này chỉ e rằng chúng ta sẽ phải chi ra một khoản lợi ích không nhỏ mới được. Thiếu nữ mặc áo gai đem mọi chuyên gia phân tích một cách tỉnh táo lạ thường. Khi lão chủ nhân còn ở đây, người vẫn thường khen sư tỷ của tiểu thư là người tài trí vô song. Nếu người đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không sai. Nhưng lúc này chính là thời điểm mà Quảng Nguyên Trai đang suy yếu, nên chúng ta cũng khó có thể xuất ra thật nhiều đồ vật quý báu. Mà người này dù sao cũng ẹ e là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, những thứ bình thường căn bản chỉ làm hắn chướng mắt mà thôi. Thiếu phụ suy nghĩ một hồi, đầu tiên nàng tỏ ra đồng ý nhưng sau đó lại có chút khó xử. Chu Di nói vậy là sai rồi. Quảng Nguyên trai chúc ta làm ăn được là nhờ vào chuyện gì? Chuyện khác thì chưa vội nhắc tới, nhưng khi nãy không phải là chúng ta tìm được một khoản đại nhân tình có thể đưa ra sao? Thiếu nữ áo gai lại nở nụ cười tươi, nhưng tiểu thư, thiếu phụ trước giờ vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh cũng phải giật mình. Mà cùng lúc này ở lầu dưới tử linh đang lầm nhầm khẩu quyết rồi cầm lệnh bài trong tay vẽ lên mấy cái. Một lát sau, không gian bốn phía nổi lên từng trận dao động, toàn bộ tầng lầu liền bị một tầng quang mạc đủ loại màu sắc bao phủ lên. Bây giờ ở trung tâm quang mạc chỉ còn lại mỗi Tử Linh và Hàn Lập mà thôi. Tử Linh đem lệnh bài cất vào tay áo, mà Hàn Lập cũng nhịn không được đành quay sang phía Tử Linh lên tiếng trước. "Tử Linh, khi ở nhân giới công pháp chủ tu của ngươi không phải là ma công, như vậy thì tại sao lại phi thăng đến ma giới? Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn làm sao mà ma công của ngươi lại tiến bộ kinh người như vậy?" Hắn vừa nói vừa đem thầm niệm phát ra liền cảm ứng được ma khí tinh thuần của Tử Linh, hàng lông mày cũng hơi nhíu lại. Việc này nói ra cũng thật dài dòng, nhưng ta muốn biết tên tu sĩ nhân tộc gần đây làm thánh giới trao đảo như trời long đất lở có phải là Hàn Huynh hay không? Tử Linh cười khanh khách hỏi, nếu không có thêm tu sĩ nhân tộc thứ hai lẻn vào ma giới rồi đại náo một trận như vậy thì người đó đúng là ta rồi. Hàn Lập cười khổ trả lời, thì ra đúng là ngươi, nghe đồn rằng ngươi chẳng những có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành mà còn một thân thần thông vô cùng lợi hại. Hơn nữa trong tay lại có thêm một khôi lỗi thực lực có thể sánh ngang với thánh tổ điều này cũng là thật à? Tử Linh mang theo một tia vui mừng trên khóe mắt hỏi. lời đồn thực có chút khuếch đại nhưng cũng không sai quá nhiều. Cự giải khôi lối kia tuy rằng vẫn đi theo bên cạnh ta nhưng vị chủ nhân này cũng không thể trực tiếp khống chế nó. Hàn lập cười khẽ vui vẻ trả lời. tuy rằng không được thấy quá trình tu luyện của ngươi sau khi phi thăng linh giới nhưng chỉ một thời gian ngắn như vậy đã tiến đến cảnh giới này thậm chí chỉ còn cách đại thừa kỳ có một bước cuối cùng như vậy cũng đủ thấy trong những năm nay trên con đường đại đạo ngươi vẫn chưa hề nơi lỏng dù chỉ nửa phần chắc cũng nếm quá không biết bao gian chân khổ cực lại vô vàn hung hiểm nữa a à. tử linh đôi chút trầm mặc nói sau này khi phi thăng linh giới ta phải trải qua rất nhiều sóng gió nhưng cuối cùng cũng đã tới nơi hơn nữa còn tu luyện đến được bước này thì chút đau khổ đó coi như cũng đã đền bù xứng đáng rồi dù sao thì ta thấy ma khí trên cơ thể người tinh thuần dị thường khoảng cách đến khi đột phá bình cảnh hợp thể cũng không còn xa lắm Hàn lập nhẹ nhàng trả lời bâng quơ đôi câu rồi quan tâm hỏi Han. "Chẳng may thì hơn chục năm nữa, có lâu thì cũng còn khoảng trăm năm là ta sẽ đột phá vào hợp thể kỳ. Thật khác biệt với ngươi, từ sau khi tiến vào ma giới, trên con đường tu luyện ta có cần bất kể loại tài nguyên gì cũng đều có người cung cấp đầy đủ, thậm chí ngay đến đan dược để đột phá vào bình cảnh hợp thể kỳ cũng đã được chuẩn bị vẹn toàn. Nếu không như vậy thì với tư chất của ta làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tiến đến được bước này?" Tử Linh không biết trong lòng đang nghĩ gì, nhưng vẻ bề ngoài của nàng như có chút khác thường. Có người khác giúp đỡ, ai lại làm ra chuyện này, có mục đích gì không? Hàn Lập ngẩn ngơ một lúc rồi vồn vã hỏi, lấy thân phận và tu vi của ngươi hiện giờ thì đã nghe qua lục cực thánh tổ chưa? Tử Linh thở dài một hơi rồi trả lời, lục cực thánh tổ, tất nhiên là ta biết, trong ma giới danh tiếng của tam đại thủy tổ là đứng số một. Nhưng bản thân nàng thì ta chưa gặp qua, sao vậy, chẳng lẽ là nàng đến giúp ngươi tu luyện? hàn lập khẽ nhíu mày hơi suy nghĩ một chút không sai đúng là vị lục cực thánh tổ này ta giờ đây là đệ tử thứ bảy của nàng hơn nữa còn là đệ tử thứ hạng thấp nhất nhưng nói cho cùng thì đệ tử chỉ là danh nghĩa thật ra ả dùng ta làm một cái hóa thân mà thôi tử linh sắc mặt thay đổi liên tục rồi mới chậm rãi nói ra những lời làm cho hàn lập nghe được cũng phải thất kinh bị dùng như hóa thân ngươi đã bị nàng hạ cấm chế sao hàn lập dù sao cũng là người kinh nghiệm phong phú chỉ nháy mắt đã hiểu ra rồi kinh hãi nói Chương 2123: Kiếp nạn của Tử Linh. Có thể xem nó là cấm chế nhưng thực ra cũng không hẳn là cấm chế. Chỉ vì khi ta chuyển qua chủ tu công pháp ma đạo lại tu luyện chính công pháp do Lục Cực sáng tạo ra, cũng bởi thế nên nàng ta đã có chuẩn bị từ trước. Trừ khi tu vi của ta cao thâm hơn so với nàng, nếu không nàng chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng khiến một thân pháp lực của ta mất đi khống chế, chứ chưa nói gì đến việc phản kháng. Ngoài ra trước đó Lục Cực có nói rõ ràng việc sẽ dùng ta làm một cái hóa thân mà việc này cũng chính bởi ta lựa chọn nên càng không thể oán trách điều gì. Hơn nữa nàng còn có đại ân với ta, nếu trước đây không có sự giúp đỡ của nàng thì sao làm sao ta có cơ hội phi thăng được. E rằng đã sớm nằm lại nhân giới rồi hóa thành một nắm cắt bụi thôi. Năm đó ở nhân giới ngươi đã gặp chuyện gì, tại sao mà lục cực thánh tổ lại giúp ngươi phi thăng? Hàn Lập suy nghĩ một lúc rồi ngưng trọng hỏi, thực ra mọi chuyện cũng không có gì to tát, nói cho cùng cũng bởi ta năm đó tư chất có hạn, chỉ có thể ngưng kết thành nguyên anh nhưng lại không cách nào tiến giai hóa thần được. Mà chỉ với tu vi như vậy cho dù có tiến vào không gian tiết điểm cũng chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Không còn cách nào khác, ta chỉ đành nghĩ đến sự trợ giúp từ các loại bảo vật ngoại thân. Năm đó, ta đi khắp những nơi bí mật ở nhân giới mong rằng có thể tìm ra một ít linh dược hữu dụng để luyện đan, hy vọng có thể nhờ đó mà đột phá bình cảnh. Hơn nữa nếu thực sự may mắn mà tìm ra vài món bảo vật hộ thân cường đại, đến khi gần hết thọ nguyên ta sẽ liều mạng tiến vào không gian tiết điểm một lần nhưng thế sự thật khó ngờ trải qua suốt mấy trăm năm ta không hề tìm ra được linh dược thích hợp hay bảo vật cường đại nào ngược lại tìm thấy một cái tế đàn mà cổ ma năm đó lưu lại ta còn sơ ý khởi động nó nữa tử linh nói đến đoạn này đành cười gượng gạo một chút chẳng lẽ là ngươi đã dùng cái tế đàn đó để liên hệ với lục cực thánh tổ hàn lập giật mình hỏi chuyện này còn chút phức tạp chứ không dễ dàng như ngươi đoán nhưng kết quả thì cũng gần như vậy đúng là lục cực nhờ vào tế đàn mới phá giới đưa được một lũ thần niệm hàng lâm xuống mọi việc tiếp theo cũng không cần phải nói tỉ mỉ nữa sau đó ta nghe theo lời lũ thần niệm của lục cực khuyên nhủ cuối cùng mượn số chân ma khí còn lưu lại ở tế đàn tiến hành ma khí quán thể lại còn cải tu sang công pháp của ma đạo cũng nhờ đó nên tu vi tiến triển cực nhanh chẳng mấy chốc đã đột phá vào hóa thần kỳ mà thay đổi công pháp làm tốc độ tu luyện của ta tiến triển rất nhanh ngay đến bản thân ta cũng cảm thấy bất ngờ theo như lời của Lục Cực thì thân thể của ta là Xá Nữ Tố Âm chi thể, đây là loại thân thể được trời phú cho để tu luyện ma công, vô cùng hiếm hoi. Chính nhờ có thân thể này nên nàng mới nguyện giúp ta phi thăng ma giới, nếu là người bình thường khác thì dù có liên hệ đến thì nàng cũng chẳng để tâm đến làm gì. Nhưng thực ra mãi sau này khi ta tới ma giới, rồi nhìn thấy bản thân của Lục Cực, lúc đó mới chính thức biết được việc nàng đã giúp ta cũng chỉ bởi vì nàng muốn chuẩn bị trước cho mình một cái hóa thân mà thôi. Tử Linh chậm rãi nói nếu đã biết được mục đích của nàng thì ngươi cần gì phải đáp ứng làm đồ đệ của người ta về mối ân tình nàng đã trợ giúp ngươi phi thăng thì sau này cũng có thể tìm biện pháp khác báo đáp cũng được mà hàn lập trầm ngâm một lúc rồi khẽ hỏi mọi việc thực ra không đơn giản như vậy khi trước lục cực đã cho ta hai lựa chọn một là nàng sẽ lập tức thu hồi chân ma khí cùng với độc môn ma công mà nàng đã truyền cho ta nếu như vậy ta sẽ lại trở về làm tu sĩ thấp sai lựa chọn thứ hai chính là làm đệ tử thứ bảy của nàng và cũng đảm đương thêm trách nhiệm làm một cái hóa thân khi nàng cần đến. Lục Cực nói rõ cho ta hiểu rằng, bởi vì công pháp của nàng hạn chế có tối đa 6 cái hóa thân mà thôi. Nếu những cái hóa thân này bình yên vô sự thì tự nhiên sẽ không cần đến bọn ta làm gì. Mà lấy địa vị thủy tổ của Lục Cực thì cho dù là hóa thân cũng không thể dễ dàng gặp chuyện không may mà ngã xuống. Vì vậy chúng ta mới yên tâm làm đệ tử của nàng. Mà tên đại đệ tử của Lục Cực đã sớm tiến giai tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành thậm chí còn tiêu dao mấy vạn năm rồi vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa nàng còn hứa hẹn rằng, sau khi nàng độ kiếp phi thăng thì nàng sẽ không cần đến những cái hóa thân nữa, lúc đó bọn ta sẽ thật sự được tự do tự tại. Mà làm đệ tử của nàng trong quá trình tu luyện sẽ được cung ứng không hạn chế các loại tài nguyên, không phải giống như các ma tộc khác phải ngày đêm vật lộn đối mặt với thiếu thốn như ta được biết. Hơn nữa, độ hung hiểm ở ma giới thực sự rất lớn, chỉ sợ ở linh giới của các ngươi cũng không thể sánh bằng hàng năm đã có không biết bao nhiêu tu sĩ cao dai ma tộc ngã xuống trong khi tranh đoạt tài nguyên. Với những ưu điểm này, nếu là Hàn Huynh thì Huynh sẽ lựa chọn thế nào? Tử Linh đem mọi chuyện một hơi kẻ ra hết, cuối cùng nàng buồn bã thở dài hỏi lại Hàn Lập. Ta sao? Hàn Lập nghe hỏi vậy khẽ cao mày rồi ngửa đầu nhìn trời thì thầm một câu. Tử Linh rất khâm phục tâm trí kiên định của Hàn Huynh. Nếu đổi lại vào tình huống này không chừng Huynh đã có lựa chọn khác. Nhưng đối với ta, một bên chẳng những tu vi đại giảm mà còn phải mạo hiểm phiêu lưu, ngày ngày vật lộn để sinh tồn trong ma giới, luôn phải lo lắng khi không biết được khi nào mình sẽ ngã xuống. Một bên là có cơ hội được bình yên vô sự sống thêm vài vạn năm, mà thậm chí còn lâu hơn. Cũng không phải vì chuyện thiếu thốn tài nguyên tu luyện mà buồn bực. Chỉ với điểm cuốn hút này thôi thì đối với một nữ tử ở ma giới thật không dễ chối bỏ. Cuối cùng ta đánh liều thuận tình đồng ý trở thành môn đệ thứ bảy của lục cực. Nhờ vậy ở ma giới ta cũng có chút danh tiếng, lại còn thêm một đám thủ hạ nữa. Tử Linh nói đến đây liền thở dài ảo não, cũng không thể trách ngươi làm sao lại lựa chọn như vậy, nếu đổi lại ta vào tình huống lúc đấy cũng không phải là không thể cúi đầu. Nhưng chịu để cho người ta quản chế cũng không phải kế lâu dài, chẳng nhẽ ngươi chưa từng nghĩ đến biện pháp thoát thân sao? Hàn Lập nghĩ đến tình huống bất đắc dĩ của Tử Linh trước đây liền thở dài một hơi rồi khẽ hỏi: nếu có biện pháp dù là mỏng manh nhất để thoát khỏi khống chế của lục cực thì sao sáu tên đệ tử ở trên ta đã tiến giai cảnh giới hợp thể từ lâu mà vẫn cam chịu làm môn hạ cho nàng ta trong thời gian dài như vậy bản thân lục cực là thủy tổ của ma giới lại thêm nhiều hóa thân cùng vô số thuộc hạ để sai khiến cho dù ta có nhất thời thoát khỏi nàng nhưng cũng không thể trốn được quá lâu trừ khi có thể qua ẩn thân ở giới diện khác nhưng nếu ly khai nơi có ma khí tinh thuần như ma giới này thì một thân ma công của ta cũng xem như bị phế bỏ sau đó tu vi không có khả năng tăng tiến mà ngược lại còn đại giảm. Vẻ mặt tử linh đầy chua sót, hẳn là nàng đã suy nghĩ về việc này không biết bao lần. Nói như vậy thì việc này thật khó giải quyết, nhưng nếu chấp nhận mạo hiểm một chút biết đâu còn có cách khác. Hàn lập sau khi nghe kỹ càng mọi chuyện, vẻ mặt hơi đổi, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Hàn huynh có biện pháp nào sao? Thôi bỏ đi, cho dù thần thông của ngươi không hề nhỏ nhưng đối với lục cực thì còn kém quá xa việc của ta sẽ phải mạo hiểm rất nhiều người tốt nhất đừng nên dính vào tử linh đầu tiên kinh ngạc nhưng sau đó dường như nàng nhớ ra điều gì liền lo lắng lắc đầu lấy tu vi của ta bây giờ mà đi đấu với lục cực thủy tổ thì thật là không có khả năng nhưng tu vi của ta cũng không hề dừng chân tại chỗ như vậy chỉ cần cho ta một ít thời gian thì ta có vài phần nắm chắc sẽ tiến vào cảnh rơi đại thừa kỳ khi đó cho dù không đấu lại lục cực thì cũng không kém quá xa như vậy cũng đủ tư cách để có thể cùng nàng ta mặc cả hai mắt hàn lập chớp lóe hắn cười lạnh rồi nói ngươi nắm chắc sẽ tiến lên đại thừa kỳ mặc dù thực lực của hàn lập trong mắt của tử linh rất cao nhưng khi nghe hắn nói vậy nàng vẫn không thể giấu nổi vẻ sợ hãi mà thất thanh nói yên tâm đi một khi ta đã nói vậy thì tất nhiên đã có vài phần nắm chắc hàn lập mỉm cười như thể mọi chuyện đều sớm nằm trong tay hắn tử linh ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt của hàn lập mà trong lòng giấy lên một nỗi niềm khác thường mãi một lúc lâu sau nàng mới nhu mì đáp lại ngươi nói vậy ta rất tin thôi việc này đợi sau khi ngươi tiến cấp đại thừa xong rồi hãy tính mà khi tiến vào đại thừa kỳ rồi thì việc phá toái không gian để đến ma giới sẽ không mấy khó khăn cũng tốt tu vi của ngươi lúc này cũng không cao lắm cho dù có hóa thân nào của lục cực vẫn lạc đi nữa thì nàng cũng sẽ không tìm đến ngươi đâu hiện giờ ngươi hãy cố nhẫn lại thêm một thời gian nữa đi hàn lập trầm ngâm suy tính một chút Hắn hiểu rõ là việc này không thể nóng vội mà giải quyết được nên đành nén lại nỗi lo lắng trong lòng rồi chậm rãi nói. "Ừ, nhưng nãy giờ cũng chỉ nói chuyện của ta, ngươi cũng đem những việc mà ngươi đã trải qua kể ra đi. Ta rất tò mò về những gì ngươi đã làm ở linh giới, làm sao chỉ thời gian ngắn như thế mà ngươi đã tiến giai đến Hợp thể hậu kỳ?" Cả hai đều giống nhau là không nắm được tin tức của đối phương trong những năm gần đây. Lúc này làn thu ba của Tử Linh khẽ chấp rồi hướng sang Hàn Lập hỏi. "Ơ, ờ, từ lúc ta phi thăng đến nay, ở linh giới đúng là đã trải qua rất nhiều chuyện. Kể cho người nghe một chút cũng không phải là không được." Hàn Lập đầu tiên ngẩn ra rồi mỉm cười trả lời. Thời gian tiếp theo đó, Hàn Lập bắt đầu kể về bản thân mình, từ lúc trước khi tiến vào không gian tiết điểm cho tới những gì đã trải qua ở linh giới. Đương nhiên những việc thực sự bí mật thì hắn tự nhiên không hề nói tới. Tư Linh chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn phấn khích vạn phần. Nàng ngồi nghe rất hứng thú đôi khi không tự chủ được còn tỏ vẻ mặt hớn hở thỉnh thoảng lại đưa tay lên che miệng kinh hô hoảng sợ bộ dáng của nàng vô cùng kiều diễm cực kỳ mê người chờ hàn lập nói xong tử linh cũng kể về những chuyện đã diễn ra với nàng ở ma giới rồi thuận tiện giảng cho hàn lập nghe duyên cớ của mình làm sao kết giao được với lam dĩnh bây giờ hàn lập mới biết tử linh từng có cơ duyên may mắn vô ý cứu nàng ta một mạng chỉ có như vậy mới làm cho vị tiểu thư thân thế vô cùng phi thường kia cùng nàng gọi nhau là tỷ muội Nói tới đây, Hàn Lập như chợt nhớ ra rồi hỏi thiếu nữ áo gai đã bói được điều gì mà khiến cho tử linh hôm nay tìm đến đây. Vừa nghe Hàn Lập hỏi vậy, đôi má tử linh ửng đỏ lên rồi lắc đầu nguệ nguậy, nàng nhất định không chịu nói cho Hàn Lập biết. Hàn Lập nhìn thấy điệu bộ thẹn thùng của giai nhân thì trong lòng đã sớm đoán ra bảy tám phần. Hắn cũng không gượng ép thêm nữa mà hỏi ngược lại là liệu Lam Dĩnh có biện pháp nào hóa giải được thân phận là hóa thân của lục cục cho nàng không? Tử Linh nghe vậy lại liên tục lắc đầu, nếu nói đến thủy tổ của ma giới thì cho dù thần thông của quảng nguyên trai có lớn đến đâu cũng chỉ đành bó tay chịu trói ngay cả có vận dụng cả thuật bói toán đi nữa thì cũng không có được bao nhiêu hữu dụng trai chủ của quảng nguyên trai trước đây vốn là tổ mẫu của lam dĩnh do một lần ngoài ý muốn đã ngã xuống vì vậy mà cô gái áo gai mới có thể tiếp lấy chức vụ làm trai chủ này nhưng khi tổ mẫu của lam dĩnh mất đi còn có thêm rất nhiều rất nhiều cao giai hộ pháp bởi vậy nên giờ đây khi lam dĩnh tiếp nhận chức vị trai chủ thì quảng nguyên trai cũng chỉ còn mỗi vẻ bề ngoài thực ra bên trong vô cùng suy yếu tất cả mọi hoạt động hiện giờ đều dựa vào danh tiếng ngày xưa và một cao giai hộ pháp còn lưu lại là chu di mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được nếu không chỉ cần dựa vào thực lực mạnh mẽ của quảng nguyên trai khi xưa thì ngay cả lục cực cũng phải kiêng kỵ một phần nói không chừng cũng có thể giúp tử linh có cơ hội thoát thân nhưng với tình huống trước mắt thì thật là hữu tâm vô lực Hàn lập lắng nghe Tử Linh giải thích một hồi, trong lòng hơi chút thất vọng nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận. Cứ như vậy, Hàn lập cùng với Tử Linh trò chuyện với nhau đã gần nửa ngày. Trong lúc đó, ngoài việc chia sẻ một ít kinh nghiệm tâm đắc trong quá trình tu luyện, hơn nữa hai người còn ân ái mặn nồng, dường như không còn cảm nhận được thời gian đang trôi nữa. Không biết đã bao lâu qua đi, quần quang mạc năm màu đang bao phủ cả tầng lầu bỗng nhiên dao động. Ngay lúc vẻ mặt Hàn lập khẽ động thì một âm thanh của nữ tử xuyên qua quầng sáng truyền đến hai người trò chuyện với nhau cũng lâu rồi. Bây giờ đã đến buổi tối, cho dù hai vị còn muốn trò chuyện nhiều hơn nữa nhưng bản trai vẫn phải đóng cửa tiến khách. Không phải Hàn Huynh còn có nghi vấn muốn hỏi tiểu muội sao? Hiện tại có cần tiểu muội trả lời nữa hay không? Dựa vào giọng điệu thì lời nói này chính là của thiếu nữ áo gai kia. Chương 2124, Đại âm dương ngũ hành chân quang. Xem ra chúng ta trò chuyện cũng đã quá lâu, làm dĩnh muội muội có vẻ không chờ được nữa rồi có phải huynh gặp chuyện phiền toái không thể giải quyết nên đến quảng nguyên trai nhờ nàng tương trợ phải không tử linh nghe thanh âm thiếu như áo gai truyền đến liền đỏ mặt nhưng lại lập tức hỏi han một cách thân thiết không có gì hiện tại ta đã đạt được mục đích khi đến đây đang thuận tiện hỏi một vấn đề khác mà thôi hàn lập thấy vậy cũng không mấy để ý hắn chỉ trả lời đại khái qua loa thì ra là vậy muội sẽ thu hồi cấm chế huynh gặp lam dĩnh muội muội nói chuyện đi Tử Linh nghe vậy chỉ gật gật đầu rồi nói, trong lòng nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hàn Lập tất nhiên không phản đối. Ngay sau đó, Tử Linh nhấc tay khẽ phất vào hư không một cái. Lệnh bài cấm chế lập tức xuất hiện giữa lòng bàn tay. Sau một cái chấp lóe, một tiếng phốc vang lên, quang mang bốn phía liền tan đi không thấy bóng dáng. Chỉ một lúc sau, thiếu nữ áo gai cùng Chu Di từ tầng 5 đi xuống, trên mặt mang theo nụ cười. Cuộc trò chuyện sau đó lại có nhiều người tham gia vào hơn. Trước mặt Tử Linh, Hàn Lập bức lục khí thần bí trong cơ thể mình ra, đem một ít đặc tính bản thân nhận thấy nói cho Lam Dĩnh. Thiếu nữ áo gai thật không hổ danh là người đứng đầu quảng nguyên trai, tuy tu vi không cao nhưng vốn hiểu biết lại sâu rộng phi phàm. Cuối cùng nàng dựa vào những đặc tính Hàn Lập cung cấp, tự suy xét một hồi mới phán đoán lai lịch lục khí. Cái gì, ngươi nói thứ này là địa sát âm khí có lẫn vào đại âm dương ngũ hành chân quang nên mới khó khu trục. Hàn Lập vừa nghe thiếu nữ áo gai nói ra tên của lục khí, suýt nữa đã nhảy dựng lên xem ra, Hàn Huynh trước kia cũng đã nghe qua đại ngũ hành chân quang. Tuy ta không nắm chắc 10 phần, nhưng cũng có lòng tin ít nhất là 7-8 phần. Âm dương đại ngũ hành chân quang được đồn rằng có thể dung nhập bất kỳ công pháp thần thông nào trong thiên hạ, thậm chí còn được gọi bằng cái tên vạn pháp chi mẫu. Nhưng phải ở nơi huyền âm, quanh năm không gặp ánh mặt trời mới có cơ hội hình thành loại địa sát âm khí biến dị này. Nghe đâu lúc ma giới còn ở thời kỳ thượng cổ đã từng có một vị thủy tổ thân mang am dương đại ngũ hành chân quang, nhờ vào ma công được tăng cường uy lực từ việc dung nhập chân quang mà cùng lúc đối mặt với hai tên thủy tổ khác liên thủ nhưng bọn họ không cách nào kháng cự lại vị thủy tổ kia thiếu chút nữa đã thống trị cả ma giới nếu không thất tung trong một lần sang giới khác thì bộ dáng ma giới đã không như bây giờ thiếu như áo gai nói với vẻ ngưng trọng dị thường muội có xem qua một quyển thượng cổ điển tịch của ma giới nên cũng biết chuyện này nhưng vị thủy tổ kia thiếu chút nữa thống trị được ma giới một phần cũng là dựa vào thông thiên ma công mà bản thân hắn tu luyện Ma công này vốn được xưng là công pháp đứng đầu ma giới, bao năm qua có rất nhiều người tu luyện, nhưng ngoại trừ vị kia thì không còn ai khác có thể tìm hiểu thấu triệt. Hơn nữa còn phải có đại am dương ngũ hành chân quang dung nhập phụ trợ, khó trách vì sao lúc ấy không ai địch nổi. Hàn huynh, sao huynh lại nhiễm địa sát âm khí gì gì đó? Chẳng lẽ đã tiếp xúc qua đại ngũ hành chân quang sao? Nhưng nghe nói bản thể thứ này cũng không cố định, có thể là một ngọn núi đá không lớn, có thể là một cành cây khô héo. Tử Linh đứng một bên nghe thế nhịn không được mà thuật lại. Không có, huynh hoàn toàn chưa từng gặp qua đại âm dương ngũ hành chân quang. Địa sát âm khí này là từ một khối khoáng thạch huynh vô ý lấy được xâm nhập vào trong cơ thể. Nhưng từ lúc đó trở đi nó cứ như giỏi trong xương, không cách nào khu trục. Nét mặt, Hàn Lập dần dần bình tĩnh lại, chỉ cười khổ một tiếng rồi trả lời nhưng trong lòng lúc này như có muôn ngàn sóng to gió lớn. Đại âm dương ngũ hành chân quang này cũng sở hữu thần thông giống như một tòa trong nguyên hợp ngũ cực sơn chân quang sơn đã sớm đã tuyệt tích tại linh giới so với mấy tòa cực sơn thì còn khó gặp hơn nên hắn hoàn toàn không có hứng thú hay lòng tin tìm được nó trăm triệu lần cũng không nghĩ ra đến ma giới một chuyến lại đột nhiên có manh mối khiến hắn đau đầu chính là cùng lục khí thần bí có quan hệ việc tìm được đại âm dương ngũ hành chân quang hay không còn rất sớm để khẳng định hơn nữa dù có tìm thì chưa chắc đủ số lượng để luyện chế thành một tòa cực sơn nhưng điều này cũng khiến hàn lập giấy lên một tia hy vọng trong lòng xem ra hắn còn phải ở lại ma giới dài dài ừ việc dính phải nó từ một khối khoáng thạch cũng không phải chuyện kỳ lạ tuy ma giới không có tin tức gì của đại ngũ hành chân quang nhưng một ít địa sát âm khí biến dị này thì vẫn thường gặp được phàm là thế lực nào phát hiện ra nơi có khoáng thạch chứa địa sát âm khí thì có đào bói tìm kiếm chỗ ấy cũng không thu được gì một số địa phương phụ cận tuy có khả năng hình thành đại âm dương ngũ hành chân quang nhưng cũng chăng tìm ra được manh mối hay vị trí chính xác tựa hồ như vật này có chân vậy hoàn toàn không thể tìm ra tung tích được. Hàn huynh dính phải thứ này do tiếp xúc với một khối khoáng thạch chắc cũng bởi lý do trên. Nghe được lời Hàn lập, thiếu nữ áo gai cũng không thấy có gì kỳ quái, ngược lại nàng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: vậy thứ này cứ tồn tại mãi trong cơ thể người có gây nguy hại gì không? Chắc phải có biện pháp khu trừ nó chứ. Tử Linh Dương như đang băn khoăn điều gì đó. Khối lục khí này là địa âm sát khí bị biến dị tuy nó không phải là ngũ hành chân quang chân chính nhưng đối với một vài tu sĩ mà tộc chúng ta có tu luyện vài loại công pháp đặc thù thì nó chính là một loại bảo vật có muốn cũng không được. Tuy nhiên Hàn Đạo Hiếu là một tu sĩ nhân tộc thì thứ sát khí này không những không có lợi mà. Còn cực kỳ nguy hại, nếu để nó trong cơ thể một thời gian quá dài thì nhất định kinh mạch toàn thân sẽ khô héo, cơ bắp cũng khô cứng lại. Nếu như vậy thì thật là quá phiền toái rồi, nhưng dù vậy thì Đạo Hiếu cũng không cần phải quá lo lắng, trước đây đã từng có nhiều người dính phải thứ sát khí này, cho nên đã có người sáng tạo ra một loại phương pháp luyện hóa nó. Chỉ cần đạo hữu cứ làm theo khẩu quyết là có thể trực tiếp đem địa âm sát khí trong cơ thể luyện hóa sạch sẽ. Có vẻ như thiếu nữ áo gai đã đoán trước tử linh sẽ hỏi như vậy, nàng liền một mạch trả lời. Thì ra là thế, theo như lời của Lam Dĩnh muội thì chắc hẳn là quý trai phải có được khẩu quyết luyện hóa rồi. Ta vốn biết được rằng, quảng nguyên trai của các ngươi xưa nay vẫn thường siêu tập các loại công pháp với bí thuật sắc mặt của tử linh thoáng buông lỏng, nàng cười khẽ rồi hỏi. À, việc này thì, thực ra tiểu muội không hề có loại pháp quyết này, bởi vì nó thuộc về một tông môn bí ẩn nào đó, mà cũng chả mấy người cần dùng đến nó nên bổn trai không muốn bỏ ra nhiều của cái để mua lấy. Tuy nhiên ta vẫn biết bộ khẩu quyết này đang nằm trong tay ai, nhưng nếu muốn lấy được thì... Thiếu nữ áo gai trầm ngâm một chút, nét trần trở hiện rõ trên khuôn mặt của nàng. Sao vậy, Nhìn vẻ mặt của tiên tử thì xem ra bộ khẩu quyết này rất khó để có được, lẽ nào còn chắc trở khác sao? Hàn lập dù sao cũng là hạng người lanh trí, vừa nhìn dáng vẻ của thiếu nữ lập tức nghĩ ra điều gì đó liền hỏi. Không dám giấu hàn đạo hiếu, bộ khẩu quyết này nằm trong tay một lão quái vật hợp thể hậu kỳ. Người này chẳng những tính khí hỉ nộ vô thường mà thần thông còn cao hơn cả Chu Di. Mặc dù bản trai đã từng có vài lần giao dịch và còn có khả năng liên hệ với hắn, nhưng có thể lấy được khẩu quyết hay không thì thực sự rất khó nói. Thiếu nữ thông thả nói, việc này cũng chẳng sao, chỉ cần tiên tử giúp ta tìm kiếm người này, cho dù giá cả thế nào ta cũng có thể xuất ra. Ta nghĩ rằng hắn cũng chả cần phải giữ khư khư lấy một bộ khẩu quyết vô dụng mà đi gạt bỏ đi một món lợi lớn tự tìm đến. Hàn lập nghe xong cũng trở nên yên tâm, hắn mủn cười trả lời. Có câu nói này của hàn đạo hữu là được rồi, tiểu muội sẽ sắp xếp để liên hệ với lão quái vật này rồi sẽ báo lại cho đạo hữu Sau khi thiếu nữ áo gai nghe được lời của hàn lập, vẻ trần chờ trên khuôn. Mặt của nàng liền tan đi, mà tử linh đang đứng gần đó cũng dỗ bỏ được nỗi lo lắng, nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng tiểu muội đã giải quyết một phiền phức lớn cho hàn huynh, như vậy chúng ta cũng nên nói đến chuyện thù lao chứ nhỉ. Thiếu nữ áo gai tươi cười nói, chắc chắn phải vậy rồi, tiên tử muốn bao nhiêu ma thạch thì cứ nói ra là được. Hàn lập cũng cười khuê rồi trả lời, coi như việc đã xong, nếu là người khác thì tiểu muội sẽ không ngại dở công phu sư tử ngoạm ra một lần, nhưng Hàn Huynh lại là người quen cũ của tỷ tỷ, bạn tri kỷ của tiểu muội. Nếu khoản phí tổn này mà bản trại chủ thu lấy thì không phải là tự hạ thấp mình hay sao? Thiếu nữ áo gai trừng mắt một cái, bộ dáng như bị oan ức nói. Hàn Lập nghe xong không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng hắn suy nghĩ lại một chút rồi liền gật đầu cười khẽ. Một khi Lam Tiên Tử đã nói như vậy, nếu Hàn Mỗ còn từ chối thì thật là bất kính. Hả, người cứ vậy mà đồng ý, không có ý từ chối gì sao? thiếu nữ áo gai trận to đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Đã là ý tốt của đạo hữu thì cớ sao tại hạ lại từ chối. Thế nào, chẳng nhẽ làm Tiên Tử muốn rút lời. Hàn lập tùm tìm cười, đến một câu cảm ơn cũng không được nghe. Ta nghĩ mối nhân tình này đành để cho gió cuốn đi thôi, rõ ràng người ta chẳng thèm có ý cảm kích gì mà. Thiếu nữ áo gai bĩu môi, nàng hầm hực liếc xéo Hàn Lập một cái. Hàn Lập chỉ đứng im một chỗ rồi nhếch miệng cười hắc hắc. Tử Linh đang đứng bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, trên mặt nàng không giấu nổi vẻ buồn cười, nàng khẽ nói. Được rồi, các người cần gì phải giấu giấu giếm giếm như vậy. Một người thì muốn chiếm tiện nghi, người còn lại muốn nhân cơ hội tìm thêm trợ thủ, như vậy chỉ cần nói thẳng ra là được. Hàn Huynh, làm dĩnh muội muội đối với ta tình thân như tỉ muội, sau này nếu có việc gì mà ngươi giúp được, hay là nên chiếu cố đến nàng một chút đi. Chỉ cần sự việc không nằm ngoài khả năng thì ta sẽ giúp Lam Dĩnh tiên tử một tay nhưng phải nhớ một điều, ta chỉ ra tay trợ giúp đạo hiếu, hoàn toàn không dính dáng đến quảng nguyên trai. Hàn lập thu lại vẻ cười cợt trên nét mặt, hắn nghiêm túc nói. Nếu được như vậy thì tiểu muội xin ghi nhớ trong lòng. Khuôn mặt của thiếu nữ áo gai vốn đang đỏ ứng, nhưng sau khi nghe được lời nói của Hàn lập nàng liền trở nên vui mừng khôn xiết. Nhưng khoan đã, ta cũng không đinh ở lại ma giới lâu nữa, mà khi quay về nhân tộc rồi, nếu muốn trở lại ma giới nữa thì thật không đơn giản chút nào. Hàn Lập hướng về thiếu nữ áo gai thâm thúy nói: "Xem ra Hàn huynh đã quên, Quảng Nguyên trai của chúng ta là một thế lực lớn trong nhiều giới diện. Việc xé rách không gian giữa các giới đối với tu sĩ hợp thể kỳ thật sự rất khó khăn, nhưng với Quảng Nguyên trai của chúng ta thì không hẳn là không có phương pháp." Lam Dĩnh nghe vậy liền mỉm cười rồi nói ra một câu làm Hàn Lập không khỏi trở nên kinh hãi. Chương 2125, Minh trùng mẫu. "Sao, các ngươi có tình giới bản hay phá giới châu sao?" Hàn Lập hơi hơi ước đoán rồi hỏi, nếu chỉ dựa vào những vật đó thì còn chưa đủ để giúp đạo hữu phá giới được. Chờ sau khi liên hệ xong với lão quái vật kia, lần sau gặp lại tiểu muội sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vật này dù đối với Quảng Nguyên Trai cũng vô cùng chân quý, hơn nữa chỉ có thể sử dụng một vài lần nhất định mà thôi. Cho dù có được nó trong tay, Hàn Huynh cũng không được tùy tiện đi tới đi lui đến ma giới, nói tóm lại là phải cẩn trọng khi sử dụng mới được. Thiếu nữ áo gai lo lắng dặn dò, yên tâm, nếu vật đó là tiêu hao phẩm thì nhất định hàn mỗ sẽ cẩn thận khi dùng đến, tuyệt đối không để nó bị lãng phí. Vừa nghe việc mình sẽ lấy được bảo vật có thể đi lại giữa hai giới, trong lòng hàn lập mừng rơn đáp ứng. Lam Dinh thấy vẻ mặt thành khẩn của Hàn Lập cũng vừa lòng gật đầu. Đúng rồi, ta còn một chuyện thắc mắc, không biết tiên tử có thuận tiện giải đáp dùm ta được không? Hàn Lập như nghĩ ra chuyện gì đó rồi do dự hỏi. Còn có việc gì sao, nếu vậy Hàn Huynh cứ hỏi là được, cần gì phải khách khí như vậy? thiếu nữ áo gai hơi ngạc nhiên rồi nàng tươi cười trả lời. Ta nghĩ là lần ma giới xâm nhập linh giới này so với những lần trước đây hoàn toàn khác biệt, dường như là có ý chiếm cứ luôn mà không có ý định quay về nữa. Ngoài ra khi ta tới đây liền phát hiện đám ma tộc bình thường có vẻ như không hề biết đến chuyện này. Việc xâm nhập linh giới tựa hồ chỉ do vài thế lực trực thuộc thánh tổ cùng một ít trung giai ma thú bị khống chế tiến hành thôi. Hàn Lập chầm chầm nhìn thiếu nữ áo gai, nghiêm chỉnh hỏi. Vừa nghe Hàn Lập hỏi vậy, cả ba người đứng đó đều biến sắc. chuyện này tuy tiểu muội biết nhưng quy định trong trai là không được chen vào việc tranh đấu giữa các giới diện, vì vậy thật không thể nói với hàn huynh được. lam dĩnh do dự một hồi rồi áy náy nói, nếu việc này làm lam tiên tử cảm thấy khó xử thì cứ coi như ta chưa hỏi qua đi. hàn lập thấy bộ dáng của lam dinh như vậy liền tỏ ra thông cảm, cũng không muốn truy vấn thêm nữa. hàn huynh nếu người muốn hỏi vấn đề này cũng không cần tìm lam muội muội ta dù sao cũng là môn hạ của lục cực nên cũng biết một ít sự việc trong đó. tử linh lưỡng lự một lúc rồi thở dài nói, a à, nếu nàng cảm thấy miễn cưỡng không tiện nói thì thôi đi, ta sẽ bỏ thêm chút thời gian rồi tự mình điều tra cũng được. hàn lập nghe vậy trong lòng mừng rỡ nhưng lại nghĩ đến gì đó nên thận trọng hỏi lại, yên tâm đi, ngươi không cần lo lắng. ban đầu việc này chỉ thánh tổ mới có tư cách biết đến nhưng đại chiến của bản giới cùng linh giới diễn ra trong thời gian lâu như vậy căn bản cũng không thể giấu giếm thêm nữa. Hiện tại thì đám đệ tử của thánh tổ chúng ta đã biết, cũng không bao lâu nữa cả ma giới sẽ biết đến đại kiếp nạn này nên không cần phải giữ bí mật. Tử Linh cười gượng gạo trả lời, "Đại kiếp nạn, ta muốn nghe rõ xem đây là chuyện gì." Hàn Lập dùng mình, hắn nhanh nhảu đáp, "Được thôi, làm dĩnh muội cùng Chu Di vốn đã rõ ràng chuyện này, ngoài ra ở nơi đây cũng không sợ ai nghe lén. Nếu chút nữa tiểu muội có sai sót chỗ nào, mong rằng hai vị sẽ bổ sung thêm." Từ Linh suy nghĩ một lúc rồi nghiêm chỉnh nói, "Nói thật, bản trai đối với việc này cũng chẳng giải thích được nhiều lắm, sợ rằng không bằng tỷ tỷ đâu. Chỉ biết là nếu đối phó không tốt thì tai vạ này sẽ ập đến nhanh thôi." Ba đại thủy tổ và những thánh tổ khác ở ma giới hầu như đều đặt hơn phân nửa tâm tư vào chuyện này. Việc xâm chiếm linh giới cũng là một trong những biện pháp cuối cùng trong đó mà thôi. Thiếu nữ áo gai cười khổ một tiếng, tuy lời nói của nàng không mấy rõ ràng nhưng bên trong đó cũng hàm ý một ít thông tin quan trọng. Hàn Lập nghe xong trong lòng liền dấy lên một cơn chấn động. "Làm muội muội không tiện kể tỉ mỉ thì để ta giảng giải rõ ràng nó đi. Việc này nói ra sẽ rất dài, vì nó bắt đầu từ thời kỳ sơ khai mới hình thành của ma giới. Nghe nói khi đó còn có rất nhiều giới diện nhưng đến nay các chủng tộc ở đó đã bị diệt chủng sạch sẽ. Mà lúc này chân tiên và chân ma thượng giới còn vẫn còn có thể liên lạc được với bổn giới. Nhưng cũng chính lúc đó, Tại một giới diện của các bộ tộc thượng cổ trùng tộc bỗng nhiên sinh ra một con minh trùng mẫu có thực lực ngang với chân tiên vô cùng đáng sợ. Con minh trùng chúa này chẳng những có được thân thể kỳ lạ, lại có khả năng cắn nuốt các loại năng lượng, mà khủng khiếp nhất vẫn là khả năng sinh sôi nảy nở kinh người của nó. Ngoài ra những thế hệ hậu sinh của nó cũng có được năng lực cắn nuốt các loại năng lượng vô cùng đáng sợ này. Nghe nói giờ đây ở các giới diện còn tồn tại phệ kim trùng và mấy loại hung trùng khác đều có thể là cùng huyết mạch di truyền với con minh trùng mẫu này. Chỉ có thể như vậy mới có thần thông cắn nuốt vạn vật. Tử Linh nói đến đây liền thâm thúy liếc mắt nhìn Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy trên mặt cũng hơi chút khác lạ, hai mắt híp lên cười. Tử Linh lại nói tiếp, nghe nói, chỉ trong mấy ngàn năm, con minh trùng mẫu này sinh ra thêm hàng triệu con cháu, chúng đem tất cả các sinh linh trong một giới diện đồ sát sạch sẽ. Rồi mấy vạn năm tiếp theo, tất cả năng lượng của giới diện đó đều bị cắn nuốt, cuối cùng vạn vật héo rũ, cả một giới diện cứ như vậy mà bị hủy đi. Con Minh trùng mẫu sau khi phá hủy đi cái giới diện này, nó liền dùng đại thần thông mở ra một thông đạo mang toàn bộ con cháu phá giới đến một giới diện ở gần đó. Lại mấy vạn năm tiếp theo, tại giới diện mà nó mới tiến vào lại tiếp tục diễn ra một màn tương tự, toàn bộ năng lượng đều bị cắn nuốt hết rồi hủy diệt. Cứ liên tiếp như vậy trong hơn 10 vạn năm, con Minh trùng chúa này đã phá hủy đi rất nhiều giới diện làm cho thượng giới phải chú ý cũng không biết nhờ phương pháp gì mà hai vị chân tiên tự mình hàng lâm xuống rồi dẫn dụ con minh trùng chúa này đến ma giới bắt đầu chém giết. Người ta kể lại rằng, trận đại chiến năm đó ở ma giới làm cho trời long đất lở, tại họa khôn lường, mà giờ đây những hiểm địa bí cảnh ở ma giới cũng đều vì trận đại chiến đó mà hình thành. Sau trận chiến này, đàn con cháu của minh trùng mẫu bị giết sạch, chính nó cũng bị thương nặng rồi hai gã chân tiên dùng một loại phong ấn của tiên giới giam chế. Cho đến tận bây giờ nó vẫn ngủ say trong cái phong ấn này nếu bắt được con minh trùng chúa này sao hai tên chân tiên ấy không đem nó giết luôn sao còn phải phí công phong ấn mà kiếp nạn lần này của ma giới có phải là do con minh trùng mẫu này thức tỉnh gây nên hàn lập nghe vậy khẽ cau mày hỏi vì sao hai gã chân tiên không đem minh trùng mẫu tiêu diệt cũng là chuyện của vô số năm tháng rồi hiện giờ cũng không còn ai biết rõ nữa có thể con minh trùng chúa này còn có thủ đoạn bảo mệnh không thể giết được mà cũng có thể trận đại chiến làm hai gã chân tiên bị trọng thương không còn đủ sức giết nó nhưng dù sao thì việc này cũng chẳng quan trọng nữa, vừa rồi Hàn Huynh đã đoán đúng, chẳng những hơn vạn năm trước con minh trùng chúa này đã tỉnh lại, nó còn sinh ra thêm rất đông con cháu rồi bắt đầu đánh vào phong ấn. Việc này làm kinh động bên tam đại thủy tổ, ngay lập tức họ ở bên ngoài một mặt dùng các loại phương pháp khác nhau tăng cường củng cố phong ấn, một mặt sai phái người khác liên tiếp tiêu diệt các loại minh trùng bậc thấp từ bên trong lao ra. Dù làm như vậy cũng chỉ để trì hoãn thêm thời gian mà thôi. Mà đến khi bản thể trùng chúa thoát ra ngoài thì kết cục của ma giới không cần phải nói cũng đoán được kết quả. Con minh trùng này chẳng hề có ý lưu lại tù binh thay bỏ sót cái gì, vạn vật đều sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Đây chính là kiếp nạn của ma giới lần này. Tử Linh kể xong câu chuyện, trên mặt cũng không giấu nổi vẻ lo lắng. Nếu đúng như lời của Tử Linh thì sau khi minh trùng mẫu hủy diệt xong ma giới, bước tiếp theo của nó hẳn là phá giới tới linh giới chúng ta. Hàn lập sắc mặt cao có nói. Ở gần sát với ma giới còn có mấy cái giới diện khác. Nhưng nếu ma giới không còn tồn tại thì linh giới sẽ rất có khả năng trở thành địa phương tiếp theo gặp độc thủ. Mà cho dù không phải như vậy, chỉ cần các giới diện tiếp theo bị hủy diệt hết thì lúc này linh giới nhất định khó thoát khỏi chàng đại kiếp. Thiếu Nữ Áo Gai đáp lại, chẳng phải sự việc của Minh trùng mẫu sẽ có cách giải quyết sao? Nếu ngươi làm được việc này thì chẳng những trận chiến trước mắt giữa hai giới được hủy bỏ, mà việc làm cho ma giới hoàn toàn xóa đi ý tưởng quấy giày linh giới cũng không phải là điều không thể. nhưng trừ khi có chân tiên từ thượng giới hàng lâm, nếu không suy nghĩ này cũng chỉ là mơ mộng hảo huyền mà thôi. tử linh thâm thúy nói, ơ, ờ, sự việc lớn như vậy nên ta không thể làm gì được. cũng may là còn được nghe thông tin là cấm chế kia sẽ chống đỡ thêm được một khoảng thời gian nữa. còn mọi chuyện diễn ra thế nào thì sau này mới biết được. sắc mặt hàn lập biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng hắn đem vấn đề này quẳng ra khỏi não loại việc trọng đại có liên quan giữa hai giới tốt nhất cứ để cho mấy vị đại thừa giải quyết hắn giỏi lắm cũng chỉ là một tu sĩ hợp thể nhỏ nhoi làm sao có thể gánh vác được cùng lắm là sau khi trở về nhân tộc sẽ đem sự việc thông báo cho các vị đại thừa rồi tính tiếp hàn lập đã quyết định như vậy liền không nhắc thêm về việc vừa rồi nữa hắn cùng mấy người đứng đó hàn huyên về những chuyện gặp được ở ma giới sau đó cùng tử linh cáo từ rời đi nhưng khi cùng tử linh ra khỏi lầu cát rồi vòng vèo hết con đường nhỏ trong rừng rậm tại cổng ra nơi cuối con đường hắn thấy có tám gã ma tộc thị vệ thân mặc chiến giáp đang đứng xung quanh bảo vệ một chiếc xe kéo thập phần hoa lệ. Hàn huynh, đằng nào thì ngươi cũng về thành, hay là để ta lấy xe tiến ngươi một đoạn đi. Thuận tiện trên đường ta còn vài việc muốn thận trọng dặn dò ngươi. Tử Linh hơi dừng chân lại rồi ôn nhu nhìn về Hàn Lập nói. Cũng tốt, ta cũng có vài chuyện muốn thương lượng với ngươi. Hàn Lập gật đầu đồng tình, chú thích, minh trùng, con sâu keo, chuyên ký sinh trên thân lúa, rau màu chúng hút nhựa cho đến khi rau màu khô héo mà chết. chương 2126, trộm mỏ. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của những ma tộc vệ sĩ, Hàn Lập theo tử linh bước vào trong chiếc xe kéo. Cho xe chạy về thành đi, tấm rèm hai bên cửa sổ chiếc xe chậm rãi buông xuống, từ bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng phân phó. Người phu xe vâng lời đáp ứng, hắn lập tức thúc giục mấy con ma thú da đen như mực, hình dáng bề ngoài khá giống trâu mà không phải là trâu lúc này chiếc xe chạy ở giữa còn vài tên vệ sĩ bay chậm chậm xung quanh. Cùng lúc đó, ở trong xe bỗng nhiên hiện ra một màn quang hà màu đỏ chấp động, rõ ràng là những cấm chế huyền ảo trong xe đã được kích phát. Hàn Lập nhìn sang Tử Linh thận trọng nói, Tử Linh, có một số việc ta không thể hỏi trực tiếp Lam Dĩnh. Nhưng ta biết nàng ở Lam Bộc Hồ có một chút thế lực. Hiện tại ta cần nàng giúp ta điều tra thông tin của một người ma tộc bản địa tên là Vô ưu thời gian càng nhanh càng tốt, người này có thể là. Từ Linh đang ngồi một bên xa nghe được Hàn Lập nói vậy trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập đơn độc xuất hiện trước cửa khách sạn rồi nginh ngang tiêu sái đi vào. Tuy việc hắn thu mua dị ma kim ở khắp nơi tại Lam Bộ thành làm người ta xôn xao chú ý, nhưng vì tu vi của hắn biểu lộ ra là luyện ngư hậu kỳ nên chẳng có mấy thế lực dám phái người đến theo dõi. Dù sao đối với người có tu vi cao bậc này muốn phái người khác đến giám sát thì tất nhiên không thể chọn mấy tên có tu vi thấp kém hơn được. Nhưng chính những tu sĩ luyện hư kỳ của ma tộc lại chẳng thèm đi làm mấy loại công việc này. Hàn Lập lúc này đã trở lại khách sạn rồi đóng cửa phòng kín mít, đợi mãi đến sáng sớm ngày hôm sau thì hắn mới hớn hở đi ra ngoài. Lần ra ngoài này tất nhiên là vì cuộc hẹn với Vô Ưu. Thực ra hắn rất coi trọng tinh cầu năng lượng có chứa trong dị ma kim, hơn nữa nó còn liên quan đến đại âm dương ngũ hành chân quang nên sự việc này đã trở thành tình thế bắt buộc. Tuy không mấy lo lắng việc dị ma kim trong lần giao dịch này không hẳn sẽ chứa loại tinh cầu kia nhưng số lượng mua vào lại lớn đến như vậy điều này thực làm cho hắn có chút chờ mong tại căn phòng hắn đã đến hôm trước có hai tên một nam một nữ ma tộc quen thuộc đang thủ vệ bên cánh cửa chúng vừa nhìn thấy hàn lập đã lập tức mừng rỡ chạy tới đón hàn tiền bối xin mời vào vô yêu đại ca đang ở bên trong chờ đại giá của ngài được ta biết rồi hàn lập thản nhiên gật đầu rồi thân hình khẽ động một mạch đi vào trong phòng hai gã ma tộc một lần nữa đem cánh cửa lớn đóng lại sau đó lại tiếp tục đứng đó canh giữ Bộ dáng thập phần nghiêm trọng. Ở trong căn phòng, Hàn Lập gặp lại Vô Ưu và vài tên nam nữ ma tộc khác. "Hàn huynh, cuối cùng ngươi đã đến, tại hạ chờ ở đây đã lâu rồi." Đám người Vô Ưu vừa thấy Hàn Lập đến liền ôm quyền mời Hàn Lập vào, trên mặt ai nấy đều không giấu nổi vẻ cao hứng. "Hàn Mỗ không đến chậm mà là Vô Ưu đạo hữu đã tới sớm đó thôi. Tốt lắm, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta không nên nói nhiều nữa mà bắt đầu giao dịch đi. Hy vọng là đồ vật của các ngươi có thể làm ta vừa lòng." Hàn Lập không muốn Hàn Huyên thêm nữa, sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Nếu đổi lại là người khác khi nghe được những lời này chắc chắn sắc mặt sẽ trở nên không mấy tốt đẹp. Hàn Huynh thật sảng khoái, tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Nhưng vô yêu đang ngồi phía đối diện nghe được lại cảm thấy rất hợp với ý mình. Hắn không chút lưỡng lự vung tay áo lên, vài cái hư ảnh lệnh bài ở bốn phía chợt hiện ra rồi biến mất vào hư không. Tiếp đó là một quầng sáng cấm chế tức thời mở ra, đem hai người bao phủ kín vào trong đó. Bàn tay của nam tử ma tộc khẽ chuyển trên tay liền hiện ra một cái vòng chữ vật màu lam nhạt. Vẻ mặt khẽ cười nói: Tất cả số dị ma kim đạo hữu muốn đều ở bên trong. Mời hàn huynh xem qua số lượng cũng như phẩm chất có như ý muốn hay không. Vừa dứt lời vô ưu đã đem vòng chữ vật từ trong tay ném ra, dường như ngay cả một chút lướng lửa cũng không có. Hàn lập thấy vậy nhất thời kinh ngạc, không khỏi nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng cũng vì vậy làm hắn tăng thêm vài phần khâm phục khí độ của người này. Tất nhiên là nam tử ma tộc đã có sự chuẩn bị trước, nên hắn không cũng chẳng hề lo lắng việc Hàn Lập sẽ quyệt tiền. Vậy trước hết để tại hạ nhìn qua một lượt, Hàn Lập không chút biểu tình trả lời. Cánh tay giơ lên, hắn liền đem vòng chữ vật màu lam bắt lầy rồi đặt lên chán, tiếp đó hắn nhẹ nhàng phóng ra một luồng thần niệm khổng lồ hóa thành vô số sợi ti nhỏ nhập vào trong đó. Vô yêu ngồi im không nói năng gì, hai mắt hắn chỉ nhìn thẳng vào Hàn Lập chờ đợi kết quả. Một tuần trà qua đi, mí mắt Hàn Lập khẽ mở, nhưng trên khuôn mặt hắn hoàn toàn lãnh cảm không cách nào đoán biết được đang vui hay đang buồn vô yêu thấy vậy liền trở nên ngưng trọng nhưng cũng may đúng lúc đó hàn lập suốt lời nói ra làm toàn thân hắn được thả lỏng một chút quả nhiên không giả tất cả đều là thượng phẩm dị ma kim nếu như vậy thì tại hạ cũng dựa theo giá tiền đã thỏa thuận ban đầu mà trả ma thạch hàn lập nói xong liền phất tay áo quăng ra một vòng chữ vật màu đen tuyền về phía đối diện nam tử ma tộc cũng làm y như hàn lập khi nãy nhưng chỉ nhoáng một cái hắn đã thu thần niệm trở về rồi cất vòng chữ vật đi vẻ mặt tươi cười ôm quyền hướng về hàn lập nói hàn đạo hữu đúng là người thủ tín một mẩu ma thạch cũng không thiếu bây giờ xem như chúng ta đã giao dịch xong nếu giao dịch đã hoàn tất thì tại hạ cũng không ở lại lâu nữa xin cáo từ hàn lập bình tĩnh đứng lên rồi lạnh lùng nói tây nhiên rồi vậy để tại hạ đem cấm chế thu hồi lại vô yêu cũng không có ý giữ hàn lập lại hắn cũng đứng dậy rồi nói chỉ thấy hắn chắp tay bấm niệm pháp quyết, không gian xung quanh vang lên từng tiếng nổ nhỏ, tầng quầng quang hà cứ vậy mà được mở ra. Thân hình của Hàn Lập khẽ động, rồi hắn tiêu sái bước ra ngoài. Nhưng khi tới khung cửa hắn hơi dừng một chút rồi quay lại hỏi. Vô yêu đạo hữu có bằng lòng đem cụ thể nơi xuất xứ của số dị ma kim này nói cho tại hạ biết được không? Chỉ cần đạo hữu thẳng thắn nói ra, tại hạ nguyện ý trả thêm cho đạo hữu một phần ba số ma thạch vừa rồi xem như một khoản thù lao. Vô yêu nghe được lời này lập tức chấn động, sắc mặt biến đổi lúc tốt lúc xấu một hồi thật lâu những nam nữ ma tộc còn lại xung quanh đó cũng xôn xao một trận vẻ mặt biểu lộ ra vô cùng thèm muốn đạo hữu thật là người hào phóng nhưng đáng tiếc là việc này tại hạ không tiện nói ra được chỉ đành khước từ ý tốt của hàn huynh mà thôi vô ưu suy nghĩ một lúc thật lâu rồi cố gắng kìm nén cơn xúc động đang dấy lên trong lòng hắn khó khăn lắm mới có thể lắc đầu từ chối nếu như vậy thì tại hạ cũng không miễn cưỡng nữa Hàn Lập thâm thúy nhìn nam tử một cái rồi không chút do dự xoay người bỏ đi. Vô Ưu vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt có chút trần trừ khó quyết. Hàn Lập không nói gì thêm, nhưng trước khi bỏ đi thì ánh mắt của hắn thực sự khác thường. Điều này làm trong lòng Vô Ưu nhen nhóm lên một nỗi sợ hãi không rõ vì đâu. Đại ca, nếu đối phương muốn hỏi về xuất xứ của dị ma kim, hay là cứ đem mỏ quặng chúng ta đã khai thác trộm đó nói cho hắn là được. Dù sao chúng ta cũng sắp rời bỏ nơi này, cho dù hắn muốn điều tra thêm cái gì cũng không thể kịp làm như vậy thì số ma thạch lớn kinh người kia cũng không phải là không lấy được im đi mọi việc không chỉ đơn giản như vậy đâu chúng ta đối với lai lịch của người này hoàn toàn mù tịt tuy rằng hắn đúng là người từ bên ngoài đến đây nhưng chỉ như vậy mà chúng ta đem địa điểm mỏ quạng nói ra thì rất có khả năng mọi chuyện sẽ bại lộ các ngươi đừng xem thường thực lực của các thế lực trong tòa thành này nhưng giờ thì tốt rồi ma thạch gì sao cũng đã lấy được chúng ta hãy mau mau chia làm từng nhóm lần lượt rời khỏi Lam Bộc Thành. Một khi ra khỏi cửa thành, mọi người hãy lập tức theo lộ trình ban đầu đã vạch ra dùng hết tốc độ rời khỏi khu vực này. Chờ đến khi mọi việc an toàn, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Sư Nhai Thành. Vô yêu quát lớn mắng răn dậy vài câu sau đó hắn nhanh chóng phân phó mọi việc. Những nam nữ ma tộc khác tự nhiên không dám trái lời, tất cả đều gật đầu đáp ứng. Mà lúc này Hàn Lập đã ngồi an vị trên một chiếc xe kéo đang chạy đi như bay qua ngã tư đường ngồi ở một bên xe kéo, vẻ mặt hắn đang hí hửng ngắm nhìn một khối dị ma kim hai màu đen trắng, miệng khẽ lẩm bẩm tự nhủ một mình. Cuối cùng cũng tìm được rồi, vật này đúng là nằm trong tay đám người vừa nãy. Ở trong vòng chữ vật hắn vừa thu được cùng với viên đang cầm trên tay tất cả khoảng chừng hơn hai chục khối dị ma kim biến dị. Điều này làm Hàn Lập vô cùng nghi hoặc, nhất định trong tay đám người vô ưu có thứ gì đó mà hắn muốn tìm kiếm mà nếu như không phải đang ở nơi đông đúc như Lam Bộc Thành thì hắn cũng chẳng ngại thi triển thần thông đem tất cả bắt giữ lại, sau đó dùng các phương pháp siêu hồn tìm kiếm thông tin minh cần. Nhưng dù có như vậy hắn cũng không mấy lo lắng, một khi đã biết Vô Ưu là mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm, ngay khi mới giao dịch xong, ánh mắt hắn trở nên rất khác lạ rồi thần không biết quỷ không hay lưu lại một loại dấu hiệu bằng thần niệm trên người tên nam tử ma tộc. Chỉ đợi bọn họ ra khỏi Lam Bộc Thành, hắn sẽ lặng lẽ đuổi theo rồi đem tất cả bắt giữ. Hàn lập âm thầm cân nhắc lại mọi chuyện rồi linh quang trên bàn tay chợt lóe, viên dị ma kim cũng theo đó biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này hắn cố gắng kiềm chế hưng phấn trong lòng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần bên trong xe kéo. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy canh giờ sau chiếc xe kéo lại một lần nữa xuất hiện trước cửa khách sạn. Vừa mới trong xe bước hắn đã thấy có một người đang đợi mình ở bên cạnh cánh cổng, là một gã hắc giáp ma tộc gương mặt khá quen thuộc. Vẻ mặt hơi động, hắn liền theo tên ma tộc nhanh chóng đi vào trong khách sạn. Mà tên ma tộc kia vừa thấy Hàn Lập liền tỏ ra vui mừng rạng rỡ, một mạch bước ra sau cánh cổng rồi cung kính theo sau Hàn Lập đi vào khách sạn. Một lúc sau tại một gian phòng bí ẩn, tên hát giáp ma tộc hết sức cung kính hai tay dâng một cái thạch giản lên cho Hàn Lập. Hàn Lập cầm lấy thạch giản rồi cẩn thận áp lên chán xem xét, một lúc sau, hai mắt hắn cười híp lại. Tốt lắm, vật này ta đã xem qua, người hãy về nói với chủ nhân của ngươi là ta rất vừa lòng. Hàn Lập đem thạch giản từ trên chán xuống, hắn lại khẽ trả lòng bàn tay một cái khiến nó biến thành cho bụi, rồi nghiêm trang nói. Vâng thưa đại nhân, tiểu nhân xin cáo lui trước. Hắc giáp đại hán khom người xuống vâng lời rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Hắc hắc, ra là khai thác trộm mỏ quặng. Nếu như vậy thì mọi việc xem như đã xong rồi. Hàn lập nhìn nóc nhà trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt như có như không hiện ra một tia tàn khốc. chương 2127, tin tức, tên hắc giáp ma tộc vừa rồi hiển nhiên chính là người do tử linh phái tới đây lấy thân phận đệ tử của lục cực, cho dù chỉ là một trong số nhiều đệ tử nhưng thế lực của tử linh ở Lam Bộc Hồ vẫn là không nhỏ. Việc điều động một ít nhân thủ tất nhiên là chẳng có vấn đề gì đối với nàng. Hơn nữa điều tra một gã luyện hư kỳ chỉ là việc quá mức dễ dàng. Quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn ngủi không tới một ngày, tử linh đã cho người mang tới tin tức về vô ưu cùng việc khai thác trộm quạng mỏ, tất cả đều vô cùng rõ ràng rành mạch. Thực tế thì việc khai thác trộm quạng mỏ ở Lam Bộc Hồ cũng không phải là chuyện hiếm gặp, mà vô ưu chọn địa điểm khai khoáng trộm chỉ là một mỏ kém chất lượng, tu vi người này lại không kém cho nên các thế lực dù biết việc này cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Trong khoáng mạch kém chất lượng làm sao có thể khai thác được số lượng dị ma kim nhiều như vậy? Sự thực thế nào, có lẽ phải tra hỏi trên người bọn vô ưu rồi. Lúc này Hàn Lập đã âm thầm đưa ra quyết định, vì vậy hắn không trần chừ, một tay bấm niệm thần chú, hai mắt nhắm lại, bắt đầu thúc giục thần niệm mà hắn đã lưu lại trên người bọn vô ưu bằng vào tu vi của hàn lập hiện tại nếu hắn muốn động chân động tay lên người bọn ma tộc thì quả là quá dễ dàng nhưng không bao lâu sau trên mặt hàn lập lại hiện lên sự kinh ngạc tột độ hắn rõ ràng cảm ứng được đại bộ phận thần niệm mình lưu lại đã rời khỏi lam bộc thành nhưng lại có hai đạo thần niệm chỉ cách chỗ hắn ở có vài dặm hơn nữa lại đang di chuyển tới gần hàn lập cảm thấy kinh ngạc không thôi thần thức vừa động lập tức ra khỏi phòng đi thẳng tới chỗ xuất hiện hai tia thần niệm đó chỉ trong chốc lát Hắn đã lập tức tìm ra hai người mang theo hai tia thần niệm của mình, chính là đôi nam nữ ma tộc đi cùng vô ưu, nam hơn 30 tuổi, nữ hơn 20, giống như là một cặp vợ chồng vậy. Hàn Lập đem thần niệm quan sát một chút, thấy hai người này đang cùng ngồi trên chiếc xe kéo tại một ngã tư đường, chúng lặng lẽ truyền âm thương lượng với nhau chuyện gì đó rồi cho xe chạy về hướng khách sạn hắn đang ở. Hàn Lập dù sao cũng là người từng trải, chỉ cần suy nghĩ một chút đã đoán ra đến 7, 8 phần là hai người này đang đi tìm hắn. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó thu lại thần thức của mình, rồi lặng lẽ ngồi trong phòng đợi bọn họ tới. Quả nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, hắn liền cảm ứng được có cái dấu hiệu bằng thần niệm mà hắn lưu lại xuất hiện ở cửa lớn. Nhưng hai người này hình như có chút do dự nên cứ đứng ở ngoài cửa một hồi cũng không thấy có ý định muốn đi vào. Hàn Lập nhướng mày, môi khẽ nhúc nhích vài cái. Ngay sau đó, bên tai của đôi nam nữ ma tộc này vang lên một âm thanh trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng. Nếu đã tới rồi, sao còn không vào? chẳng phải các ngươi đã hạ quyết tâm rồi sao hai người ma tộc bên ngoài nghe thấy lời này sắc mặt khẽ biến sau đó liếc mắt nhìn nhau rồi nam tử ma tộc cắn răng nói đi thôi hàn tiền bối đã nói vậy thì chúng ta không còn khả năng quay về nữa đâu nữ tử có vài phần xinh đẹp kia sau một chút trần trừ cũng chỉ có thể gật đầu cười khổ vì thế nam tử kia ở bên ngoài lớn tiếng nói một câu bái kiến rồi cùng nữ tử ma tộc đẩy cửa bước vào bọn họ vừa tiến vào cửa trước mắt đã xuất hiện một căn phòng không lớn lắm hàn lập ngồi trên ghế ở giữa phòng vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai người vợ chồng vãn bối bái kiến tiền bối nam tử ma tộc vừa thấy hàn lập thì trong lòng run lên vội vàng cùng nữ tử kia tiến tới cúi chào đứng lên đi ta vừa mới từ chỗ các ngươi quay về các ngươi lại tới đây là có ý gì chẳng lẽ có gì quan trọng còn quên chưa nói với ta hàn lập hỏi ngay tiền bối thật sáng suốt vợ chồng vãn bối đích thực có việc cần tìm tiền bối thương lượng một chút nam tử kia cười một chút cẩn trọng đáp sự tình gì, nói đi, ta còn có rất nhiều việc, không có thời gian lãng phí với các ngươi. Hàn Lập thản nhiên nói, nghe xong lời đó, đôi vợ chồng này liếc nhìn nhau, sau đó nam tử kia vẫn kiên trì nói. Tiền bối, không biết lời lúc trước tiền bối nói có còn nhớ hay không? Lời của ta lúc trước, ồ, ngươi nói là câu ta nói trước khi rời khỏi chỗ các ngươi phải không? Nếu là chuyện đó thì đương nhiên vẫn nhớ, thế nào, hai vị có hứng thú giao dịch cùng Hàn Mỗ hay sao? nếu họ đã chủ động nhắc tới thì hàn lập cũng không có hứng thú thừa nước đục thả câu với hai người chỉ có tu vi hóa thần này nên hắn bình tĩnh hỏi ngược lại đúng đúng vợ chồng vãn bối đúng là có ý này kỳ thật xuất xứ của dị ma kim bọn vãn bối cũng có biết một chút bởi vì số dị ma kim này cũng là do bọn vãn bối khai thác được chỉ cần tiền bối thực hiện giao ra đúng số ma thạch như ước định vợ chồng vãn bối sẽ không có nửa điểm giấu giếm nam tử ma tộc nghe hàn lập hỏi vậy thì hai mắt sáng lên vội trả lời. Không phải là do vô ưu phái các người tới đấy chứ? Hàn lập ánh mắt chợt lóe, thản nhiên hỏi. Tiền bối minh giám, vợ chồng vãn bối thực sự là tự mình tới đây. Nhưng bọn vãn bối cũng không phải muốn làm chuyện gì xấu sau lưng người khác, mà chỉ là do bọn vô ưu đã làm chuyện không đúng với vợ chồng vãn bối trước mà thôi. Hai vợ chồng vãn bối là người phụ trách người khai thác ở khoáng mạch. Bọn vô ưu đã tính toán nếu việc khai thác trộm bị lộ thì sẽ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu bọn vãn bối, để vợ chồng ta làm kẻ chết thay nếu không phải ta vô tình nghe được sợ là đến lúc chết vẫn không biết mình bị bán đứng như thế số ma thạch tiền bối dùng để giao dịch lấy dị ma kim vợ chồng ta cũng được chia quá ít ỏi phiêu lưu như thế để nhận lấy đối đãi tệ bạc của vô ưu bọn ta thật không cam lòng nam tử ma tộc nói một hồi cuối cùng không giấu nổi vẻ tức giận trong người ngươi và vô ưu có xích mích gì ta cũng không quản chỉ cần tin tức của ngươi làm ta vừa lòng ta sẽ giao ra đủ số ma thạch như đã hứa. Hàn lập hai mắt nhíu lại, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Đa tạ tiền bối, vãn bối tất nhiên sẽ không làm cho tiền bối thất vọng. Nam tử kia thấy vậy vội vàng mừng rỡ nói. Tốt, vậy bắt đầu đi. Hàn lập gật đầu, vâng, kỳ thật thì dị ma kim này là do bọn ta khai thác trộm từ trong một mỏ quặng. Thứ nhất, khối dị ma kim ấy do chính ta và giao muội phát hiện. Nhưng dị ma kim ở nơi sâu nhất của khoáng mạch, vị trí vô cùng xa xôi, nếu không phải có người cẩn thận tìm kiếm thì rất khó có thể thấy được. Vợ chồng tại Hạ Khai thác trộm cũng được trên trăm năm nên mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng. Còn vị trí cụ thể là ở, nam tử bắt đầu giải thích cho Hàn Lập nghe. Trong suốt thời gian nghe giải thích, Hàn Lập thỉnh thoảng lại hỏi một số chi tiết cụ thể. Nam tử của ma tộc kia thì tận tình giải thích từ đầu tới cuối. Sau khi hắn đã giải thích xong xuôi, Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lúc rồi sau đó ngẩng đầu lên trên mặt biểu lộ vẻ vừa lòng. Ngươi nói không sai, giúp ta giảm đi rất nhiều khúc mắc rồi. Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ giao đủ ma thạch như đã hẹn. Nhưng ta nói trước, nếu như ta phát hiện ngươi có nửa phần dối trá thôi thì cho dù ngươi có lấy được ma thạch vào tay, nhưng mạng cũng chưa chắc có thể giữ. Ngươi có gì muốn nói thêm không? Hàn Lập một tay vừa lật, một cái vòng chữ vật đã hiện ra, sau đó hắn nhìn nam tử ma tộc lạnh lùng buông một câu. Tiền bối yên tâm, vãn bối không dám có nửa lời dối gạt. Câu nào cũng là thật. Nam tử ma tộc nhìn thấy vòng chữ vật trên tay Hàn Lập thì trong mắt xuất hiện một tia nóng bỏng thèm khát, vội vàng nói: "Hắc hắc, hy vọng như vậy đi, các ngươi có thể đi rồi." Hàn Lập phất tay ném vòng chữ vật qua rồi lạnh nhạt phân phó: "Đa tạ tiền bối đã ban thưởng, hai ta sẽ không làm phiền người nữa." Nam tử ma tộc một tay bắt lấy vòng chữ vật rồi đem thần niệm nhanh chóng kiểm tra bên trong, chỉ thấy trong đó là chi chít các khối ma thạch tức thì mừng rỡ hắn vội lôi nữ tử ở bên cạnh ra khỏi căn phòng. Đôi nam nữ ma tộc này vừa ly khai khỏi khách sạn được một lúc, sau khi đi đến một chỗ vắng vẻ, thiếu nữ bên cạnh không nhịn được liền hỏi. Thế nào, số ma thạch mà hàn tiền bối cấp có nhiều như hắn nói lúc trước không? Tuy ta chưa đếm kỹ nhưng cũng không sai lệch nhiều lắm. Dựa vào cách ra tay hào phóng của đối phương thì tin là hắn sẽ không muối mặt mà đi làm trò lừa gạt chúng ta, Đến tận bây giờ ta vẫn không dám tin là vị Hàn Tiền Bối này lại dễ dàng thưởng ma thạch cho chúng ta như vậy, làm cho những điều mà chúng ta chuẩn bị khi trước đều trở nên vô dụng rồi. Nam tử ma tộc không giấu nổi vẻ hưng phấn, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Có nên cứ đi theo lộ trình ban đầu của Vô Ưu để rời khỏi đây không? Thiếu nữ tỏ ra mừng rỡ, nhưng ngay lập tức nàng lại sực nhớ ra gì đó rồi ngẩn ra hỏi. Làm Bộc Hồ tất nhiên là không thể ở lại, nhưng cũng tuyệt đối không thể đi theo lộ trình của Vô Ưu được. Chúng ta phải đi đường khác thôi. Nếu Bình Yên rời khỏi nơi này rồi cũng không cần phải hội họp với bọn họ. Có lượng ma thạch lớn như này trong tay thì chúng ta cứ cao chạy xa bay, cần gì phải khom mình trước người khác nữa. Nam tử ma tộc nhanh nhảu đáp, hiển nhiên là hắn đã có kế hoạch từ trước. Hay lắm, ta cũng đồng ý, cứ vậy mà làm thôi. Thiếu nữ ma tộc sau khi do dự một chút cũng nhanh chóng tán thành. Vì vậy đôi nam nữ ma tộc này lập tức vẫy một cái xe kéo rồi hướng thẳng đến cửa thành gần đó mà đi. Cùng lúc này, Hàn Lập vẫn trầm ngâm trong căn phòng, hai mắt hắn nhíu lại vẻ như đang cân nhắc những thông tin vừa thu được. Lúc nãy trong khi ngồi nghe nam tử ma tộc kể lại mọi chuyện, hắn đã bí mật thi triển một loại bí thuật huyền diệu. Bí thuật này cũng giống như siêu hồn thuật vậy, nó có thể trực tiếp tra xét những điều mà người khác giấu giếm trong đầu. Hơn nữa chỉ cần trong chớp mắt là có thể phân tích được lời nói của đối phương là thật lòng hay giả dối, thực là kỳ diệu vô cùng nếu không thì với một người cẩn thận như hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng lời nói của nam tử ma tộc đến thế lại còn nhanh chóng trả ra một lượng ma thạch lớn như vậy mà chỉ cần những lời nói của nam tử ma tộc kia không phải là giả dối thì những điều đối phương còn giấu giếm không nói ra hết hắn cũng chẳng thèm quan tâm tất nhiên là bởi vì hắn đang ở trong khách sạn cũng không tiện ra tay bắt giữ đối phương để thi triển siêu hồn thuật nếu chẳng may có tu sĩ cao dài của ma tộc đi ngang qua hay bị loại cấm chế huyền diệu nào đó trong khách sạn phát hiện được thì thật là phiền toái không nhỏ. Thôi bỏ đi, thời gian bây giờ đang cấp bách, trước mắt cũng không nên tìm kiếm thêm phiền toái làm gì. Chờ sau khi kiếm tra tin tức này xong rồi mới tính sau. Không nên trì hoãn nữa, ta phải nhanh chóng đến xem khu mỏ quảng kia mới được. Hàn lập sau khi cân nhắc vài lần, bỗng nhiên hắn đứng dậy rồi cúi đầu lẩm bẩm một mình. mươi 2128, người đào quảng thuê, Hàn Lập ra khỏi cánh cổng và ly khai khách sạn. Hắn đến ngã tư đường, với một chiếc xe kéo rồi hướng thẳng về phía cửa thành mà đi. Mỏ quảng kia tất nhiên nằm ngay trên đảo, mà vị trí từ chỗ của Hàn Lập đến đó cũng rất xa. Cho dù hắn có thi triển độn quang để bay đến cũng phải mất vài ngày mới tới. Ba ngày sau, Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng trên nền trời nhanh chóng bay đi. Phía dưới lúc này đã không còn là mặt hồ nữa mà thay vào đó là một sơn mạch màu xanh sẫm liên miên bất tận bỗng nhiên phía trước mặt hiện ra một tòa núi thẳng tắp, hình dáng như một thanh cự kiếm, ngọn núi cao tới vạn trượng, vô cùng hùng vĩ. Hàn Lập vừa thấy ngọn núi này, trên mặt không giấu nổi sự vui mừng. Sau khi thì thào cuối cùng cũng đến một câu, hắn cho độn quang chậm lại rồi hướng thẳng đến ngọn núi đáp xuống. Vầng sáng màu xanh tản đi, thân hình của Hàn Lập hiên ra trên một tảng đá lớn tại đỉnh núi, hai mắt hắn khẽ nhắm, liền đem cỗ thần niệm khổng lồ tỏa ra dò xét khắp nơi trên bề mặt ngọn núi một lúc không lâu sau đó hai mắt hàn lập khẽ mở một tay bấm niệm pháp quyết trên thân hắn bỗng nhiên hiện ra vô số ký hiệu màu vàng cơ thể uốn éo vài cái thân mình hắn đang đứng trên tảng đá liền biến mất không thấy bóng dáng ngay sau đó không biết ở độ sâu bao nhiêu trong lòng núi một quầng sáng màu vàng lóe lên thân hình của hàn lập cũng dần dần hiện ra hàn lập nhìn bốn phía chỉ thấy một màn tối om hắn khẽ nhướng mày rồi phất tay lên thả ra một viên quang cầu màu trắng quang cầu xoay quanh một vòng rồi lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn đem mọi ngóc ngách xung quanh chiếu sáng rõ ràng như ban ngày tuy hàn lập có linh mục thần thông chỉ cần vận dụng một ít pháp lực là có thể đem bốn phía xung quanh nhìn rõ mồn một, một nhưng nếu làm như vậy thì thật bất tiện làm xong hết thảy mọi việc lúc này hàn lập phát hiện ra mình đang đứng trong một đường hầm của mỏ quạng bị bỏ hoang khắp nơi trên vách tường đều có chi chít ngách nhỏ và những cái hốc của vài loại khoáng thạch bình thường đã bị người ta móc ra mà trước mắt là một đường hầm dài hẹp càng về sâu nó lại càng ngoằn nghèo. Hơi nhìn kỹ lại thì có vẻ như đường hầm càng đi sâu xuống lại càng gần về phía lòng núi. Hàn lập quan sát bốn phía xung quanh một lượt rồi dừng lại, sau đó hắn lại nhìn chăm chú vào một khối khoáng thạch được khảm bất động vào lớp tường đá. Hắn đánh giá khối khoáng thạch vài lần rồi cười khẽ, cánh tay hơi rung lên, năm ngón tay hơi cong lại phất ra một chảo. Một tiếng vèo vang lên, một luồng kinh lực vô hình đem khối khoáng thạch lay động rồi mạnh mẽ gỡ nó ra khỏi vách đá, sau đó cuốn thẳng về tay của Hàn Lập. Hắn chỉ hơi vận một chút sức, khối khoáng thạch lập tức hóa thành một đoàn hoàng quang rồi tan biến. Khi đoàn hoàng quang tan đi, trên tay của Hàn Lập xuất hiện thêm một tấm phủ màu đen, bề mặt chấp động, lúc sáng lúc tối. Hắc hắc, xem ra cũng có chút thông minh. Hàn Lập sau khi dùng thần niệm xem xong tấm phủ xong cũng không nói thêm câu gì, hắn đem tấm phủ thu lại rồi thẳng đến phía trước đường hầm đi tới. Đường hầm vừa dài vừa hẹp, trong đó lại nối với chi chít các nhánh rẽ giống như cái mạng nhện vậy. Nhưng Hàn Lập đối với đường lối nơi này hình như đã rõ như lòng bàn tay, căn bản hắn cứ một mạch đi tới mà không thèm quẹo phải rẽ trái lần nào. Chỉ mới nửa khắc hắn đã đi được năm 600 trượng rồi xuất hiện tại một cái Nga tư, hắn khẽ đánh giá xung quanh một chút. Phanh một tiếng, Hàn Lập giương tay bắn ra một khối phi đạn, lập tức góc đá nơi cửa đường hầm bị bắn vỡ vụn rồi để lộ ra một lá phù màu đen. Tay áo hắn run lên đem một đoàn thanh hà hùng hổ quét tới tấm phù màu đen bị quầng sáng mở bao lại rồi cuốn về trên tay hắn. Hàn lập cũng đem tấm phù này cất lại, sau đó thân hình nhoáng lên một cái, hắn đã xuất hiện phía trong đường hầm rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hiển nhiên là những tấm phù này có tác dụng chỉ dẫn nhất định, dưới sự chỉ đường của chúng, hàn lập cứ vậy mà một mạch tiến thẳng đến nơi sâu nhất trong đường hầm. Cứ như vậy, dựa vào sự liên hệ giữa những lá phù, thỉnh thoảng sau một lúc tại một nơi nào đó của đường hầm, hàn lập lại gỡ ra một tấm phù khác. Ước chừng 3-4 canh giờ sau, lúc này Hàn Lập đã đi xuống rất sâu, mà đường hầm càng đi vào thêm thì những phân nhánh nhỏ lại càng thưa thất lại. Mà các dấu tích khai thác trên vách đá hai bên đường cũng không nhiều lắm. Cuối cùng, ở một cái đường hầm thật dài khác, nhìn thoáng qua cũng chỉ thấy có khoảng hơn trăm cái lỗ bị người ta móc khoáng thạch ra còn sót lại. Tuy vậy, dựa vào những mẫu khoáng thạch vụn cũng có thể thấy được chủng loại cũng như phẩm chất ở đây cao hơn rất nhiều so với bên ngoài. Khó trách những người khai thác khoáng, dù biết quỹ đạo đã lệch đi so với ban đầu nhưng vẫn không đành lòng bỏ qua mà một mạch khai thác đến địa phương này. Trong lúc Hàn Lập đang cân nhắc mọi chuyện, bỗng nhịp chân của hắn hơi chậm lại một chút. Chỉ thấy đường hầm phía trước mặt bị vô số đất đá đổ xuống lấp kín, rõ ràng là đoạn đường hầm này bị người ta mạnh mẽ phá sụp xuống. Hàn Lập hơi cau mày, nhưng không chút dừng lại mà tiếp tục bước tới. Khỏa quang cầu màu trắng trên đỉnh đầu tán loạn biến mất, quanh người hắn hiện lên một tầng sáng màu vàng tiếp đó toàn thân hắn giống như người vô hình cứ vậy mà chìm nhập vào đống đá vụn phía trước. Một lúc sau khi Hàn Lập đi xuyên qua đoạn đường hầm bị sụp, ở đầu bên kia đống đất đá, thân hình của hắn cũng từ từ hiện ra. Vầng sáng màu vàng trên người chợt tắt, hắn liền đêm khung cảnh bốn phía quan sát một lượt. Kết quả hiện ra trước mắt hắn là một cái đường hầm khác, nhưng so với lúc trước thì nhỏ và hẹp hơn rất nhiều lần. Hơn nữa bên hai vách tường lại rất thô giáp, giống như nơi đây mới được người ta khai thác chưa được bao lâu vậy ánh mắt của Hàn Lập lại nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy trên mặt đất là vô số khối nhỏ màu trắng đen loang lổ. Hắn khẽ phát tay đem những hạt cặn này bắt tới rồi chăm chú quan sát. Quả nhiên là dị ma kim, xem ra nơi này chính là nơi mà bọn chúng đã khai thác. Hàn Lập nhìn xong liền ném đám cặn dị ma kim đi, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Tiếp theo hắn nhắm mắt lại rồi đem cỗ thần niệm khổng lồ phóng ra tìm kiếm ở khu vực phía trước. a à, vỉa quạng này dài thật, phía trước hình như có cấm chế thì phải, thần niệm không thể xuyên qua được. Ô, phía trước còn có người, tu vi thấp như vậy xem ra là những người khai thác quặng thuê rồi. Có lẽ bọn chúng còn chút tác dụng, Hàn Lập có chút ngạc nhiên mở hai mắt ra, sau khi trầm ngâm cân nhắc một chút, hắn đã đưa ra quyết định. Chỉ thấy thân hình hắn vừa động đã chìm vào màn đêm bên trong đường hầm phía trước. Một lúc sau, Hàn Lập liền xuất hiện ở một tòa động quật loại nhỏ được dựng tạm thời để khai thác mỏ. Trước mặt hắn có ba gã ma tộc da thịt ngăm đen, quần áo rách dưới đang quỳ sấp run rẩy bọn chúng hẳn là những người khai thác quạng thuê trên đầu cả ba tên quạng nô ma tộc đều có hai chiếc sừng khuôn mặt xấu xí rõ ràng cả ba đều cùng một chủng tộc ở đây chỉ có ba người các ngươi những người khác đều bị giết hết rồi sao hàn lập bình tĩnh hỏi đúng vậy thưa đại nhân nếu không phải ba chúng ta nhanh trí đã sớm trốn đi trước chỉ sợ đã không thoát khỏi kết cục rồi gã quạng nô ở giữa thân hình run cầm cập ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên trả lời giết người diệt khẩu, đối với bọn chúng thì đây là một chuyện đương nhiên rồi, mỏ dị ma kim này đều do các ngươi tự tay khai thác sao. Hàn lập tự nói một câu, sau đó ánh mắt chợt lóe hỏi tiếp. Đúng vậy thưa đại nhân, là do chính tay chúng tôi khai thác, gã quặng nô quỳ ở giữa không biết tại sao Hàn lập lại hỏi như vậy, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng trả lời. Tốt lắm, ta có mấy câu muốn hỏi các ngươi. Nếu trả lời tốt thì ta có thể thuận tay cứu các ngươi một mạng. Nếu không chờ lúc mỏ quặng này sụp xuống, cho dù ta không ra tay thì các ngươi cũng không tránh khỏi kết cục bị đói mà chết hàn lập lạnh lùng nói đại nhân phải cứu chúng tôi ra ngoài chỉ cần người đồng ý làm vậy chúng tôi tuyệt đối sẽ không dám dối gạt dù chỉ nửa lời gã quặng nô ở giữa nghe vậy liền ngẩng cao đầu nhanh nhỏ nói hai tên quặng nô còn lại cũng vừa mừng vừa sợ ta hỏi các ngươi các ngươi phát hiện ra nơi này có dị ma kim từ khi nào hơn nữa trong quá trình khai thác có gặp điều gì khác thường hay không hàn lập thong thả hỏi Dị ma kim chúng tôi phát hiện được từ 2 tháng trước, bởi vì bùn đất nơi này cứng như sắt thép nên hơn 100 người chúng tôi phải tiêu phí thời gian rất dài mới có thể khai thác sạch sẽ được. Còn trong quá trình khai thác, mãi đến khi gần xong thì phát sinh thêm một chuyện. Có vài tên đồng bạn đang lúc đào bới đột nhiên toàn thân mềm oặt mà ngã quỵ xuống, rồi trước mặt mọi người chúng biến thành cho bụi. Gã quảng nô trung niên hồi tưởng một chút rồi kể lại, sau khi nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi vô cùng toàn thân mềm hoạt rồi quỵ xuống mà tan thành cát bụi, có phải tất cả đều như vậy? Hàn lập trầm ngâm một chút, sau đó ngón tay hắn chỉ về một tảng đá màu đen ở phụ cận rồi hỏi. Chỉ thấy một mũi nhọn màu xanh chật lóe, một cây lục ti từ đầu ngón tay nháy mắt bắn ra rồi lướt tới xuyên thủng qua hòn đá, sau khi xoay quanh một vòng rồi nhanh chóng quay về. Mà khối đá cứng rắn kia kêu lên oanh một tiếng rồi nháy mắt biến thành một đống bột đất màu xám trắng. Vừa thấy cảnh này, cả ba gã quặng nô đều bị dọa sợ tái xanh, da mặt không còn một giọt máu. Tên quặng nô ở giữa lớn tiếng kêu lên, đại nhân, đúng là giống hệt như vậy, vài tên đồng bạn của chúng tôi cũng bị y như thế mà đột nhiên bỏ mạng. Ra là như vậy, các người cũng không phái người tới tỉ mỉ điều tra ngọn nguồn sự việc sao? Hàn lập gật đầu hỏi lại, thưa đại nhân, đúng là chúng tôi có tra xét qua, nhưng mà tại nơi những đồng bạn đó ngã xuống đều không có gì khác thường. Những người còn lại cũng qua chỗ đó khai thác những không hề có chuyện gì xảy ra sau đó vài lần mọi người tự nhiên cũng không nhắc lại chuyện này dù sao thì tính mạng những người đào quảng thuê chúng tôi cũng không đáng giá tên quảng nô trung niên cười gặng gạo trả lời ra là chỉ xảy ra một lần rồi không có lặp lại nữa thật có chút hứng thú các ngươi hãy mau chỉ thật chính xác chỉ những địa điểm đó cho ta hàn lập cười hắc hắc rồi phân phó vâng thưa đại nhân được làm việc cho đại nhân chúng tôi rất vinh hạnh ba gã quảng nô tự nhiên không dám cự tuyệt tất cả đều cung kính vâng lời Ngoài ra còn một vấn đề cuối cùng các người phải trả lời thật chi tiết cho ta, có thật là dị ma kim nơi này đã bị khai thác sạch sẽ không? Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, hắn hỏi thêm một câu. chương 2129, từ Quang Thú. Hàn Lập hỏi câu này khiến ba tên quặng nô tỏ ra ngạc nhiên. Ba người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng dừng lại ở trên người gã quặng nô đứng giữa. Điều này làm cho tên quặng nô này mặt mày biến sắc, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ hắn biết mấy người kia không muốn nói ra sự tình, hơn nữa cũng không có cách nào giấu giếm nên mới đổ hết lên đầu mình. Vì vậy tên quảng nô này cười khổ một tiếng, sau đó thành thành thật thật hướng tới hàn lập đáp. Số dị ma kim trong đường hầm bị sập kia quả thật đã được khai thác hết. Nhưng ba người bọn tiểu nhân bị nhốt ở đây mấy ngày, vì muốn tìm đường ra nên đã đào móc lung tung, kết quả lại phát hiện một mỏ quảng khác chứa dị ma kim. Nhưng bằng vào ba người bọn tiểu nhân thì hoàn toàn không có năng lực khai thác chỉ có thể lấy đá vụn cùng đất lấp dấu chỗ đó lại. Đại nhân nếu cảm thấy hứng thú thì tiểu nhân sẽ dẫn đại nhân tới đó xem qua một chút. Quả nhiên còn có dị ma kim chưa bị khai thác, mấy tên kia không hẳn là không biết việc này, có lẽ tại thời gian gấp gáp nên chưa dám tiếp tục tìm kiếm xuống dưới mà thôi. Cũng tốt, những thứ này coi như tiện nghi cho ta rồi. Nhưng trước tiên hãy dẫn ta tới địa điểm mà mấy tên đồng bạn của ngươi gặp chuyện đi đã. Hàn Lập cười hắc hắc, lên tiếng phân phó, "Vâng, đại nhân." tên quặng nô ở giữa có chút kỳ quái nhưng cũng không dám cãi lời vội vàng đáp ứng một tiếng sau đó ba gã quặng nô nơm nấp đứng dậy trước sau cùng đi ra phía trước động quật dẫn đường cho hàn lập sau nửa canh giờ hàn lập đã xem xong tất cả các địa điểm thậm chí chỗ mỏ mới bị giấu kín cũng được ba gã quặng nô chỉ ra rất tốt các ngươi coi như không nói dối ta cũng sẽ cho các ngươi một con đường sống hàn lập cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng tay áo run lên lập tức một đoàn thanh quang lớn ập tới Ba gã quặng nô chỉ cảm thấy trước mắt một màn ánh sáng màu xanh lóe lên, trời đất quay cuồng, sau đó cả người sau đó xuất hiện ở một địa phương ngay gần chỗ sụp đổ. Mà Hàn Lập lúc này cũng tại một địa phương phụ cận chậm chậm hiện ra. Ba gã quặng nô thấy vậy trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, không biết Hàn Lập có thực sự sẽ đưa bọn chúng ra ngoài hay không. Nhưng Hàn Lập căn bản không nhìn ba người họ, cánh tay vừa nhấc, bàn tay năm ngón hướng ngay về phía chỗ đá lở chắn lối, nhẹ nhàng quát phá. Sau một khắc, kim quang chấp động trong lòng bàn tay hắn, một quang cầu màu vàng lập tức hiện ra. Một tiếng nổ ầm vang, quang cầu hóa thành một cột sáng chói mắt phóng đi. Lại có một tiếng nổ trầm đục vang lên, một cỗ gió nóng mãnh liệt đập vào mặt ba người. Trong nháy mắt, ở chỗ đám đá ngáng đường đã xuất hiện một đường hầm rộng khoảng hơn một trượt, đất đá bốn phía xung quanh bị nung đến đỏ lên, nhưng lập tức liền nguội ngắt, biến thành màu đen. Ta đã mở một đường để ra, các người cứ việc theo lối này mà đi. Hàn lập nhìn ba gã quặng nô, lạnh nhạt nói, sau đó thân hình uốn éo một chút rồi biến mất tại chỗ một cách vô cùng quỷ dị. Ba gã quặng nô chứng kiến một màn này thì vui mừng quá đỗi, nhao nhao hướng tới chỗ Hàn Lập vừa biến mất phái lạnh, sau đó không nói thêm lời nào, cùng xông vào thông đạo vừa được thông. Bên trong mặc dù còn vô cùng nóng nhưng ba gã quặng nô cũng cắn răng vượt qua, coi như không cảm thấy gì. Lúc này, Hàn Lập đã trở lại địa phương lúc đầu, sau đó thi pháp hút lấy mấy sợi khí màu lục dưới mặt đất rồi cẩn thận thu vào một bình nhỏ, cuối cùng mới đi tới mỏ dị ma kim mới phát hiện. Những sợi khí màu xanh lục này chính là địa sát âm khí biến dị, trước kia sau khi hút hết tinh huyết và lấy đi tính mạng của đám quặng nô thì thoát ra, ẩn núp dưới lòng đất, nhất thời không đả thương thêm người nào nữa. Cũng may mắn là đám người vô ưu tới đây vừa xem xét lại vừa mang lòng sợ bị phát hiện khai thác trộm dị ma kim nên cũng kiểm tra vội vàng, qua loa, không tra xét kỹ nơi này. Bằng không, nếu như bọn họ phát hiện ra địa sát âm khí, chắc chắn sẽ mở ra một trường phong ba, gió tanh mưa máu. Về việc phát hiện mỏ dị ma kim mới, nói là một phân mỏ, nhưng thực ra là một đường hầm ở mỏ bên cạnh. Ba gã quặng nô đào lệch ra xa hơn 10 triệu liền đã thấy sự hiện hữu của nó. Hàn Lập căn cứ vào mấy chỗ xuất hiện sát âm khí, suy tính một hồi, sau đó cũng đưa ra kết luận. Nếu đại âm dương ngũ hành chân quang thật sự tồn tại như đồn đại, thì hơn phân nửa là ở dưới mỏ dị ma kim ở đây. Cho nên sau khi đuổi ba gã quặng nô đi, hắn liền trở lại vị trí đoạn mỏ kia, không chút do dự, tay áo khẽ run lên. Hơn 10 đoàn lục quang từ trong tay áo của hắn bắn ra, liên tiếp biến thành những con khôi lỗi vượn xanh. Con nào con nấy cao hơn một trượng, vẻ mặt dữ tợn, khí thức lạnh như băng tản ra. Hắn đem thần niệm thúc dục, từ ngón tay của đám khôi lỗi xuất hiện từng ánh sáng trắng dài vài tấc, sau đó xếp hàng chỉnh tề đi vào trong thông đạo, bắt đầu trắng trợn khai thác dị ma kim. Mà Hàn Lập sau đó suy nghĩ một chút, trong tay áo lại bay ra một hư ảnh màu vàng nhạt. Kim ảnh ngưng động ra một tiểu thú màu hoàng kim, đúng là báo lân thú. Con thú này hiện tại vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say, nhưng khi bị ném ra thì hai mắt cũng chầm chậm mở, ngơ ngác nhìn một hồi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Hàn lập nhìn có chút buồn cười, trong miệng phân phó một tiếng, chú ý đám khôi lỗi, không được cho người ngoài tiến vào. Sau đó hai ánh sáng màu vàng lóe lên, trực tiếp đi vào lòng đất. Mà báo lân thú lúc này mới chớp chớp hai con mắt to tròn, có chút giật mình, nó gầm nhẹ một tiếng rồi nhảy thẳng vào trong thông đạo canh chừng những thanh viên khôi lỗi kia làm việc. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, hơn 10 đầu thanh viên khôi lỗi, mỗi một đầu đều có tu vi nguyên anh kỳ, kim đan kỳ, toàn lực thúc giục 10 ngón tia ánh sáng trắng. Đất đá trong quáng mạch vốn cứng như sắt thép không ngờ dưới nhưng ánh sáng trắng này lại không khác gì đậu hũ. Từng khối dị ma kim cứ thế mà bị lôi ra. Đoạn mỏ này cần phải có trên 100 quặng nô với hơn một tháng thời gian mới có thể khai thác hết. Vậy mà chỉ trong 2, 3 canh giờ, toàn bộ dị ma kim đều bị đào móc ra sạch sẽ. Con thú nhỏ đem tất cả dị ma kim chất đống đưa vào trong vòng chữ vật, đeo lên mình rồi ngẩn người nhìn đám thanh viên khôi lỗi lúc này đã ngừng hoạt động. Sau hơn một canh giờ nữa, báo lân thú vẫn nằm trong góc đợi. Lúc này nó đã có chút nóng nảy, đang định đứng dậy đi lại. Đột nhiên toàn bộ đường hầm trong quáng mỏ chấn động một hồi, sau đó vô số đá vụn từ hai bên thạch bích cứ thế rơi xuống, giống như đường hầm sắp sửa sụp đổ. Báo lân thú giật mình, thân hình khẽ động, hóa thành mấy đạo hư ảnh bắn ra. Mà ở những nơi hư ảnh kim quang hiện lên, hơn 10 thanh viên khôi lỗi thoáng một cái biến mất không thấy. Sau đó hư ảnh hợp làm một, hóa thành một đạo kim hồng trói mắt, phá vỡ đỉnh đường hầm, xuyên thủng mặt đất đi lên. Báo lân thú vừa bỏ đi thì trong đường hầm vang lên một tiếng nổ vang, toàn bộ phân mỏ sụp xuống trong nháy mắt vô số đá vụn rơi xuống đem đường hầm trong mỏ lấp kín hoàn toàn. Đúng lúc này, tại mặt đất, ngọn núi cao khổng lồ khẽ lắc lư rồi sau một tiếng vang lớn cũng bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Bụi cuốn lên như sương mù đầy trời, đá lớn đá nhỏ bốn phương tám hướng lăn xuống. Thanh thế này vô cùng lớn, dường như tại thời khắc này cả trời đất đang sụp đổ. Một tiếng rít từ nơi đó truyền tới, một đạo kim ảnh chấp động, từ trong đá vụn bắn ra. Sau khi xoay người một vòng liền đứng vững vàng trong không trung, rồi hiện ra thân ảnh của một tiểu thú màu vàng. Con thú này nhìn chằm chằm vào đống đổ nát của ngọn núi, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Mà gần như cùng một lúc, phía dưới đột nhiên truyền lên một tiếng như sấm sét đánh ngang trời. Ngay tại chỗ ngọn núi lớn ban đầu, vô số dung nham bạo liệt mà tuôn ra, từng tảng đá lớn nhỏ cứ thế bắn lên không trung như mưa lũ. Báo lân thú chứng kiến tình cảnh này thì sợ hãi kêu lên một tiếng, móng vuốt nhanh chóng vẽ một đường. Xuy suy vô số tiếng xé gió vang lên vô số chảo ảnh màu vàng hiện ra che kín cả bầu trời, đem tất cả những tảng đá đang bay về phía mình quét đi sạch sẽ. Sau đó tiểu thú lại hít mắt lại nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Bỗng nhiên từ bên dưới truyền đến một tiếng rồng ngâm, trong nháy mắt thanh quang sáng lên, một đạo trường kiếm màu xanh dài hơn 10 trượng phát ra hào quang chói mắt xuyên thủng đất đá bay lên. Nơi kiếm quang đi qua, tất cả đất đá trên đường đều bị đập nát thành bụi. Một bóng người màu xanh chợt lóe, Hàn Lập liền hiện ra giữa không trung nhưng kỳ lạ là một tay hắn đang cầm chặt một đoàn lục quang sáng đến nhức cả mắt bên trong mơ hồ là một tảng đá lớn bằng nắm tay còn tay bên kia lại đang nắm lấy một cự kiếm màu vàng rực rỡ hắn hơi ngưng trọng nhìn xuống mặt đất hỗn loạn phía dưới báo lân thú thấy vậy tự nhiên mừng rỡ nó gầm nhẹ một tiếng rồi nhảy tới bên cạnh đem bộ lông xù xù của mình thân thiệt cọ lên cọ xuống bên chân hàn lập hàn lập quay lại nhìn tiểu thú cười cười rồi xoa đầu nó cẩn thận một chút bên dưới có một tên gia hỏa rất khó đối phó không khéo sẽ phải thể hiện vài phần bản lãnh thật sự mới được. Vừa nghe có đại địch, tiểu thú chẳng những không kinh sợ mà nó còn tỏ ra rất phân khích. Nó giống to một tiếng, hoa văn màu vàng quanh người nó chợt lóe, thân hình nó cũng biến lớn lên, chỉ trong khoảnh khắc nó đã hóa thành một con thú màu vàng cao đến mấy trượng. Từ bên dưới bỗng nhiên truyền đến vài tiếng giống hoa hoa giận dữ. Tiếp đó mặt đất phía dưới rung lên ầm ầm tạo thành những cơn sóng tỏa ra bốn phía. Sau đó là một con quái vật màu vàng sẫm to lớn từ trong lòng núi lao ra, hơn 10 con mắt lồi thổi của nó cùng lúc nhìm chằm chằm vào Hàn Lập trong không trung. Từ quang thú, trước kia ta đã nghe nói đến loại thú này, nhưng thật không ngờ lại có thể gặp nó ở đây. Bản thể của Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang luôn liên tục di chuyển trong lòng đất nhưng nay đã lấy được, xem ra hơn phân nửa công lao thuộc về những người kia. Như vậy cũng tốt, con thú này đã ở cạnh bản thể của Đại Âm Dương Ngũ Hành Chân Quang đã không biết bao nhiêu năm. Trong thân nó nhất định có một ít uy lực của chân quang. Nếu ta bắt nó về luyện hóa chắc cũng tạm đủ để dung nhập vào một tòa cực sơn. Hàn Lập đánh giá hòn đá màu xanh nằm trên tay một chút, sau đó lại nhìn về con thú phía dưới thì thầm tự nói. Chương 2130, đấu thú. Lúc này cự thú phía dưới sớm không nhịn nổi nữa, nó giống vang lên một tiếng, hai cánh tay lớn vươn ra hùng hổ vỗ một cái vào không trung. Bàn tay khổng lồ trong hư không phía trước mở dần đi đột nhiên lại lóe lên kèm theo tiếng nổ chói tai kéo theo một cơn sóng khí cuốn thẳng tới Hàn Lập. Hàn Lập hơi nhíu mày, thân hình của hắn vẫn bình ổn lơ lửng ở một chỗ rồi đem bàn tay khẽ đảo, một giải sáng màu cho hiện lên, lập tức có một tòa núi nhỏ màu đen chắn ngang trước người. Ngọn núi này có màu đen nhánh, lớn chừng mấy trượng, đúng là tòa nguyên từ cực sơn. Chỉ thấy làn sóng khí màu trắng ập tới gào thét như muôn ngàn sóng to gió lớn, phát ra từng trận nổ vang nhưng ngọn núi nhỏ màu đen kia vẫn vững vàng như thái sơn không chút nhúc nhích. Cùng một thời gian, báo lân thú tứ chi khẽ động, thân hình nhún về sau, thoáng cái hóa thành 10 đạo hư ảnh độc nhất vô nhị rồi hung hăng xông thẳng đến từ quang thú phía dưới. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo hư ảnh xuất hiện tại bốn phía cửa thú, móng vuốt đánh tới khắp nơi, chằng chỉ từ bốn phương tám hướng đánh đến, kim quang chấp động, tất cả đều nhắm tới thân hình khổng lồ của cửa thú. Vô số vệt cắt trên thân thể cửa thú nứt ra, một đám sỏi đá trên thân lăn xuống dưới kêu lên những tiếng trầm đục, thế nhưng con từ quang thú này lại vẫn bình yên vô sự. Con thú này ngược lại càng giận dữ thêm, hơn 10 con mắt đồng thời nhìn chầm chầm về phía báo lân thú. Một đoàn ánh sáng năm màu kỳ lạ trong mắt nó lóe lên, phát ra âm thanh phốc phốc. Hơn 10 cột sáng năm màu bắn ra, chắc một cái liền đem những hư ảnh con thú màu vàng bao phủ bên trong. Một cảnh không thể tưởng tượng nổi hiện lên, những nơi cột sáng năm màu đi qua, hư ảnh mà báo lân thú huyễn hóa ra đều run lên một cái rồi giam chặt trong không trung thậm chí mí mắt cũng không thể nhúc nhích nổi sau một khắc khuôn mặt dữ tợn của cửa thú lộ dần ra cột sáng sáng năm màu ở mắt quay tròn một hồi hư ảnh báo lân thú bao bên trong giống như đồng thời bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt vào trong nháy mắt đã bị xé đứt thành vô số mảnh nhỏ tuy nhiên dù cho tất cả hư ảnh đều biến mất không trung vẫn không có dù chỉ nửa giọt máu tươi lưu lại rõ ràng những này hư ảnh này đều không phải là chân thân của báo lân thú. Từ quang thú hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trong nội tâm nó cơn phẫn nộ không giảm chút nào, ngược lại những cột sáng năm màu được phun ra từ mắt nó càng uy lực hơn, càng thô to thêm mấy phần, chúng gào thét quét qua bốn phía trong không trung. Đột nhiên trong đó có một cột sáng năm màu hơi dừng lại, lập tức hư không xung quanh ngưng tụ lại, một đạo con thú màu vàng loạn choạng ngã lăn ra, lộ rõ thân hình. Đúng là chân thân báo lân thú, cự thú mừng rỡ, nó không lưỡng lự lắc mạnh cái đầu, hơn 10 con mắt lập tức nhìn vào báo lân thú. Hơn 10 cột sáng năm màu ngưng tụ lai rồi dung hợp thành một thể, hóa thành một cột sáng cực kỳ thô to chiếu thẳng đến tiểu thú. Báo lân thú kinh hãi, thân hình chấp động, muốn tránh đi chỗ khác. Nhưng cột sáng năm màu còn chưa chiếu tới, bốn phía trong hư không giống như bị siết chặt lại, thoáng cái trở nên rắn chắc như tinh cương, thần thông của nó lại không thể phá vỡ mà chạy đi được. Tiểu thú mắt thấy cột sáng thô to muốn đem bản thể của mình bao phủ vào trong, lúc này mới thật sự hoảng sợ, trong miệng vội vàng phát ra những âm thanh ô ô cầu cứu. Thấy chưa, bây giờ mới biết sợ hãi sao, thần thông của từ quang thú ngay cả ta lúc không kịp đề phòng cũng phải chịu thiệt thòi, bằng vào tu vi của ngươi còn chưa phải là đối thủ của nó. Tại thời điểm mấu chốt, ân thanh lạnh nhạt của Hàn Lập từ trên cao truyền đến. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo kiếm quang màu vàng óng lớn hơn trăm trượng phá không mà đến, thoáng cai chém vào cột sáng thô to kia. Báo lân thú chỉ cảm thấy bốn phía lỏng ra, trong nháy mắt liền khôi phục tự do nó lúc này mừng rỡ thân hình hơi mờ đi lại lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh chạy tới chỗ hàn lập chỉ chớp động vài cái con thú màu vàng đã xuất hiện bên cạnh hàn lập bộ dáng gục đầu ủ rũ hàn lập một tay thanh cửa kiếm màu vàng dài hơn một trượng kia tay còn lại nắm khối đá màu xanh vừa thấy bộ dáng đáng thương của báo lân thú tức thì khẽ mỉm cười thế nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì từ quang thú ở phía dưới đã nổi trận lôi đình vì bị hàn lập chen ngang con thú gầm lên chẳng những hơn 10 con mắt trên đỉnh đầu một lần nữa thả ra hơn 10 cột sáng năm màu, mà thân hình khổng lồ trên mỏm đá lắc mạnh, sau đó từ cơ thể nó bắn ra vô số tảng đá to lớn giống như sao băng bay về phía Hàn Lập. Những khối đá này so với thân hình khổng lồ của từ quang thú căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng là cho dù vậy so với người thường cũng là rất lớn rồi, mỗi viên lớn bằng một căn phòng nhỏ, lòng trời lở đất ầm ầm bay đến, thanh thế quả thực cực kỳ kinh người. Hàn Lập gặp tình hình này, thần sắc không chút nào biến hóa, một tay rung lên tức thì thanh cửa kiếm màu vàng biến mất không thấy. Tiếp theo hắn bình tĩnh dùng một ngón tay điểm vào núi nhỏ màu đen ở phía trước. Đinh một tiếng, mặt ngoài của núi nhỏ màu đen lóe lên vài cái ngân sắc phù văn, thể tích của nó thoáng cái lớn gấp trăm lần, biến thành một ngọn núi cao mấy trăm trượng, như tường đồng vách sắt che kín hàn lập cùng báo lân thú đằng sau. Bất kể cột sáng năm màu hay là cơn mưa đá lớn lao tới ngọn núi đen đều bị giải sáng màu cho chặn lại, sau một trận nổ âm âm, tất cả đã bị ngọn núi ngăn cản. Không chỉ có thế, Hàn Lập hít sâu một hơi bỗng nhiên há miệng, một đoàn tinh khí màu xanh bắn ra, vừa lóe lên tức thì chui vào bên trong ngọn núi màu đen. Sau một khắc, cả ngọn núi lại ầm ầm to lên, từng giải từng giải sáng màu cho từ đó tuôn ra ngưng tụ trên không, thoáng cái biến ảo thành một đám mây có đường kính gần một dặm. Đám mây lập lòe quang mang, lại dày đặc dị thường giống như chất rắn vậy. Đám mây vô thanh vô tức hạ xuống nhưng lại phát ra khí thức cực kỳ khủng bố, thậm chí trong nháy mắt vừa rơi xuống, không khí xung quanh bị ép ầm ầm tản ra bốn phía. Trong vòng 10 dặm chịu ảnh hưởng của đám mây khiến không khí dường như cũng loãng đi vài phần. Tuy rằng nguyên từ cực sơn vẫn là tòa núi như trước kia, nhưng hàn lập pháp lực càng ngày càng hùng hậu, lúc này lại toàn lực thúc dục liền làm phong vân biến sắc, so với khi vừa mới tiến giai hợp thể hậu kỳ đã có thay đổi rất lớn. Từ quang thú phía dưới vội vàng dùng những con mắt trên đỉnh đầu cùng đá lớn trên người công kích, nhưng không thể nào ngăn cản đám mây khổng lồ kia rơi xuống, trong mắt nó dần hiện lên vẻ sợ hãi. Nó tựa hồ cũng biết tình thế không ổn, trong miệng giống to một tiếng, tứ chi trùng xuống, thân thể khổng lồ thoáng cái nằm phủ phục trên mặt đất. Màn sáng mâm màu bên ngoài thân cự thú lưu chuyển một hồi, thân hình đột nhiên trở nên trong suốt, lại giống như hóa thân thành một khối thủy tinh cực lớn sáng long lanh. Tại trung tâm khối thủy tinh, đột nhiên có một khối lục sắc quang đoàn khổng lồ. Mà trong quang đoàn, mơ hồ cũng có một khối đá xanh chấp động không thôi, cùng với khối đá trong tay hàn lập thập phần giống nhau tuy nhiên thể tích lớn hơn vô số lần và màu sắc cũng đậm hơn rất nhiều. Muốn liều mạng sao, ta vừa vặn cũng muốn thử xem đại âm dương ngũ hành chân quang trong truyền thuyết cùng nguyên từ thần quang, rốt cuộc cái nào lợi hại hơn. Hàn lập mắt thấy cảnh này hai mắt sáng lên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ thì thầm tự nói một câu. Tiếp theo thần niệm hắn lập tức thúc giục cực sơn, chỉ thấy uy lực của quang hà trong ngọn núi màu đen càng tăng, đám mây màu cho lại càng to lớn hơn nữa, thể tích thoáng cái tăng thêm non nửa, cơ hồ che phủ cả nửa bầu trời mắt thấy đúng lúc đám mây khổng lồ rơi xuống trên người từ quang thú, thì cự thú cũng thi triển xong thần thông, thân hình co rụt lại, hòn đá xanh trong cơ thể đột nhiên sáng ngời rồi bắn ra một đoàn mũi nhọn năm màu. Mà từ bên trong thân hình trong suốt cả cự thú, những mũi nhọn này thoáng cái phóng đại gấp trăm lần, sau đó ở bên ngoài ngưng tụ lại hóa thành một vòng sáng thể tích không thua gì đám mây khổng lồ kia, phát ra một tiếng giết thê lương lao thẳng lên không trung. Đám mây màu cho cùng vòng sáng lấp lánh không một tiếng động đâm vào nhau. Sau một khắc, một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra, hai cái vòng khổng lồ trên không trung đụng vào nhau, từng luồng sóng khí vang khắp nơi, trong nháy mắt hình thành từng đạo bọt khí trắng xóa phóng thẳng lên trời, đồng thời vô số tia sáng màu cho tuôn ra tứ phía. trong khoảnh khắc này, những tiếng suy suy vang lên tràn ngập cả thiên không, nhưng đám mây cùng vòng sáng đột nhiên run lên, lại đồng thời lóe lên trên không rồi biến mất. Hàn lập thấy vậy thì trong lòng run lên một cái, từ quang thú cùng lắm chỉ có tu vi hợp thể trung kỳ nhưng sử dụng đại âm dương ngũ hành chân quang biến hóa ra công kích chống lại mình đã toàn lực thúc giục nguyên từ thần quang mà không rơi vào thế hạ phong điều này còn chưa nói đến việc ngũ hành chân quang có đặc tính dung nhập phản pháp vừa rồi mới chỉ là công kích bình thường mà uy năng của nó đã mạnh hơn nguyên từ thần quang hơn một bậc trách không được trong phương pháp luyện chế năm tòa cực sơn thì đại âm dương ngũ hành cực sơn là khó luyện chế nhất hàn lập âm thầm đánh giá nhưng trong lòng đối với thần thông này càng ham muốn vô cùng không nói hai lời liền bấm niệm pháp quyết Ngoài thân hắn kim quang đột nhiên sáng rực, thân hình đón gió điên cuồng lớn lên, thoáng cái huyễn hóa thành một đầu cự viên lông vàng cao hơn trăm trượng, một bàn tay khổng lồ vươn vào không trung. Ngọn núi đen trước người đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, lúc này chỉ lớn hơn 10 trượng rồi siêu một tiếng bay vào trong tay cự viên. Cự viên giống lên một tiếng, sau lưng hiện ra cự ma ba đầu sáu tay. Ba khuôn mặt giống nhau như đúc không chút biểu tình, hắc khí xoáy tròn ngưng tụ lại, tại hai đầu lông mày hiện ra một yêu mục đen kịt chậm rãi mở ra nhìn thẳng về phía từ quang cự thú. Phốc 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 ba tiếng, ba đạo hắc ti trong mắt đồng thời bắn ra, thoáng cái dung hợp thành một cột sáng màu đen kịt, tức thì lóe lên một cái rồi biến mất một cách quỷ dị. Mà dường như cùng lúc đó, cự viên nắm tòa núi nhỏ trong tay đột nhiên vung mạnh, hung hăng ném một cái. Một tiếng nổ vang, nguyên từ cực sơn cũng đột nhiên run lên biến mất trong tay cự viên. Sau một khắc, Tại hư không cách từ quang thú mấy trượng bên trên bỗng nhiên nổi lên một đợt sao động, ba đạo cột sáng đen lé lên. Mà tại một chỗ khác gần đó, ngọn núi nhỏ màu đen cũng phá không bay tới. Từ quang thú kinh hãi, cơ hồ không dám lưỡng lự thêm liền đem thân hình lần nữa thu nhỏ lại, khối đá màu xanh trong cơ thể càng thêm sáng ngời, quang mang thoáng cái càng thêm trói mắt. Nhìn vào bên trong thân thể trong suốt của cửa thú, lúc này có thêm một vòng sáng như một mặt trời năm màu đang từ từ lớn lên trong cơ thể của nó chương 2131, thu lấy tinh thể. Vầng mặt trời năm màu tỏa ra cỗ năng lượng lớn đến mức làm cho người ta kinh sợ, những nơi ánh sáng của nó chiếu qua làm không gian xung quanh giấy lên từng cơn dao động liên hồi. Đúng lúc này, ngọn núi nhỏ màu đen mang theo những tiếng nổ ầm ầm hung hăng lao đến đập lên phía trên vầng mặt trời. Một tiếng ngân vang như chuông kêu, hắc quang cùng quầng sáng năm màu va chạm vào nhau loạn xạ, phía ngoài vầng mặt trời bị hòn núi màu đen đánh lõm vào một vũng lớn. Mà cùng lúc đó, Ba cột sáng màu đen theo sát nhau lần lượt đánh lên chỗ lõm trên vầng sáng năm màu. Một tiếng hư không bị xé rách vang lên. Quầng sáng năm màu dù dày đặc nhưng cũng không cách nào ngăn cản được công kích liên tục như thế. Sau khi ba đạo tia sáng màu đen lướt qua, vầng mặt trời cuối cùng cũng bị xuyên thủng rồi trực tiếp để lộ ra thân hình trong suốt của Từ Quang Thú. Tuy vậy, ánh sáng năm màu xung quanh đó chớp nháy vài cái, chỉ cần vài lần như vậy nữa là lỗ thủng sẽ được bịt kín lại như ban đầu. Nhưng đang lơ lửng trên không trung hàn lập đâu thể nào cho phép chuyện này xảy ra đầu vai hắn khẽ rung lên cả thân hình cự viên liền biến mất không thấy bóng dáng ngay sau đó thân hình màu vàng của cự viên hiện ra ngay bên cạnh vầng mặt trời năm màu một cách đầy quỷ dị sắc mặt cự viên không chút động đậy nó chụp tới một chảo mục tiêu chính lỗ thủng trên vầng mặt trời từ quang thú đang trốn ở sâu bên trong vầng sáng nó biết rằng đây chính là thời khắc mấu chốt quyết định sinh tử nó gầm lên một tiếng giận dữ từ trong cơ thể nó biến ảo ra một cây thương dài trong suốt rồi nhanh như tia chớp men theo lỗ thủng bắn ra vừa vặn đón lấy bàn tay to lớn của cử viên đang chụp tới chiếc thương trong suốt chẳng những rất sắc bén mà còn vô cùng lạnh lẽo nó được ngưng tụ từ những khoáng thạch quý hiếm có chứa kỳ hàn trong cơ thể con thú thương còn chưa đâm tới mà một cỗ khí lạnh lẽo đã hùng hổ lao đến trước con từ quang thú này tuy trí khôn không cao nhưng kinh nghiệm đấu pháp lại rất phong phú nó hiểu rằng chỉ cần ngăn cản được một đòn này là nó có thể bình yên vô sự hàn lập nhìn thấy vậy trong lòng liền cười lạnh năm ngón trên bàn tay to lớn của cự viên khẽ run lên, bỗng nhiên từ trên đầu của năm ngón tay lại phun một đoàn hỏa diễm màu bạc. Đoàn hỏa diễm màu bạc lan ra bao kín lấy cả bàn tay, rồi không chút tránh né, bàn tay chụp lấy mũi thương trong suốt. Trong phút chốc, hỏa diễm màu bạc trên bàn tay khổng lồ va chạm với hàn khí trên mũi thương trong suốt. Một phần sáng chói mặt hiện lên, nhưng lại không hề có một âm thanh nào được phát ra. Mũi thương trong suốt trong nháy mắt đâm trúng bàn tay của Hàn Lập, nhưng tiếc là nó không làm xây xước được chút da thịt nào, mà người lại còn bị hỏa diễm bám lấy đem toàn thân cây thương bao phủ vào bên trong. Chỉ trong chốc lát, cây thương trong suốt dài đến mấy trượng liền bị hòa tan thành nhiều giọt nước lỏng rồi bốc hoi mất, nó hoàn toàn không thể ngăn cản được chút nào tốc độ lao tới của bàn tay khổng lồ. Không chỉ có vậy, cánh tay của cử viên run lên, ngân diễm đang lượn lờ trên đầu năm ngón tay hơi mờ hồ rồi lần theo lỗ thủng hung hăng bám lên thân mình con thú. Chỉ nghe một tiếng nứt vỡ vang lên. Bàn tay của cử viên một mạch xuyên qua thân hình của cử thú giống như xuyên thủng đậu hũ, rồi nắm lấy khối đá rắn chắc đang phát ra ánh sáng năm màu ở giữa cơ đờ nó. Nhưng đúng lúc cử viên muốn rút tay ra, con thú giống to lên một tiếng kêu khổ sở, trong cơ thể nó phát ra một cỗ hấp lực lớn khủng khiếp giữ chặt bàn tay lại. Trong chốc lát không có biện pháp nào rút tay ra khỏi thân mình con thú được. Hàn lập đang biến thành cử viên thấy vậy, hắn hử lạnh một tiếng rồi lầm nhầm thúc giục pháp quyết. Linh diễm màu bạc quấn quanh ngón tay kêu lên một tiếng oanh, lớn lên mấy lần bao vây lấy tảng đá màu xanh rồi bắt đầu điên cuồng luyện hóa âm thanh xèo xèo vang lên rền di thân thể từ quang thú run lên màn ánh sáng ngũ sắc nhanh chóng biến mất để lộ ra thân hình khổng lồ của nó mà lúc này cự viên chợt điên cuồng lớn lên trong nháy mắt đã thành một quái vật cao hơn nghìn trượng vẻ tàn nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt chỉ thấy bàn tay to màu vàng như một tòa núi lớn ập xuống đầu cự thú làm cho mặt đất phía dưới cũng trao đảo nứt nẻ vô số đường Dựa vào thần lực sâu không lường được của Hàn Lập hiện nay, lại thêm sự to lớn của thân thể cử viên. Một tiếng ầm long trời lở đất vang lên, một nửa cái đầu cỏ từ quang thú bị đánh lún sâu vào nền đất. Đỉnh đầu của cự thú là nơi có chứa ma hạch, lúc này bị ngân diễm luyện hóa đau đón vô cùng. Trong miệng nó phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa, thân hình khổng lồ liều mạng dẫy ruộng không ngừng, tứ chi cũng điên cuồng loạn động đánh về phía cử viên. Nhung bàn tay vàng óng của cử viên vẫn vững vàng bám lấy không tha khiến nó có dãy ruộng bao nhiêu cũng không cách nào thoát ra được. Hơn nữa, kim quang trên người cử viên lóe lên, dễ dàng đem tất cả các công kích của cử thú hất ra, ngay cả bộ lông cũng không bị tổn thương chút nào. Còn trong thân thể của từ quang thú lúc này, ngân diễm càng cháy càng lớn, khối đá lục sắc nhanh chóng trở nên ảm đạm trông thấy, hơi thở của cử thú theo đó càng lúc càng giảm đi, sự dãy ruộng của nó cũng yếu ớt dần. Sau khi giống lên một tiếng chói tai, thân hình từ quang thú khẽ run lên cuối cùng không phản ứng gì nữa cự viên thấy vậy không còn do dự nữa bàn tay nắm chặt thành nắm đấm rồi hung hăng đánh xuống con thú đầu của từ quang thú lập tức bị chấn tan thành những mảnh vụn nhỏ vang đi khắp nơi cũng lúc đó đoàn ánh sáng màu xanh thoát ra rồi lập tức hướng ra xa phóng đi đúng là tính hồn của từ quang thú tất nhiên là hàn lập đã có phòng bị trước cự viên há cái mồm thật lớn một đạo kiếm khí màu vàng ào ào phun ra đem phạm vi hơn 10 trượng xung quanh mình đánh cho tan nát. Linh hồn của từ quang thú hoàn toàn bị kiếm quang sắc bén này tiêu diệt hoàn toàn trong phút chốc. Cự viên đưa tay ra cầm lấy tảng đá màu xanh, bàn tay run run một chút, sau đó từ trong cơ thể của cự thú rút về. Đến lúc này mới có thể xem là từ quang thú đã chết hoàn toàn. Mà tảng đá màu xanh sau khi bị ngân diễm nung khô đã nhanh chóng thu nhỏ lại thành một tính thể màu xanh nhạt chỉ có đường kính khoảng một thước, xung quanh tản mát ra lục quang nhu hòa. Kim mao cửa viên ngoác cái miệng rộng ra như thể đang cười rồi kim quang chợt lóe, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lát sau, Hàn Lập một lần nữa khôi phục hình dáng vốn có. Báo Lân thú nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh, đưa cặp mắt to tròn chớp chớp nhìn tinh thể trong tay Hàn Lập. Thật không ngờ con thú này hấp thu được thật nhiều tài liệu đến vậy, sau khi trở về ta sẽ cẩn thận luyện hóa nó, chắc là sẽ làm được đại âm dương ngũ hành cực sơn. Hàn Lập vỗ vỗ nhẹ lên đầu tiểu thú, miệng khẽ tươi cười tự báo lân thú sau khi nhìn chán chê tinh thể kia thì lại há miệng ngáp một cái ngay lập tức bộ dáng buồn ngủ lười nhác lại xuất hiện hàn lập thấy vậy không khỏi có chút buồn cười tay áo rim lên một mảnh thanh hà nhanh chóng đem tiểu thú thu lại lúc này hắn mới đưa mắt đánh giá xung quanh một chút chỉ thấy do ngọn núi sập xuống lại thêm trận đại chiến cùng từ quang thú nên tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm đều tan tành khung cảnh bốn phía biến thành một vùng xác sơ tiêu điều khắp nơi trên mặt đất đều là hòn to hố nhỏ những ngọn núi nhỏ xung quanh cũng siêu vẹo, có khi bị bạt ngang, xẻ dọc, để lại một dáng vẻ vô cùng kỳ lạ. Hàn lập khẽ cao mày trước tình hình như vậy, tình hình này thì ngay cả hắn dù thần thông quảng đại cũng không thể nào che giấu được. Nhưng sau khi cân nhắc một chút, hai bàn tay hắn đưa lên, khẽ trả sát một cái. Sau một tiếng gầm rú mãnh liệt, vô số đoàn ngân diễm bắn ra, đem thi thể của từ quang thú bao lại, bắt đầu thiêu đốt. Một lúc sau, thi thể của cự thú đã biến thành một đống cho tàn, rồi bị gió cuốn bay đi. Về phần dấu vết trận đánh còn lưu lại, Hàn Lập cũng chẳng bận tâm nhiều. Hắn lập tức mở độn quang, hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Nơi này mặc dù có chút xa xôi, nhưng vừa rồi cùng từ quang thú đại chiến một trận kinh thiên động địa như thế, chỉ sợ đã bị các cao giai ma tộc phát hiện ra rồi. Lấy tu vi của Hàn Lập hiện tại, nếu toàn lực thi triển thì tốc độ sẽ nhanh không thể tưởng tượng được. Chỉ một lát sau, thân thể hắn đã ở cách nơi đó hơn trăm vạn dặm. Mà sau khi Hàn Lập rời đi không lâu, ở phía chân trời khẽ dao động một chút, sau đó một đoàn lam quang với tốc độ kinh người, hướng nơi từ quang thú vừa ngã xuống mà tới. Sau khi lam quang tắt, ở trên không trung hiện ra một người chim toàn thân bị lam hỏa diễm bao phủ. Người chim này hai mắt lóe lên ngân quang, đem toàn bộ khu vực xung quanh xét qua một lần, rồi lam quang ngoài thân quay cuồng một chút, sau đó biến thành một thiếu phụ trung niên mặc lam bào, thiếu phụ này dung mạo bình thường, thần sắc lạnh như băng, trên người toát ra một cỗ sát khí âm hàn kinh người. Nhưng Lam Bảo thiếu phụ này còn chưa kịp xuống bên dưới điều tra dấu vết thì đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt hướng tới một nơi khác trên bầu trời nhìn tới. Kết quả là sau một cái hô hấp, bên kia bầu trời, kim quang hơi chấp động, một con thuyền bằng vàng dòng đang nhanh chóng hướng tới bên này mà chạy. Kim thuyền này nhìn tốc độ như tầm thường, ấy vậy mà sau một cái chấp động đã đi được hơn ngàn trượng, lập tức xuất hiện trước mắt Lam Bảo thiếu phụ. Lục cực, hình như ngươi đã tới muộn, thiếu phụ nhìn kim thuyền, thản nhiên buông một câu, không phải ta tới chậm, mà lam bộc tỷ tỷ ngươi đã tới hơi sớm. Trong thuyền phát ra giọng nói ngọt ngào của một thiếu nữ, sau đó ở đầu thuyền chấp động, một thiếu nữ thân hình thon thả, kiều mị lập tức hiện ra. Miệng lưỡi thật trơn quá, ta đến sớm hay không thì ngươi tự biết. Nhưng một vị thủy tổ như ngươi, tại sao hôm nay lại có hứng thú mang một hóa thân tới bái phỏng vị cố nhân này vậy? Làm bảo thiếu phụ sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng hỏi. Hai người này không ngờ một là hóa thân của lục cực thánh tổ, một người có bản thể vốn chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, làm bộc thánh tổ. Nhưng hai người này dù thấy quang cảnh hỗn độn bên dưới nhưng lại rừng dưng, ngược lại còn nói về sự tình khác. Ta phái hóa thân đến đây tất nhiên là để cảm ơn tỷ tỷ, ngoài ra còn mang thêm điều tốt không tưởng nổi để cảm ơn tỷ tỷ đã giúp ta lần đó. Thiếu nữ trẻ trung cười khanh khách trả lời, mà thiếu phụ nghe xong lời này, sắc mặt ả lập tức trở nên vô cùng khó coi. chương 2132, âm mưu bí mật. Chúng ta năm đó đã sám ước định, ta chỉ ra tay giúp ngươi một lần rồi từ đó về sau sẽ không còn quan hệ qua lại gì nữa. Bây giờ ngươi nhắc lại là muốn uy hiếp ta sao? Thiếu phụ mặc áo làm âm trầm hỏi. Chữ áp chế này thực sự quá khó nghe, ta làm sao có thể sử dụng thủ đoạn hạ cấp này để đối phó với Lam tỷ tỷ chứ? Lần này ta đến đây chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi một chút về việc bảo hoa đã quay trở lại thánh giới, hơn nữa ả à còn cùng giao đấu long trời lở đất với hai tên gia hỏa thiên khấp và hạc nhan lục cực thản nhiên nói bảo hoa đã quay lại chuyện này là thật sao ả à còn cùng thiên khấp và hạc nhan tranh đấu trang lẽ tu vi ngày xưa đã khôi phục rõ ràng thiếu phụ là lam bộc thánh tổ này rất kiêng kỵ bảo hoa nàng vừa nghe lục cực nói vậy sắc mặt liền trở lên tái nhợt có khôi phục được tu vi như trước hay không ta chưa khẳng định được nhưng lần trở về thánh giới này của ả à, chẳng những ả à nghênh ngang đến ma nguyên hải gặp được nguyên yểm lại còn giao đấu với thiên khấp và hạc nhan làm hai tên này bị hủy mất thân thể mang thương tích rất nặng. Sau đó ả à biến mất không để lại chút dấu vết nào. Sau này ta đích thân đến hỏi thiên khấp và hạc nhan thì mới được biết bảo hoa dùng huyền thiên hoa thuộc tu luyện thành huyền thiên linh vực trong truyền thuyết. Thiếu nữ trẻ trung hơi trầm ngâm rồi nghiêm trinh trả lời. Huyền thiên linh vực, đây không phải là thần thông của chân tiên trên thượng giới mới có sao. Làm cách nào bảo hoa có thể tu luyện được, thiếu phụ mặc lam bào thất thanh nói. Chuyện này, trước đây khi ta còn qua lại thân thiết với bảo hoa đã cùng ả đàm luận qua một ít theo như ả nói thì ả từng tìm được một quyển sách có viết lại nhưng bí quyết tu luyện huyền thiên linh vực chắc là vào thời thượng cổ quyển sách này được tình cờ đưa từ thượng giới đến bản giới lúc đó ả đã có chút lĩnh ngộ với pháp quyết này chỉ cần mượn uy lực của huyền thiên hoa thụ là có thể tạo ra được một ít hiệu quả nhưng ta vạn lần không ngờ tới là ả đã tu luyện thành một huyền thiên linh vực thật sự theo sự miêu tả của thiên khấp và hạc nhan tuy đó chỉ là tầng thấp nhất nhưng dù vậy thì cũng là một linh vực hoàn chỉnh chứ không phải là giả. Lục cực thở dài một hơi, giọng điệu cũng trở nên ngưng trọng lạ thường. Không đúng, nếu ả đã khôi phục được pháp lực, lại còn tu luyện thành công huyền thiên linh vực thì cớ sao lại phải đi ẩn nấp. Theo như tính tình của ả thì đúng ra ả phải giết đến tận động phủ của ngươi rồi lấy lại chức vị thủy tổ. Xem ra ả chỉ mới khôi phục được một phần tu vi, hơn nữa sau khi giao đấu với thiên khấp và hạc nhan đã bị thương nặng. Nếu không sẽ không như vậy. Dường như Lam Bộc Thánh Tổ hiểu rất rõ về Bảo Hoa, sắc mặt nàng chỉ âm trầm suy nghĩ một chút đã có thể đưa ra khang định. Ha ha, Tỷ tỷ đã đoán ra, thật rất trùng hợp với suy nghĩ của muội. Cho nên chúng ta phải nhân cơ hội này tìm ra rồi giết chết ả à mới được. Nếu không sau này ả à khôi phục lại tu vi thì tỷ tỷ cũng ăn không ngon ngủ không yên đâu. Còn việc tốt mà ta đã nói tất nhiên không phải là chuyện giả dối, chỉ cần giết được ả à thì hơn phân nửa đồ vật thu được đều do tỷ tỷ thu giữ ta chỉ muốn có bản bí thuật tu luyện huyền thiên linh vực kia thôi. Hơn nữa bảo hoa có rất nhiều bảo vật hỗ trợ cho việc độ kiếp, chỉ cần chiếm được thì tin chắc là tỷ tỷ sẽ không gặp vấn đề gì trong mấy lần đại thiên kiếp sau này. Lục cực cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình. Hừ, người thực sự tốt bụng vậy sao? Nếu đúng là bảo hoa chưa khôi phục tu vi thì cần gì phải tìm đến ta? Chỉ cần ngươi với mấy đại hóa thân đến cùng một lúc, chẳng phải dễ dàng vây diệt à sao? Thiếu phụ mặc lam bảo hừ lạnh tựa hồ ả à, không hề bị bảo vật làm cho động lòng nếu thật sự ta có thể làm chuyện này thì đã không cần tìm đến tỷ tỷ người cũng biết bản thể của ba người thủy tổ chúng ta đang bị vướng vào chuyện đại kiếp nạn của thánh giới căn bản không thể phân thân ra được đúng là ta có sáu đại hóa thân nhưng một cái trước đây không lâu đã bị bảo hoa giết chết hóa thân mới đang trong giai đoạn bế quan tu luyện ít nhất cần phải có trăm năm nữa mới có thể dùng được hai cái khác thì đang lãnh đạo đại chiến ở linh giới nên không thể tới đây rồi Ba cái hóa thân còn lại, một cái ta dùng để phòng ngừa những lúc cần thiết sau này, sẽ tuyệt không để hiện ra trước mặt người khác, một cái ta phải để lại trong coi động phủ, chỉ còn mỗi cái này mới có thể tới đây cầu viện tỷ tỷ. Hơn nữa ta còn bắt được tin tức hình như Bảo Hoa đang ở khu vực gần với Lam Bộc Hồ, mà khắp mấy khu vực rộng lớn gần đây thì ai có thể sánh được với tỷ tỷ. Chỉ cần ngươi huy động các môn hạ trong thế lực của mình thì vây bắt được Bảo Hoa cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Lục Cực giải thích một hơi, Bản thể của ngươi phải lo việc đại kiếp nạn không thể tới đây, hơn nữa với việc này thì ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần bảo Hoa đang ẩn náu ở khu vực gần với Lam Bộc Hồ thì ta sẽ có cách tìm ra. À. Tuy nhiên trừ bỏ những điều kiện mà ngươi đã nói trước đó thì bí quyết tu luyện Huyền Thiên Linh vực phải sao chép cho ta một bản mới được. Tâm tư của thiếu phụ Mạc Lam Bảo xoay chuyển vài lần, cuối cùng đã không thể kháng cự những dụ hoặc mê người của bảo vật và cơ hội để hoàn toàn xóa bỏ hậu hoạn, à đành cắn răng nói. A, à, như vậy cũng được cứ theo lời của tỷ tỷ đi lục cực nghe vậy rất lấy làm mừng rỡ à không chút do dự đáp ứng quyết định như vậy đi khi ta trở về sẽ lập tức triệu tập các hóa thân đồng thời phát động các ngả thế lực của môn hạ a à, sự việc ở nơi này có chút lạ thường liệu có thể có liên quan đến bảo hoa hay không lam bộc thanh tổ gật đầu đáp ứng bỗng nhiên ánh mắt nàng đảo xuống mặt đất lộn xộn phía dưới rồi tùy ý hỏi không phải ngươi đã nói là lúc ngươi đến đây thì trận tranh đấu đã chấm dứt rồi hay sao nhưng theo khí thức còn sót lại ở mỏ quạng phía dưới, chắc có lẽ là một con ma thú nào đó đã chui ra rồi cùng một người nào đó đấu pháp. Nhưng có chút kỳ quái, dựa vào dao động mà ta cảm ứng được lúc trước thì cả hai chỉ có tu vi hợp thể thôi, cũng không chênh lệch quá lớn, vậy thì tại sao con ma thú lại bị giết chết nhanh chóng đến vậy? Tỷ tỷ đến nơi này trước một bước có phát hiện ra điều gì không? Ánh mắt của thiếu nữ trẻ trung chợt lóe, bàn tay nàng tùy ý phất ra một chảo. Siêu một tiếng, một mảnh thân thể còn sót lại của con từ quang thú chui ra từ dưới đất rồi bị thiếu nữ bắt lấy, nàng đem thần niệm của mình thò ơ quét qua. Lúc ta tới đây thì người nọ đã rời đi thật xa. Cũng có thể là một tên hợp thể hậu kỳ đi ngang qua đây tiện tay đem con thú giết đi. Mà thời gian gần đây chính là mùa thu hoạch huyết nha mễ, thỉnh thoảng có vài tên ma tôn đi tới làm bộc thành cũng không phải chuyện xa lạ gì. Thiếu phụ hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời, có thể là như vậy, mà lại nói đến huyết nha mễ, bề ngoài thì tỷ tỷ chỉ cung ứng một số lượng nhỏ cho tầng lớp cao giai ma tộc, còn sau lưng thì lại ngấm ngầm sai phái thủ hạ vụng trộm bán một lượng lớn cho các thế lực khác để đổi lấy một con số lớn kinh người các loại tài nguyên, kế sách này thật là rất cao siêu a. À. Thiếu nữ trẻ trung cười khanh khách nói, ta cũng chẳng có cách nào hơn, sản lượng huyết nha mễ thực sự rất ít ỏi, không cách nào thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người được. Nhưng ta cũng không muốn đắc tội với các thế lực lớn khác, cũng chỉ có thể làm cách này mới gắng gượng duy trì được sự ổn định của Lam Bộc Hồ thôi thiếu phụ mặc lam bảo nghe vậy cũng không mấy để tâm. Tỷ tỷ làm theo phương pháp này thực là sáng suốt, nếu không chỉ với số lượng huyết nha mễ bán ra bên ngoài ít ỏi như vậy, các thánh tổ khác sẽ rất bất mãn đối với tỷ tỷ. Nhưng nếu có thể lén lút thu mua được số lượng lớn thì tự nhiên sẽ không còn oán hận nữa. Đúng rồi, hai gã đệ tử của ta cũng đang cần huyết nha mễ để bồi luyện thân thể, hay là tỷ tỷ thuận tay bán cho ta một ít được không? Hai mắt thiếu nữ trẻ trung khẽ chớp chóc, nàng khẽ cười rồi nói. Ngươi đã nói như vậy thì để ta cho ngươi một ít là được. Thiếu phụ áo lam khoát tay chặn lại, ả hào phóng lạ thường. A, à, vậy tiểu muội đa tả tỉ tỉ, chúng ta hãy mau chia ra hành động đi. Lúc này ta dẫn theo một đám môn hạ đặc lực, bọn chúng còn đang ở bên ngoài đợi lệnh của ta. Lục cực nghe vậy liền vui vẻ nói, tốt lắm, ta cũng về Lam Bộc Thành trước đây. Thiếu phụ mặc lam bào không có ý phản đối, ả thản nhiên nói. Tiếp đó, hào quang quanh thân ả chợt lóe, rồi hóa thành một đoàn lam quang phá không bay đi. Một lúc sau, nơi này chỉ còn lại một mình thiếu nữ trẻ trung. Vị phân thân của lục cực này thấy ánh sáng màu lam biến mất nơi cuối chân trời thì nét tươi cười trong mắt cũng tắt đi, khuôn mặt cũng trở lên thở ơ, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mảnh thủy tinh trong tay, chân mày ả à hơi nhíu dường như mơ hồ nghĩ ra điều gì, nhưng cuối cùng vẫn phân vân không đưa ra được quyết định. Nhưng một lúc sau, vị phân thân của lục cực này bỗng cười lạnh, hai tay trà sát liền đem mảnh thủy tinh biến thành bột cám rồi lẩm bẩm tự nói. Bản thể của đại âm dương ngũ hành chân quang hiện thế, nếu không phải ta đang có chuyện quan trọng thì người đã đoạt được nó quyết không thể dễ dàng bỏ đi như vậy. Nhưng thôi, bây giờ nhiều hơn một việc thật không bằng bớt đi một việc. Vừa dứt lời, hai chân ả khẽ giấm, kim hà quanh thân xoay lên một vòng, chỉ chấp động một cái thân hình ả đã xuất hiện trên chiếc thuyền vàng óng. Một lát sau, vô số ký hiệu trên bề mặt của chiếc thuyền lóe lên, nó khẽ lắc nhẹ một cái, cả chiếc thuyền vàng rực liền hóa thành một đạo kim hồng quay về hướng khác phá không rời đi. Cùng lúc này, Hàn Lập đang ở trên đường chớ lại Lam Bộc Thành, hắn đang ngắm nhìn một khối đá màu xanh lục trên tay, vẻ mặt cười vô cùng đắc ý. Đề phòng ngừa những sự việc không đáng phát sinh, hắn cố ý không quay lại theo đường cũ mà bay một vòng thật lớn mới theo một hướng khác trở về trong thành. Hàn Lập ngắm nhìn thêm một chút, cổ tay hắn khẽ lắc, linh quang lóe lên, hòn đá màu xanh lục liền biến mất không thấy bóng dáng tay khác lại lấy ra một khối khoáng thạch loang lổ hai màu trắng đen xem kỹ lại thì đúng là một khối dị ma kim nhìn vật này trên tay khuôn mặt hắn không giấu nổi vẻ tươi cười khối dị ma kim này do những con khôi lỗi khai thác được ở mỏ quặng mà số lượng khai thác được chẳng những không hề ít hơn số thu được từ đám người vô yêu hơn hơn phân nửa trong đó đều chứa tình cầu đặc biệt sau khi hàn lập dùng thân niệm kiểm tra những khối dị ma kim mới thu được này trong lòng hắn hưng phấn khó cách nào tả nổi có nhiều dị ma kim biến dị như vậy, chỉ cần luyện hóa hết địa âm sát khí chứa trong đó cũng đủ để hắn tiến vào cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Điều này có nghĩa là đã giúp hắn tiết kiệm được hơn ngàn năm khổ tu, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chương 2133, nước chảy ngầm. Nhưng trước đó hắn phải lấy được phương pháp luyện hóa địa âm sát khí đã. Hắn đã có được phương thức liên lạc từ Quảng Nguyên trai nên vấn đề này coi như không khó. Ngoài ra còn phải nhanh chóng thu mua huyết nha mễ nữa. Hàn Lập vừa toàn lực thúc giục Độn Quang bay đi vừa cân nhắc bước hành động tiếp theo. Mấy ngày sau, cuối cùng hắn cũng về tới Lam Bộc Thành Bình An vô sự. Thế nhưng khi hắn vừa về tới khách sạn, không ngờ Tử Linh đã đang chờ ở đó. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng lại tự mình tới đây vậy? Hàn Lập có chút bất ngờ, hắn thận trọng hỏi. Trước đó hắn và Tử Linh cũng đã thương lượng kỹ, vì không muốn người khác chú ý và đem phiền toái tới cho Tử Linh nên nếu có sự tình quan trọng thì sẽ do thuộc hạ thân cận của nàng đem tin đến báo cho hắn hai người thực sự là không cần phải gặp mặt làm gì nhưng lúc này tử linh lại tự mình đến đây mà hình như đã chờ khá lâu nên hàn lập thực sự có chút bất ngờ muội không thể không tự mình tới đây được sư phụ của muội đã đến lam bộc hồ hơn nữa còn triệu hồi muội và đám thuộc hạ tới gặp mặt tử linh vừa mở miệng đã nói ngay một việc khiến cho hàn lập nhảy dựng lên lục cực đến đây là bản thể sao theo bản năng hắn vội hỏi lại không phải chỉ là một hóa thân hợp thể hậu kỳ mà thôi nhưng lấy tu vi đó lại có thêm bảo vật mang theo thì cũng không kém thánh tổ nhiều lắm. Tử Linh lắc lắc đầu, vô cùng kiêng kỵ nói, nếu không phải bản thể của A tới thì ta cũng không cần phải quá lo lắng. Nhưng tại sao lục cực lại tới nơi này, chắc không phải là vì ta đấy chứ. Ta cũng đâu có quá đắc tội với ả, nếu muốn đối phó với ta cũng không phải tới một khối hóa thân đâu. Tử Linh, nàng có biết tại sao lục cực tới đây không? Hàn lập nhíu mày lo nghĩ rồi hỏi, lúc sư phụ truyền lệnh cho muội cũng không nói rõ, hình như là muốn nguội phái thuộc hạ tìm kiếm một ai đó ở quanh đây nhưng cũng không rõ ràng lắm tuy nhiên nguội chắc chắn người đó không phải là huynh dù sao huynh vân nên cẩn thận một chút thì tốt hơn tử linh ân cần dặn dò được ta nhớ rồi bản thân lục cực là thủy tổ ma giới chắc chắn sự cảnh giác của ả sẽ rất lớn trong thời gian này tử linh nàng tạm thời cũng đừng liên hệ gì với ta để tránh bị ả phát hiện mà gây bất lợi cho nàng không lâu nữa ta cũng sẽ rời khỏi Lam Bộc Hồ, trở về linh giới. Hàn Lập nghe vậy, nhìn tới gương mặt kiều diễm vô song của tử linh, trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói với nàng. Muội biết rồi, nói không chừng, lần tới khi chúng ta gặp lại có thể sẽ là hơn một ngàn năm nữa. Huynh cho dù có bảo vật phá giới do Lam Muội đưa cho thì cũng không có khả năng quay lại ma giới được. Tử linh thần sắc trở nên buồn bã, trong mắt lộ ra một tia sắc thái u oán. Cái này không nói trước được, ta nếu có cơ duyên, có thể sẽ sớm đột phá bình cảnh đại thừa kỳ. Chỉ cần ta tiến dài thành công nhất định ta sẽ trở lại ma giới đưa nàng rời đi. Lúc này, tử linh, nàng tạm thời chịu ủy khuất một thời gian, ở ma giới phải tận lực bảo vệ mình. Nếu có chuyện gì không như ý, hoặc lục cực đem luyện hóa nàng thành hóa thân thì nàng hãy truyền tin tới Quảng Nguyên Trai để họ sẽ dùng bảo vật báo cho ta một tiếng. Ta nhất định sẽ dùng mọi cách phá giới tới cứu nàng. Hàn Lập không chút do dự, lập tức hứa hẹn với nàng. Nghe Hàn Lập nói xong, ánh mắt tử linh nhìn hắn có chút khác thường, một lúc sau mói nhẹ nhàng nói. Đa tạ Hàn Huynh chiếu cố, tiểu muội cảm kích vô cùng. Muội tín tưởng với tài năng ngút trời của Hàn Huynh thì nhất định có thể đột phá cảnh giới đại thừa kỳ, trở thành tồn tại cao nhất trên thế gian. Tử linh cầu chúc cho Huynh thành công, hiện tại ta cũng nói hết rồi, xin cáo từ. Nàng vừa dứt lời bèn chỉnh đốn trang phục, hướng tới Hàn Lập thi lễ nhưng vẫn có chút trần trừ khó nói, sau cùng quay người rời đi. Hàn Lập nhìn bóng dáng xinh đẹp của tử linh biến mất ở đại môn thì môi khẽ nhúc nhích vài cái, nhưng cuối cùng lại thở dài một hơi không nói ra thành lời, thần sắc cũng trở nên ảm đạm. Hai ngày sau, trên một đỉnh núi nhỏ bên ngoài Lam Bộc Thành, ngay gần mặt hồ, Hàn Lập đứng trên một khối đá, lặng lặng ngắm mặt hồ minh mông ở phía xa, thân thể cũng không chút nhúc nhích. Lúc này đang là sáng sớm, sắc trời vẫn còn hơi mờ mịt, trên mặt hồ phảng phất chút sương sớm làm cho không khí trở lên hoi ẩm ướt. Đột nhiên đôi lông mày hắn trao lại, không quay đầu mà nói một câu nếu khách đã đến thì cần gì phải thập thập thò thò nữa đạo hữu cũng coi như là nửa chủ nhân ở đây còn sợ tại hạ mai phục ám toán hay sao hắc hắc cuộc mua bán này lớn như vậy thì nên cẩn thận một chút vẫn hơn chứ không khí khẽ dao động sau đó một người đầu đội nón rộng thân mang áo bảo màu cho hiện ra cười hắc hắc trả lời hắn các hạ muốn đề phòng thế nào ta cũng không cần biết ta chỉ quan tâm tới huyết ma nhễ mà đạo hữu mang tới mà thôi hàn lập nói xong bèn quay lưng nhìn về phía không trung thản nhiên nói huyết ma nhễ tất nhiên là có đầy đủ ở đây nhưng số lượng mà các hạ cần thật sự quá mức kinh người sợ ở nơi này không sao tìm ra được người nào khác có thể cung cấp được cho nên giá sẽ đắt hơn hai thành đó người mặc áo bảo màu cho hai mắt lóe lên tính quang nói đắt hơn hai thành ta chưa bao giờ nghe nói qua trên đời có cái luật mua bán nào lại nâng giá ngay lúc giao dịch như thế hàn lập ngẩn ra lập tức sắc mặt tăng thêm vài phần âm trầm muốn giá gốc cũng được thôi nhưng số lượng mà đạo hữu muốn có ta chỉ có thể cung cấp một phần ba đạo hữu chẳng lẽ muốn ta phải chịu thiệt thòi sao người áo bảo cho không thèm để ý nhích miệng cười đáp hừ các ngươi mà phải chịu thiệt sao thôi bỏ đi ta còn có việc khác không có thời gian ở đây cò kè mà cả cùng các ngươi cứ theo như lời các ngươi thêm hai phần thì hai phần nhưng chất lượng của huyết ma nhễ phải tốt hơn nữa không thể thiếu dù chỉ một phân hàn lập hư lạnh một tiếng sắc mặt hơi hòa hoãn lại rồi mới mới đưa ra quyết định. Ha ha, xin đạo hữu yên tâm, huyết nha mễ của ta ở đây đều là hàng chất lượng cao, hơn nữa số lượng cũng không phải là ít. Người áo bảo cho mừng rỡ cười trả lời, hy vọng như người nói, bắt đầu giao dịch đi. Hàn lập không nhiều lời, tay áo run lên, một cái vòng màu đen bay thăng về phía người mặc áo bảo màu cho. Thật không ngờ đạo hữu lại hoàn toàn tin tưởng tại hạ, còn đem ma thạch giao ra trước. Người mặc áo bảo màu cho thấy hành động này của Hàn Lập thì có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không chần chừ, một tay vung ra bắt lấy cái vòng chữ vật rồi sử dụng thần niệm đảo qua bên trong. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, cũng không thèm trả lời y. Một lát sau, trên mặt người mặc áo bảo màu cho hiện ra vẻ vừa lòng. Xem ra đạo hữu đúng là người rất có lai lịch, không ngờ trong nháy mắt lại xuất ra được nhiều ma thạch đến vậy. Nếu đạo hữu là người biết giữ chữ tín thì tại hạ tất nhiên cũng không hai mặt. Phương Huynh hãy hiện thân đem huyết ma nhễ ra đây đi. Người mặc áo bảo màu cho thu vòng chữ vật lại rồi vỗ nhẹ hai tay vào nhau, cực kỳ cao hứng nói. Lời vừa dứt, trong không trung lục quang chợt lóe, một bóng người quỷ mị dần dần hiện ra. Người này vung tay một cái, tiếng xé gió vang lên. Một vòng chữ vật màu xanh biếc từ trên người y bắn ra, xoay tròn một chút rồi sau đó hướng Hàn Lập bắn tới. Hàn Lập thấy tình hình như vậy thì sắc mặt có chút thay đổi, tay áo vung lên bắt lấy vòng chữ vật, sau đó đặt lên chán đem thần niệm hướng vào bên trong kiểm tra. Tất nhiên là Hàn Lập phải kiểm tra cẩn thận hơn nhiều so với người mặc áo bảo khi nãy. Một lúc sau, thần sắc hắn mới buông lỏng rồi nhìn người mặc áo bảo màu cho nói. Tuy rằng giá hơi đắt nhưng số lượng và chất lượng đều rất tốt. Cái này đương nhiên rồi, không cần phải nói dối đạo hữu làm gì, để thu thập đủ số thượng phẩm huyết ma nhễ này ta đã cùng nhiều người giao dịch nên giá đương nhiên phải cao hơn một chút. Người mặc áo bảo màu cho cười giải thích nếu đã thanh toán xong, ta cũng sẽ không ở lại đây làm gì nữa, xin cáo từ trước. Hàn Lập đem vòng chữ vật thu lại rồi ôm quyền nói. Sau đó thanh quang hiện lên trên toàn thân hắn, cả người hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi, sau vài cái chấp động đã biến mất ở phía chân trời. Trên không có cấm chế mà có thể đi lại thoải mái như thế, xem ra người này thần thông còn lớn hơn chúng ta đoán rất nhiều. Người mặc áo bảo màu cho nhìn lên trời một bầu hồi rồi bỗng nhiên nói thanh âm từ sắc nhọn sau đó lại có chút trầm thấp dị thường. Nếu người này không phải đối tượng có thể ra tay, thì cứ coi như đã giao dịch xong là được rồi. Nói đi phải nói lại, thời gian gần đây những người thu mua huyết ma nhễ tu vi đều không hề tầm thường. Cơ hội để cho chúng ta có thể ra tay cũng chỉ có vài lần. Trên trời cao, bóng người lục sắc lạnh lùng buông một câu. Đối mặt với những người của những thế lực lớn như này thì ngay cả thánh tổ cũng không muốn đắc tội. Đối tượng cho chúng ta ra tay chỉ có thể là người của các thế lực nhỏ hoặc lũ vô danh tiểu tốt thường độc vãng độc lai mà thôi. Người này chẳng những tu vi không kém, hơn nữa vừa vào thành đã tiến hành thu mua dị ma kim thì chắc hẳn là người có thế lực không nhỏ, chúng ta thực sự không thể đắc tội được. Có thể thu vào thêm được một ít ma thạch thì cũng coi như chúng ta có chút thù lao mà quay về rồi. Người mặc áo bảo màu cho cười khẽ nói, dù sao người này lai lịch cũng có chút thần bí, thời gian quá ngắn nên cũng khó lòng mà tra ra thân thế thật sự được. Ta cũng vừa nhận được lệnh triệu hồi của lão thánh tổ, phải lập tức rời thành, hành động đơn giản một chút cũng tốt. Bóng người lục sắc lạnh lùng nói một câu, sau đó bên ngoài hào quang lóe lên, y một lần nữa quỷ dị biến mất ngay trong không trung. Đâu chỉ là may mắn, ta cũng có một dự cảm, nếu cùng người kia giao thủ thì người ăn quả đắng không chừng trinh là chúng ta. Người mặc áo bảo màu cho nhìn về phía bóng người lục sắc vừa biến mất, một lát sau hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, thì thầm nói một câu chương 2134, lục tuyệt thanh lôi trận. Người mặc áo màu cho phất tay áo lên, sau đó cả thân hình hắn liền biến mất trong mảng quang hà. Hai ngày sau, Hàn Lập vẫy một chiếc xe kéo rời khỏi Lam Bộc Thành rồi đi thẳng tới Quảng Nguyên Trai. Trong tòa lầu giữa rừng rậm, Hàn Lập gặp được Lam Dĩnh sau đó cả hai đều biến mất trong căn mật thất, mãi mấy canh giờ sau hắn mới đi ra với nụ cười thần bí trên khuôn mặt, rồi không chút do dự quay trở về thành. Vừa bước vào khách sạn, hắn đã đóng cửa liên tục suốt mấy ngày. Bởi vì lúc mới tới Hàn Lập đã trả trước số ma thạch cho một tháng liên tục nên những ma tộc ở đây không hề để ý đến hắn. Nhưng suốt một mạch sau đó, khi chi còn vài ngày nữa là tròn một tháng mà vẫn không thấy chút động tĩnh nào, điều này khiến cho những người ở đây có chút nóng ruột. Vào tối ngày cuối cùng, một tên tiểu nhị ma tộc đi tới rẻ giặt gõ cửa phòng nhưng mãi không thấy ai trả lời, hắn đành đánh liều mở cửa đi vào thì đã thấy trong đó trống rỗng không một bóng người. Lúc này Hàn Lập đang vừa ngồi vừa nhắm mắt dưỡng thần trên một chiếc phi sa. Ngồi bên góc khác phía đối điện hắn là một thanh niên da rẻ trắng trẻo và một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Một người có vẻ mặt vô cùng bình thản, chỉ một mạch ngồi im như tượng gỗ. Người còn lại hai mắt xoay tròn chuyển động không ngừng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm qua bên phải một chút. Đúng là giải đạo nhân và chu quả nhi. Ngày đó Hàn Lập rời khỏi Lam Bộc Thành rồi tìm đến chỗ ước định với hai người này, tiếp đó cả nhóm lập tức rời đi không chút nào chỉ hoãn. Trải qua nhiều ngày phi hành liên tục, nhóm người bọn họ đã rời khỏi khu vực của Lam Bộc Hồ rồi đang bắt đầu tiến vào vùng đất khác của ma giới. Kể từ đó, sự lo lắng của Hàn Lập cũng giảm bớt được phần nào. Hiện giờ hắn đã thu thập đầy đủ mọi thứ, tất nhiên cũng đến lúc rời khỏi ma giới để trở về linh giới. Dựa vào những gì đã bàn bạc với nhóm người lũng ra lão tổ khi trước thì không thể trở về bằng đường cũng được. Mà sau khi hoàn thành mọi việc ở Ma Nguyên Hải xong cả nhóm sẽ trở về linh giới qua một cái thông đạo đã được kiểm tra kỹ lưỡng từ trước khi tiến vào ma giới. Theo như lời nói của nhóm người lúng ra lão tổ thì cái thông đạo đó chẳng những ở một địa phương rất hẻo lánh tại ma giới mà còn không thông tới khu vực của hai tộc nhân yêu, mà cửa ra của nó nằm trên địa bàn của một tộc. Nhờ vậy mà chỉ cần bọn họ tiến vào một cái thông đạo bất kỳ nào đó thì những ma tộc canh giữ ở đó sẽ không thể ngăn cản họ. Giờ đây tất cả những người bọn họ đã ngã xuống nhưng Hàn Lập vẫn định theo lộ trình đó để quay về linh giới. Dù sao vẫn còn tốt hơn việc đi vào một cái thông đạo mà không biết đầu bên kia thông tới đâu chẳng may nó đầu bên kia của nó dẫn tới một đại lục khác trên linh giới thì sẽ khiến hắn phải dở khóc dở cười. Hắn cũng không muốn để trở về nhân tộc mà phải tiêu tốn mất khoảng thời gian dài đến một hai trăm năm. Nhưng thỉnh thoảng hàn lập lại nhớ về tử linh khiến trong lòng hắn lại nhói lên chút cảm giác chua sót. Nếu nói là hắn không có tình cảm với tử linh thì thật không đúng. Cách xa nhau không biết đã bao nhiêu năm tháng, nhưng vừa chỉ gặp nhau đã vội vàng chia ly mà chẳng kịp nói ra những điều mình ấp ủ. Tất nhiên nếu Tử Linh chấp nhận sửa đổi ma công mà Lục Cực đã bắt ép nàng tu luyện, thì hắn sẽ đưa nàng cùng trở về linh giới rồi tìm kiếm bí thuật loại bỏ ma khí trong cơ thể nàng để nàng lại trở thành người của nhân tộc. Nhưng trước mắt chỉ có thể tạm thời để cho Tử Linh ở lại ma giới một thời gian. Một bên Hàn Lập lặng yên hồi tưởng lại việc xảy ra ở nhân giới năm đó, một bên lại hiện lên một bóng dáng xinh đẹp vô song khác làm tâm hồn hắn bùi ngùi xúc động. Cứ thế không biết thời gian bao lâu đã trôi qua, bóng khuôn mặt Hàn Lập khẽ động hai mắt cũng đồng thời sáng rực lên cùng lúc đó hào quang trên chiếc xe đang phóng như bay cũng nhanh chóng tắt đi rồi nó dừng lại lơ lửng trên trời cao hàn tiền bối có chuyện gì xảy ra vậy chu quả nhi giật mình nhảy dựng lên hỏi nhưng giải đạo nhân vẫn ngồi im lặng sắc mặt không chút thay đổi hình như chúng ta đã sơ ý lọt vào một cái siêu cấp đại trận cái đại trận ở chỗ này được bố trí vô cùng bí ẩn ngay cả ta cũng không nhận ra được nó hàn lập nhíu mày trận dãi nói siêu cấp đại trận mà đến tiền bối cũng không phát hiện được. Chẳng lẽ nó được bố trí đe đợi chúng ta? Chu Quả Nhi có chút lo lắng thốt lên, giải huynh, người thấy pháp trận này như thế nào? Hàn Lập không trả lời Chu Quả Nhi mà lại nhìn sang giải đạo nhân hỏi. Giải đạo nhân nghe vậy cũng ngẩng mặt lên quan sát mọi nơi rồi không chút hoang mang trả lời. Đây hình như là lục Việt thanh lôi trận, nhưng xem ra có chút khiếm khuyết. Theo ta tốt nhất hãy đi thẳng đến trung tâm pháp trận ở phía trước. Tuy rằng nơi đó là nơi pháp trận có uy lực lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là nơi có thể rời khỏi pháp trận này. Nói xong mấy lời này, gương mặt của giải đạo nhân lại trở về dáng vẻ đờ đẫn vốn có rồi ngồi im lặng như cũ. Lục tuyệt thanh lôi trận, tuy ta chưa hề nghe đến loại trận pháp này, nhưng với hiểu biết của giải huynh thì hơn phân nửa là không sai. Nếu vậy chúng ta cứ đi về phía trước đi, mặc kệ cái đại trận này có phải vì chúng ta hay không, nhưng đã lõ vướng vào rồi thì cũng chỉ còn cách phá trận mà ra thôi hàn lập trầm ngâm một lúc rồi tỏ ra quyết đoán hai tay hắn khẽ bắt quyết điểm nhẹ xuống cái phi xa tức thì một quầng sáng trắng mở phát ra rồi bao kín lấy chiếc xe tạo thành một màn bảo hộ bên ngoài tiếp đó chiếc xe rung lên rồi hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi tốc độ so với lúc trước đã tăng lên rất nhiều lần chu quả nhi mở to cặp mắt đảo qua đảo lại hai bên xung quanh mấy lần dường như nàng đang tìm kiếm manh mối của trận pháp nhưng bốn phía đều là một mảng trống rỗng không hề có chút gì khác thường không cần nhìn làm gì chỉ với tu vi của ngươi làm sao có thể phát hiện được ảo thuật cua cấm chế hàn lập thấy vậy liền nhắc nhở tiếp theo tay áo hắn hướng ra ngoài chiếc phi sa phất lên phóng ra một đạo kiếm khí màu vàng mở ảo oanh một tiếng nổ thật lớn vang lên nơi kim quang đi qua hư không khắp nơi bị chém rách ra như giấy vụn cảnh vật bốn phía cũng biến đổi theo hiện ra một biển mây mù màu trắng chiếc phi sa đang cố hết sức bay về phía trước trong lớp sương mù a à, đây là Chu Quả Nhi trở nên sợ hãi. Đây mói chỉ là bắt đầu thôi, nếu lúc nãy chúng ta quy lại theo đường cũ thì đã đụng phải những cấm chế lợi hại trong pháp trận, đâu có thể thành thơi như vậy. Hàn Lập thản nhiên giả thích, cho dù có như vậy nhưng không bao lâu nữa Lục Tuyệt Thanh lôi trận sẽ chủ động công kích. Dựa vào thần thông của Hàn Đạo Hiếu thì cũng nên đề phòng một chút đi. Giải đạo nhân vẫn đang nhắm mắt nhưng lại nhắc nhở Hàn Lập vài câu. Đa tạ giải đạo Hiếu đã nhắc nhở, Hàn Mỗ sẽ cẩn thận một chút. Hàn Lập khẽ nhếch môi cảm ơn, bỗng nhiên bàn tay hắn lóe sáng, hơn 10 đoàn linh quang bắn ra rồi nhập vào xung quanh chiếc phi xa không thấy bóng dáng. Đúng là 10 kiện pháp khí trận kỳ để bày bố đại trận. Ngay sau đó, hơn 10 đám ma văn tuôn ra ngưng tụ thành một cái pháp trận bằng phù văn thật lớn trên bốn vách chiếc xe, rồi khảm vào đó giống như cùng. 4,1 AA, một thê vậy, ngay khi bày xong pháp trận, Hàn Lập chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu xe nhìn về xa xa phía trước. Mà Lam Quang nhọn hoắt trong mắt chấp động không thôi, dường như xuyên qua lớp sương mù hắn mơ hồ nhìn thấy cái gì đó đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống một tay bấm pháp quyết trong miệng cũng lẩm nhẩm niệm chú ngữ nhất thời ánh sáng của phú văn màu đen khắp bốn phía vách tường chiếc xe chợt lõe từ đó tuôn ra một đám ký hiệu dày đặc rồi biến ảo thành một cái lưới màu đen thật lớn hòa chung với quầng sáng màu xám bên ngoài một lúc sau biển mây xung quanh vốn đang yên tĩnh bỗng nổi lên từng tiếng sấm âm thanh lúc đầu không lớn lắm nhung càng về sau lại càng to dần sương mù màu trắng ở bốn phía cũng bắt đầu quay cuồng dậy sóng. Ở biển mây hai bên sườn chiếc xe cũng hiện lên từng tia trước màu xanh. Cùng lúc lớp sương mù màu trắng bỗng chốc đặc sệt lại như sinh lầy, kết dính vô cùng, làm cho tốc độ bay của chiếc xe bỗng chốc chậm chạm lại. Hàn lập lạnh lùng hư một tiếng, hắn há miệng phun ra một đoàn tình khí màu xanh minh mông, chợt lóe lên rồi nhập thẳng vào chiếc xe không thấy bóng dáng. Đồng thời quang hà màu xanh lượn lờ dưới hai chân hắn, một cỗ linh lực mạnh kinh người cũng theo đó mà được truyền vào chiếc xe. Chiếc xe phát ra từng tiếng vù vù, đồng thời lóc phóng màu đen bên ngoài thân xe rung lên đem mây mù màu trắng ở xung quanh đẩy lùi ra, lúc này tốc độ bay của chiếc xe lại nhanh trở lại rồi nhắm thẳng phía trước bay đi. Ầm ầm long tiến bảng xét đinh tai vang lên, nhanh như chớp, hồ quang màu xanh trong biển mây khắp bốn phía phút chốc đã hiện ra, sau đó lại hóa thành những con rắn bằng điện màu xanh lao tới chiếc thuyền mà oanh kích. Một đạo điện quang màu xanh đánh lên tấm võng màu đen bên trên làm cho cả chiếc xe run lên, vô số cái hiệu ở đó cũng chấp lóe không ngừng. Hơn 100 đạo điện hồ đồng thời đánh tói làm cho tấm rong rung lên kịch liệt, chật sáng chật tối liên tục, dường như lúc nào cũng có thể bị đổ sụp xuống. Nhưng Hàn Lập lại xem như không thấy, hắn chi một mực thúc dục phi xa dưới chân phóng đi như bay về phía trước. Phốc, tấm võng màu đen cuối cùng cũng bị đánh rách toạc ra thành vô số mảnh nhỏ, tiếp đó hơn 10 đạo điện hồ không đã bị cản trở nữa lao thẳng tới oanh kích lên thân xe. Chân mày của Hàn khẽ nhíu lại, 10 ngón tay đồng loạt hướng về phía trước bắn ra. Trong phút chốc từ 10 đầu ngón tay bắn ra 10 đạo điện hồ màu vàng, giết lên những tiếng chói tai. Liền đó những đạo điện hồ màu vàng bện lại tạo thành một tấm võng lớn màu vàng đem những tia sét màu xanh kia đánh tan đi. Mà chỉ cần một chút thời gian trì hoãn này, phù văn trên chiếc thuyền đang phóng như bay lại chấp động, vô số ký hiệu màu đen tuôn ra rồi ngưng tụ thành một tấm võng màu đen như ban đầu. Cứ liên tục như vậy, điện hồ màu xanh tuy rất lợi hại nhưng bị pháp trận và ích tà thần lôi được hàn lập liên tiếp vận dụng hóa giải đi một cách hời hợt. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã bay xa được khoảng cách hơn vạn dặm. Vụ hải ở phía trước cũng dần loáng đi nhưng những tia chớp màu xanh lại càng trở nên dày đặc hơn, dường như bọn họ đã gần đến được trung tâm pháp trận rồi. Sau đó không lâu, sấm chớp ở bốn phía nổ vang, trong tầng điện quang bắt đầu xuất hiện những quả lôi cầu màu xanh lớn bằng nắm tay đang lơ lửng trong không trung, nhưng chúng không hề gia nhập vào tràng công kích này. Đúng lúc này ở một nơi có sương mù cực kỳ loãng phía trước bỗng vang lên một giọng nói của thiếu nữ. Bảo Hoa tỷ tỷ, lúc này mọi thủ đoạn của ngươi đều đã được thi triển hết, cho dù có tài giỏi đến mấy cũng chạy đằng trời. Hay là hãy đưa tay chịu trói đi, biết đâu tiểu muội nghĩ đến tình xưa lưu lại cho ngươi một đạo tàn hồn để ngươi có đường mà luân hồi chương 2135, đại chiến trong tuyệt trận thượng. Hàn Lập nghe được những lời này tức thì thần sắc đại biến, nhưng cũng không chờ hắn có hành động gì khác, bỗng nhiên làn sương mù khắp nơi tản đi, phía trước hiện lên vô số ánh sáng màu xanh chấp động, đứng là một thế giới rộng hơn vạn mẫu ngập tràn lôi điện. Khắp nơi trong không trung ngập tràn các tia chớp và những khối lôi điện màu xanh, mà một phần những quả lôi cần và tia chớp này đang đánh tới một quầng sáng vàng đang bị bao phủ vào bên trong đó phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở giữa quầng sáng có một con ma thú to hơn 10 trượng đang nhả mây thổi khói ra khắp nơi. Con thú có hình dáng giống như cá sấu, trên đầu mọc một chiếc sừng kỳ lạ, khắp thân mình trải đầy các phiến lân giáp màu đen. Làn xương đen của nó thổi ra biến thành hơn 10 cái xúc tua lớn, rồi tỏa hào quang màu vàng điên cuồng chống lại sấm sét ở bên ngoài. Không ít lôi điện bị xúc tua quật chúng liền phát ra tiếng xèo xèo rồi hóa thành một cỗ khói nhẹ bay mất. Mà phía sau ma thú màu đen có một thiếu nữ mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng, một tay nàng vừa cầm một đóa hoa sen màu hồng vừa bấm niệm pháp quyết, tay còn lại nàng nâng một đồng xu màu vàng, hai mắt nhắm chặt không hề nhúc nhích, nhìn lại thì nàng thật giống như một pho tượng gỗ được điêu khắc thành vậy. Một dài quang hà màu vàng từ trong đồng xu trên tay thiếu nữ liên tục tuôn ra rồi nhập vào trong vầng sáng bên ngoài, dường như nàng đang dùng pháp lực của chính bản thân mình ngăn chặn lôi điện ở bốn phía vậy. Nhưng lôi điện ở xung quanh có vẻ như nhiều đến vô tận. Cứ mỗi một cái chớp mắt qua đi, lại có hàng nghìn đợt lôi điện đánh lên phía trên vầng sáng. Ngay cả khi vầng sáng màu vàng này vô cùng kiên cố, lại có khả năng khắc chế được lôi điện, nhưng dưới sự công kích điên cuồng như thế, cuối cùng nó đã nhấp nháy lúc sáng lúc tối bộ dáng như không thể cầm cự thêm được nữa. Vừa nhìn thấy dung mạo của thiếu nữ khiến cho đôi mắt của Hàn Lập co rụt lại, nhưng khi hắn đảo qua nơi khác lại thấy thêm hai người nữa. Một trong hai người là một thiếu phục mặc áo bào màu lam, người còn lại là một thiếu nữ trẻ trung, hai người này tách riêng ra đứng ở hai phía bên sườn của cái thế giới ngập tràn lôi điện này. Người bên này đang đứng trên một con rùa màu lam, trước mặt lơ lửng một cái phiên kỳ màu xanh. Người còn lại đang đứng trên một cái bánh xe màu vàng, tay đang cầm một pho tượng hình ma quỷ màu bạc. Giọng nói khi nãy chính là của thiếu nữ trẻ trung đang đứng trên bánh xe màu vàng. Hàn Lập nhìn thấy hai người này, ánh mắt hắn chấp động, khuôn mặt không khỏi trầm lại. Tuy hắn không biết được lai lịch của thiếu phụ mặc áo bào màu lam, nhưng thiếu nữ trẻ trung kia so với dáng vẻ vị sư phụ của tử linh được lưu trong ngọc giản do người thân tín của nàng đưa tới thì giống hệt nhau tuy chỉ có tu vi hợp thể hậu kỳ nhưng hắn tuyệt đối không dám xếp nàng ngang hàng với những ma tôn bình thường khác còn về thiếu phụ áo lam kia khi thần niệm hắn đảo qua không cách nào nhận biết được tu vi của ả à, nên tự nhiên có thể đoán được đối phương chính là một gã thánh tổ của ma tộc hơn nữa lại là bản thể chân chính chỉ cần như vậy ngay cả khi có sự trợ giúp của giải đạo nhân nhưng để đối phó với hai người này cũng vô cùng phiền phức. Nhưng sự hiện diện của Hàn Lập ở đây cũng nằm ngoài dự đoán của hai nữ nhân kia. Thiếu nữ trẻ trung quan sát Hàn Lập xong khẽ nhíu mày, rồi thản nhiên quay về phía thiếu phụ nói. Làm tỷ tỷ, chuyện này là sao? Không phải ngươi đã khẳng định là khi ở trong lục tuyệt thanh lôi trận sẽ không bị người khác quấy dày, vậy sao còn xuất hiện thêm người này? Những hóa thân của ngươi đâu mà không tới ngăn chặn bọn họ? Đại trận lớn như thế này ngươi cho rằng dễ bố trí lắm hay sao? Tất cả hóa thân cùng với thủ hạ của ta phải khó khăn lắm mới khống chế được nó. Mà công kích của đại trận ở những nơi khác cho dù không ghê gớm bằng nơi này thì người bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng đi qua được, ta cũng không hiểu tại sao bọn chúng có thể đến được nơi đây. Thiếu phụ mặc lam bào hừ một tiếng tức giận rồi trả lời. Mà nói cho cùng thì một phần là do lục tuyệt thanh lôi trận này chưa được hoàn trinh, nếu không thì làm sao mà ngươi lại không phát hiện ra sự xâm nhập của những người này bây giờ xem ra có chút phức tạp rồi thiếu nữ trẻ trung nhìn qua hàn lập với giải đạo nhân tựa như sực nhớ ra điều gì đó nàng thở dài nói thiếu phụ mặc lam bảo cùng thiếu nữ trẻ trung này đúng là làm bộc thánh tổ và hóa thân của lục cực đã từng gặp nhau và bàn bạc mưu kế trước đây nhờ có một lượng lớn thủ hạ cuối cùng họ đã điều tra ra nơi ở của bảo hoa lại tiêu tốn thêm đến mấy ngày để bố trí cái siêu cấp đại trận lục việt thanh lôi sau đó dựa vào những hiểu biết đối với bảo hoa hai người liên tiếp dùng mọi loại kế sách cuối cùng mới dụ được bảo hoa xuất hiện và đưa nàng vào trong cái trận pháp lớn khủng khiếp này. Trận pháp lục tuyệt thanh lôi này tuy có uy lực không nhỏ, nhưng điểm kỳ diệu nhất của nó chính là khi chưa kích phát thì hoàn toàn không có lấy một chút dao động của cấm chế nào. Ngay cả bảo hoa có thần thông lớn đến như vậy, nhưng chỉ một chút bất cần nàng đã bị vây vào trong đại trận mà không hề hay biết. Hai người kia lựa chọn cái trận pháp không trọn vẹn này để sử dụng cũng bởi vì chính nguyên nhân đó. Sau khi mọi chuyện hoàn tất, bước cuối cùng chỉ cần mở rãnh thành sông nữa là xong. Bởi vì đang mang thương thế rất nặng trong người nên Bảo Hoa không thể nào tiếp tục sử dụng Huyền Thiên Hoa Thụ để tự vệ được nữa. Nàng cũng đã tìm đến tâm của trận pháp, nhưng lại bị hóa thân của Lục Cực Liên Thủ với Lam Bộc Thánh Tổ cầm chân không thoát ra được. Mặc dù đã sử dụng đến nhiều bảo vật quan trọng mang theo trong người, nhưng nàng cũng chỉ có thể cố gắng cầm cự mà thôi. Cuối cùng ngay cả hắc ngạc đang mang thương thế rất nặng cũng không thể không liều mạng hiện thân ra trợ giúp nàng. Mà ngay tại thời khắc quan trọng này, không hiểu là do vô tình hay ông trời sắp đặt sẵn, Hàn Lập sau khi sông bậy sông bạ một trận rồi cũng xuất hiện ở nơi này. Lúc này, làm bộc thánh tổ nghe hóa thân của lục cực nói xong thì lạnh lùng cười. Dù sao cũng chỉ là một tên tu vi hợp thể hậu kỳ, liệu có thể có phiền toái gì chứ, ta đây dùng một ngón tay cũng dẹp xong rồi. a à, người kia là ai, hình như không có thân thể bằng xương bằng thịt hơi thở cũng có chút quen thuộc. Lam Bộc Thánh Tổ vừa mới nói được hai câu thì đột nhiên thần sắc biến đổi, giật mình nhìn lên người của giải đạo nhân. Tỷ tỷ, rốt cục cũng nhận ra rồi sao? Nếu ta không nhìn nhầm thì vị này hẳn là giải huynh ở Ma Nguyên Thánh Hải. Còn vị ở bên cạnh kia, lại chính là người gần đây làm cho thánh giới chúng ta điên đảo suốt một thời gian, hàn đạo hiếu. Đôi mắt của thiếu nữ trẻ trung nhìn tới, chậm rãi nói. Cái gì, chính là hai người bọn hắn. Thiếu phụ mặc lam bảo nghe thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, hỏi lại. Hàn lập không nói lời nào, mặc dù hiện tại thanh danh của hắn ở ma giới không hề nhỏ, nhưng không có tu vi đại thừa nên bậc thánh tổ như lam bộc dĩ nhiên không hề để vào trong mắt. Nhưng hoàng kim thánh giải ở ma nguyên hải đã nổi danh không biết bao nhiêu năm, mỗi một thánh tổ thành danh cũng đều gặp qua vài lần nên đối với vị này vô cùng kiêng kỵ. Tại hạ cũng không nghĩ tới có thể gặp được hai vị ở đây, thật đúng là may mắn ba đời của hàn mỗ nhưng ta hôm nay chỉ tình cờ đi ngang mà thôi mong nhị vị có thể mở ra một con đường để ta rời khỏi nơi này hàn lập hướng nhị nữ ôm quyền thấp giọng nói còn về phần giải đạo nhân thì không để ý tới nhị nữ sắc mặt đờ đẫn thậm chí cũng không hề có ý đứng dậy chào hai người này thấy cảnh này thiếu nữ trẻ tuổi và thiếu phụ mạc lam bảo lại một lần nữa biến đổi thần sắc hai người đều không khỏi nhớ tới lời đồn gần đây rằng hoàng kim cự giải đã bị một tiểu tử của nhân tộc thu phục điều này hai người đều bán tín bán nghi nhưng trước mắt thấy giải đạo nhân không nói lời nào lại giống như là thủ hạ của hàn lập thì trong đầu không khỏi thầm nửa tín nửa ngờ điều này không ngờ tại địa phương hẻo lánh này lại gặp được với đạo hữu nhưng nếu chỉ là đi ngang thì bọn ta cũng không làm khó dê để ngươi đi cũng không có vấn đề gì lam tỉ tỉ ngươi cảm thấy thế nào ánh mắt của thiếu nữ trẻ trung nhìn sang thiếu phụ mặc lam bào thản nhiên cười hư nếu không phải có giải đạo hữu ở đây thì một tên tiểu tử như ngươi đừng hòng rời đi được. Chỉ là một gã tu sĩ nhân tộc mà dám hoành hành gây loạn ở thánh giới chúng ta. Lần tới đừng để bổn tọa gặp được, nếu không thì đó sẽ là ngày chết của ngươi. Thiếu phụ mặc lam bảo ánh mắt dừng lại trên người hàn lập và giải đạo nhân, sát khí trong mắt chợt lóe cuối cùng cắn răng một cái, oán hận nói. Hiên nhiên là à, hoàn toàn không nguyện ý thả cho gã tu sĩ nhân tộc này rời đi chút nào nhưng việc bảo hoa ở trước mắt mới là quan trọng nhất nên đành miễn cưỡng đồng ý. Vậy làm phiền hai vị tiền bối rồi." Hàn Lập trong lòng thật sự thở phào, mỉm cười đáp lại. Về phần nhị ma cùng với Bảo Hoa, người từng là thủy tổ của ma giới giao tranh, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào quan tâm cả. Thiếu phụ Mặc Lam bào lại hừ một tiếng, một ngón tay hướng về một cây cờ màu xanh khiến cho cây cờ lập tức lớn lên, cao hơn 10 trượng, trên mặt ngũ sắc chuyển động, lại có hồ quang màu xanh quấn quanh truyền ra từng tràng tiếng sấm nỉ đùng. Mở, thiếu phụ quát khẽ một tiếng, cây cờ run lên, trong phút chốc, tiếng sét thật lớn chuyển đến, một đạo hồ quang màu xanh như con dao long từ trên đỉnh cây cờ bắn ra, bay lên cao hơn trăm trượng mói bắt đầu ngưng tụ lại thành một đoàn, sau đó lại biến ảo thành một đám ký hiệu màu xanh. Đám ký hiệu màu xanh này chợt lóe rồi nhập vào hư không, tiếp đó ở chỗ cũ hào quang chợt lóe, một lỗ thủng lớn đột nhiên xuất hiện, bên kia là bầu trời xanh thăm thẳm. Mà cùng lúc đó, Vô số đạo điện quang màu xanh ở trước người Hàn Lập cũng mở ra hai bên, tạo ra một con đường nhỏ an toàn để dẫn ra bên ngoài. Vị Lam Bộc Thánh Tổ này đúng là vô cùng quyết đoán, một khi đã có quyết định, dù trong lòng không muốn nhưng vẫn lập tức mở ra một thông đạo dẫn ra ngoài. Hàn Lập thấy vậy thì vô cùng cao hứng, chân dẫm một cái, chiếc xe lập tức chạy một hơi tới cửa của thông đạo. Nhưng ngay lúc này, Bảo Hoa đang ở trong vầng sáng màu vàng đột nhiên thở dài, đôi mắt đẹp mở ra, đồng thời nói ra một câu làm Hàn Lập phải biến sắc. Hàn Đạo Hiếu, người không muốn đi tìm Tiểu Linh Thiên sao? Nếu ta hôm nay ngã xuống ở đây thì chắc chắn trên đời này sẽ không có người thứ hai nào có thể tìm ra vị trí của Tiểu Linh Thiên. Làm sao người biết ta muốn đi tìm Tiểu Linh Thiên? Hàn lập thân hình bất động, ánh mắt đầy phức tạp nhìn vào Bảo Hoa, sắc mặt liên tục thay đổi, sau đó mới hỏi lại. Không biết Hàn Đạo Hiếu thực sự quá bận rộn hay đã hoàn toàn quên rồi. Tiểu Nha Đầu bên cạnh người từng ở cùng ta một đoạn thời gian, làm sao ta lại không biết chuyện về Tiểu Linh Thiên chứ? Mặc dù không biết Hàn Đạo Hữu muốn tới Tiểu Linh Thiên tìm người nào hay vật gì đó, nhưng chắc chắn đối với Đạo Hữu thì nó có vai trò cực kỳ quan trọng đi. Sắc mặt của Bảo Hoa không chút thay đổi, thập phần bình tình nhìn hắn trả lời. chương 2136, Đại chiến trong tuyệt trận hạ. Hàn Lập nghe xong lời này có chút nửa tin nửa ngờ nhìn sang Chu Quả Nhi. Tiền bối, ta không biết đã bị người ta tra xét lúc nào. Trong khoảng thời gian trước đó ta lúc nào cũng hôn mê bất tỉ huynh. Chu Quả Nhi có chút sợ hãi giải thích, lấy thần thông của đối phương thì việc ngươi bị tra xét mà không hề hay biết là chuyện bình thường. Ta cũng không trách phạt đâu, ngươi không cần phải lo lắng. Hàn Lập lắc đầu an ủi thiếu nữ đôi câu, sau đó âm thanh hắn trở nên băng hàn nhìn qua bảo hoa nói: Làm sao ta có thể tin lời nói của ngươi là thật đây? Nếu ngươi không đưa ra chứng cứ để ta tin tưởng mà muốn kéo ta vào cái lò than này thì quả là mơ mộng hão huyền rồi. Sau này ta dành chút thời gian tìm kiếm phương pháp cũng được đâu cần phải vì mấy câu nói của ngươi mà mua lấy việc mạo hiểm như thế vậy. Nói xong Hàn Lập liếc qua hai người Lam Bộc Thánh Tổ và thiếu nữ trẻ trung, hai người này cũng đang chú ý về bên này. Hai nữ tử này thấy cảnh bảo hoa níu chân Hàn Lập lại để thương lượng trao đổi, sắc mặt của hai người liền hiện lên vẻ khó coi. Tuy vậy nhưng cả hai đều không phải dạng ma tộc bình thường, thấy Hàn Lập còn chưa thực sự quyết định có tương trợ bảo hoa hay không nên cũng chẳng tạo thêm hành động giải dột gì mà chỉ chăm chú nhìn cuộc nói chuyện của bọn họ tất nhiên khi ta nói vậy thì phải có chứng cứ. Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem vật này, là thật hay giả đạo hữu cứ việc phán đoán. Hai mắt đẹp lung linh của bảo hoa chấp động, mỗi nàng khẽ nhúc nhích nhưng lại không có âm thanh nào được phát ra, rõ ràng là nàng đang truyền âm tới nơi đây. Đầu tiên trong lòng hàn lập cảm thấy nao nao, tiếp đó hư trong trước mặt chấp động, một đoàn quang hà thần bí hiện ra, lóe sáng vài cái rồi bay tới gần hàn lập. Khi thần niệm mới đảo qua liền phát hiện ra đây là một cỗ thần niệm đang bao bọc vật gì đó ở bên trong bàn tay của hàn lập khẽ động đã đem vòng sáng bắt xuống sau đó trả sát nhẹ rồi chăm chú nhìn